Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 1, đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo, đại lừa đảo. Một giọng hét đầy phẫn nộ vang lên, theo sau đó là tiếng giày dẫm lên nền gạch bỏ chạy. Trương Huyền bất lực xuôi tay. Ta thực sự không phải là đồ lừa đảo mà là lão sư của học viện, ta chỉ muốn ngươi trở thành học viên của ta thôi. Hơn nữa, cho dù ta có là kẻ lừa đảo, cũng đâu cần thêm chữ, đại, vào. Làm như ta đã phạm phải tội ác tày trời lắm vậy. Lẩm bẩm xong, chợt nhớ tới lời hiệu trưởng, Trương Huyền xoa xoa thái dương. Người thứ 17 rồi. Nếu hôm nay vẫn không tuyển được học sinh nào, ngày mai ta sẽ bị cho cuốn gói về nhà. Trương Huyền vốn không phải người của thế giới này mà là quản lý thư viện của một trường đại học rất đỗi bình thường ở địa cầu. Hắn chỉ nhớ là có vụ cháy lớn, sau đó có lẽ là không có sau đó. Hắn tỉnh lại một lần nữa thì đã đến với thế giới này. Cũng khá giống với miêu tả trong tiểu thuyết, lấy võ đạo làm đầu, kẻ mạnh làm vua. Vốn cho rằng mình xuyên qua một gia đình nghèo khó, chịu bi thảm từ hôn, sau đó phấn đấu trở mình, vinh quy trở về, xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi. Đến nơi này, hắn mới phát hiện ra mình không phải là học viên mà là lão sư. Lão sư bi kịch nhất học viện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lớp học của người khác đều đông đúc đến mức không đủ chỗ ngồi. Vậy mà lớp học của hắn lại không có nổi một người. Hắn khó khăn lắm mới lôi kéo được vài người, cuối cùng đều mắng hắn là lừa đảo, rồi bỏ đi. Hắn tìm hiểu nguyên nhân, người bị hồn của hắn xuyên qua không chỉ thực lực kém nhất trong các giáo viên, đến tầm nhìn cũng vô cùng kém, không nhìn ra cái gì. Quan trọng là còn dạy sai, học viên đồng loạt tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này giống như bệnh viện chữa chết người, ảnh hưởng đến danh tiếng, bị người khác khinh bỉ. Dù là học viên mới, từng người đều bỏ đi, rất sợ rơi vào tay hắn, bị dạy đến nửa sống nửa chết. Không có học viên, lại bị chỉ trích, đánh giá giáo viên năm ngoái, đứng hạng nhất từ dưới lên, thậm chí còn đạt điểm không duy nhất trong lịch sử. Tâm trạng buồn bã, mượn rượu giải sầu, kết quả toại nguyện mà chết. Bản thân hắn trùng hợp mượn xác xuyên không đến đây. Năm học mới bắt đầu, học viện ra tối hậu thư, nếu lớp của hắn năm nay không chiêu mộ được học sinh nào sẽ xóa bỏ tư cách lão sư của hắn. Hôm nay đã có 17 học viên ghé qua lớp học của hắn nhưng vừa mới nghe tên, tất cả đều bỏ chạy, giống như gặp phải quái vật, chạy càng nhanh càng tốt. Xem ra phải nghĩ cách lừa một người mới được. Trong lòng đang suy nghĩ cách mở lời lôi kéo người, hắn liền thấy một nữ tử vẻ mặt ngơ ngác ló đầu vào cửa. Xin hỏi, đây có phải lớp học của lão sư Lục Tầm không? Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu, dáng người thanh tú. Lão sư Lục Tầm, giáo viên nổi tiếng của học viện, lớp học luôn đông nghẹt, vô số người ngưỡng mộ tìm đến. Chính là nàng. Thấy người tự chui đầu vào lưới, mắt Trương Huyền liền sáng lên. Lật lại ký ức kiếp trước một lượt, hắn ngồi yên lặng trên ghế, điệu bộ giống như một thế ngoại cao nhân. Nàng muốn bái hắn làm lão sư. Nữ tử gật đầu như con chim sẻ, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự tôn sùng. Ta nghe nói lão sư Lục Tầm là giáo viên giỏi nhất học viện Hồng Thiên. Học viên của lão sư đều rất phi phàm, mọi người đều lấy làm vinh dự được vào lớp của lão sư. Tin đồn chưa chắc đã đúng, lão sư và giày giống nhau, quan trọng là có hợp hay không. Lão sư giảng có hay đến mấy, không hợp với năng lực của nàng, sẽ không có tiến bộ, thậm chí còn có thể thụt lùi. Lão sư không có danh tiếng, nhưng hợp với lý luận của nàng, sẽ nhanh chóng tiến bộ, tu vi tăng nhanh. Thật vậy à, ta cũng nghe ca ca con nói như vậy. Nữ tử sững lại một lúc, hai mắt có chút mê man. Nhưng mà, ta không biết mình hợp với lớp học như thế nào. Thấy nữ tử mắc bẫy, mắt Trương Huyền sáng lóa, hắn do dự một lúc. Những hiền triết các Marx, Narcissus hiện lên trong đầu, tỏ vẻ khó xử. Gặp nhau là duyên, thế này nhé, ta cũng là một lão sư trong học viện, giúp người xem căn cốt, thiên phú, tính cách miễn phí, nhân tiện giới thiệu một lão sư thích hợp cho nàng. Vậy thì phiền lão sư quá. Không ngờ gặp được lão sư tốt bụng như vậy, nữ tử vui mừng gật đầu. Nàng hãy biểu diễn một chút tu vi cho ta xem đi. Trương Huyền mắt nửa nhắm nửa mở, tỏ vẻ không quan tâm tí nào. Dạ. Hự hự hự. Chỉ trong giây lát, trong phòng có quyền phong rít lên. Từng đường khí kình như du long chạy loạn xạ trên người nữ tử. Khí tức khắp toàn thân ngưng tụ không tiêu tan, uy phong mà không hiện, thể hiện căn bản của nàng cực tốt. Được rồi, ta nhìn thấy rồi. Bình thường nàng nghiêm túc tu luyện, nền tảng vững chắc, thiên phú tuyệt vời,
là thiên tài hiếm có. Một bài quyền đánh xong, Trương Huyền gật đầu hài lòng. Cái này hắn học được từ người lão sư bói trên địa cầu, lời nói mát lòng, hiểu biết rộng rãi, không những khó phát hiện ra điểm sai, ngược lại có vẻ như rất đúng. Đặc biệt là sức mạnh trên hai chân nàng, giống như bàn long. Nhất cử nhất động, giống như nước sông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Nếu sau này chịu khó tu luyện, nhất định rất có tiền đồ. Lão sư ơi, chân con từng bị thương, y sư nói, cơ bản là bị tàn phế rồi. Nữ tử ngắt lời của hắn, ánh mắt có chút nghi ngờ. Bị thương. Trương Huyền đỏ mặt, nhưng mà da mặt hắn dày, người khác khó nhận ra. Hắn tiếp tục đoán mò. Nàng nghĩ là ta không nhìn ra ư, lúc nãy khi nàng phát huy sức mạnh, ta đã biết. Sở dĩ nói như vậy, là vì, không phá thì không lập. Tuy hai chân nàng bị thương, nhưng lại có được cơ duyên mà người khác không có. Nếu sau này biết nắm bắt, lực công kích của chân, sẽ trở thành lực chiến đấu mạnh nhất, khiến người khác không theo kịp. Nói chung cũng là lừa dối. Có thể nói loạn thì nói loạn, cứ kiếm được một đứa đệ tử rồi tính tiếp. Cơ duyên, lão sư, là loại cơ duyên nào vậy? Mắt nữ tử sáng lên. Sau khi bị thương ở chân, nàng luôn cảm thấy không bằng người khác, vô cùng tự ti. Không ngờ lại còn có thể trong họa được phúc. Cơ duyên này, có thể giúp nàng một lần bay lên trời, trở thành người đứng đầu trong đám học sinh mới cũng nên. Dù sao khả năng thiên phú của nàng vốn đã rất tốt, là thiên tài tuyệt thế. Nhưng mà, Trương Huyền thao thao bất tuyệt, thiếu chút là lấy luôn cuốn, Như Lai thần trưởng ra. Nghe nói có thể trở thành người đứng đầu trong đám học sinh mới, lại được khen là thiên tài, nữ tử không kìm nổi vui mừng, hớn hở hỏi liền mấy câu. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà, Trương Huyền thở dài một tiếng, tiếng thở dài giống như là thấy một nhân tài sắp bị vùi lấp. Lão sư có thể nhìn ra cơ duyên này, cả học viện không có nhiều. Tính cả ta thì chỉ có 3 người, 2 người kia, 3 năm trước đã không nhận học viên nữa rồi. Vì vậy, ta cũng không dám mở lời giúp nàng. Không nhận học viên mới. Nữ tử vốn ôm hy vọng lớn, nghe câu nói này ánh mắt bất chợt buồn bã. Sau đó như nghĩ ra điều gì đó nàng liền nhảy cẫng lên nói. Họ không nhận học viên mới, vậy lão sư có nhận học viên không? Ta đương nhiên vẫn nhận, chỉ là, nàng cũng thấy đó, ta không màng danh lợi, cũng không có nhiều thời gian. Trương Huyền tỏ vẻ khó xử. Nếu không phải nhân tài cùng có duyên với ta, ta sẽ không dễ dàng nhận lời. Bù! Vẫn chưa nói hết câu, nữ tử quỳ xuống đất. Ta biết lão sư thanh cao, hãy nhận ta làm đồ đệ. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không để lão sư mất mặt. Trong lòng Trương Huyền vui mừng, trên mặt vẫn tỏ vẻ khó xử. Ta và nàng quả thật có duyên, chỉ là, nàng cũng thấy đó, ta thích yên tĩnh. Học viên xin hứa nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không làm phiền lão sư. Thấy hắn có chút do dự, nữ tử liên tục gật đầu, vẻ mặt thành khẩn. Học viên của ta không nhiều, trên phương diện tài nguyên có thể không bằng lão sư khác. Lại còn bị người khác chỉ trích. Trương Huyền nói tiếp. Vậy ư, con nghe nói tài nguyên tu luyện rất quan trọng. Nữ tử do dự một lúc. Sư phụ nhận tài nguyên ở học viện, có liên quan đến thành tích giảng dạy và số lượng học viên. Nếu tài nguyên không nhiều, tu luyện rất khó tiến bộ. Ha ha, ta cố ý thử thách nàng mới nói như vậy. Nếu lòng nàng đã quyết, thành tâm nhận ta làm lão sư, ta đành miễn cưỡng, nhận nàng làm học viên. Thấy nữ tử trần trừ, Trương Huyền lập tức cắt ngang, vội vàng nói. Xác nhận thân phận đi. Nhanh vậy ư. Không ngờ lão sư này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nữ tử có chút kinh ngạc. Nhận xong lệnh bài xác nhận thân phận do Trương Huyền vừa đưa cho, đang suy nghĩ rốt cuộc có nên xác nhận hay không, nàng liền thấy Trương lão sư vô cùng điềm tĩnh trước đó kéo bàn tay mình, lấy ra một con dao nhọn nhẹ nhàng rạch một đường. Một giọt máu nhỏ xuống ngọc bài. Bù! Hào quang lóe lên. A! À, nữ tử ngẩn người. Không phải lúc nãy lão sư còn nói để suy nghĩ, không màng danh lợi mà. Sao hành động lại nhanh như vậy? Hơn nữa, còn chuẩn bị trước cả dao. Kể từ bây giờ, nàng chính là học viên của ta. Đã nhỏ máu nhận lão sư, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, quay lại dáng vẻ cao nhân. Nàng tên là gì? Thưa lão sư, ta là Vương Dĩnh. Biết là không thể thay đổi, nữ tử không nói nhiều nữa, khuôn mặt ngây thơ gật đầu. Ừ, cầm lệnh bài thân phận, đi nhận chăn đệm, sách vở. Tiện thể tìm chỗ ở của mình luôn đi. Ngày mai bắt đầu học, đến đây tìm ta là được.
Trương Huyền hất tay. Vâng. Vương Dĩnh gật đầu, xoay người rời đi. Phù, lừa thành công một người. Thấy nữ tử trở thành học viên của mình, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Thật không dễ dàng gì. Nếu không phải hắn đã nhìn thấy nhiều kỹ xảo chiêu dụ trên mạng, sợ rằng hôm nay khó mà thành công. Có được học viên là có thể tránh được vận rủi bị khai trừ, trong lòng Trương Huyền nhẹ nhõm. Ngay lập tức, hắn cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng. Chút hoài niệm về thân phận trước đây còn quanh quẩn trong đầu cũng dần dần biến mất. Yên tâm đi, nếu đã biến thành ngươi, ta sẽ thay ngươi sống thật tốt. Trước kia tên Trương Huyền đó vì không chiêu mộ được học viên mà chết, không cam lòng. Lúc này có được học viên, lo lắng cuối cùng cũng vô hình vô bóng mất đi. Cho đến phút này, Trương Huyền cũng xem như hiểu rõ thân thể này. Ầm ầm, hoàn toàn hiểu rõ thân thể, Trương Huyền đang muốn tiếp tục chiêu mộ thêm vài học viên nữa, chợt đầu óc rung lên. Từng hồi âm thanh vang lên ầm ầm. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là cỏ rác. Nhật nguyệt doanh chắc, thiên địa hữu khuyết. Ầm ầm, các ngôn từ huyền bí khiến hắn hoa mày choáng mặt. Tiếp đó trong đầu xuất hiện một cung điện to lớn, phía trên có bốn chữ lớn phát sáng. Thiên đạo đồ thư quán. Đẩy cửa bước vào, vô số sách trên kệ, bao la các loại sách, thoạt nhìn không thể thấy điểm cuối. Lẽ nào đây là quà xuyên không? Thư viện, trời ơi, kiếp trước ta là người quản lý thư viện. Tại sao đến thế giới này, lại vẫn như vậy? Quà của người khác là báu vật, là các loại đồ vật hiếm có. Bản thân mình sao lại là thư viện? Trương Huyền cảm thấy trước mắt tối om, suýt chút nữa là ngất xỉu. Thư viện, để làm gì, lẽ nào sau này đánh nhau, người khác ném kiếm, ta ném sách. Để xem thử là sách gì. Trong lòng tỏ vẻ cam chịu, Trương Huyền đưa tay với sách trên kệ, muốn xem thư viện này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng mà với tay hắn mới phát hiện, tay đi xuyên qua kệ sách, không cầm được cuốn sách nào. Người đang đùa ta ư, đưa cho ta thư viện nhưng lại không cho lấy sách, xem cũng không được. Rốt cuộc muốn làm gì? Trương Huyền đơ mặt không nói được lời nào, khóc không ra nước mắt. Nhật nguyệt doanh chắc, thiên địa có thiếu thiên tự văn, mặt trăng mặt trời luân phiên thay đổi, trời đất không hoàn mỹ. Chương 2, không biết xấu hổ. Sau một hồi nghiên cứu, nhận ra sách trong thư viện đều là nhìn được nhưng sờ không được, Trương Huyền mất hết hứng thú, lấy lại tinh thần rời khỏi thức hải. Thôi ăn cơm chưa cái đã, chiều lại tìm cách lừa thêm hai người nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã đứng bóng rồi. Sáng nay tới tổng cộng 18 học sinh mà chỉ lừa được mỗi một đứa vào học. Xác suất như vậy là quá thấp, buổi chiều phải cố gắng hơn mới được. Dù sao cũng là một người xuyên qua mà ngay cả một người thời cổ cũng lừa không được thì còn mặt mũi nào dám thừa nhận là mình từng sống ở thời hiện đại tin tức phát triển. Đứng dậy duỗi lưng một cái rồi chậm rãi rời khỏi giảng đường của mình, Trương Huyền đi tới nhà ăn của học viện. Nhà ăn của học viện Hồng Thiên vô cùng rộng rãi, giống y như những trường đại học cao đẳng ở kiếp trước vậy, có sức chứa tới 10.000 học sinh. Đã tìm được một học viên rồi nên tâm trạng của Trương Huyền rất tốt. Hắn lấy vài món ăn nhiều hơn thường ngày rồi tìm một cái bàn trong góc khuất ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi. Đây không phải là Trương lão sư sao? Trong lúc hắn đang say mê thưởng thức các món ăn thì một âm thanh vang lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một nam thanh niên đang tươi cười nhìn mình. Nhưng trong nụ cười không hề có hơi ấm, đơn giản chỉ là nụ cười xã giao. Tào lão sư hả? Trương Huyền nhận ra người này. Tào lão sư tên thật là Tào Hùng, vào học viện làm cùng lúc với hắn, lúc nào cũng chăm chăm so sánh với hắn rồi tìm cơ hội móc mỉa. Linh hồn của cái thân thể này vốn vì không chịu nổi những lời châm biếm nên mới tính mượn rượu giải sầu rồi chết. Mà những người đã gián tiếp gây nên cái chết của hắn không thể thiếu cái người đang đứng trước mặt này. Hôm nay là ngày sinh viên mới nhập học được tự lựa chọn lão sư. Sao, thu hoạch sao rồi, nhìn thấy ngươi còn có tâm trạng ngồi đây ăn cơm chắc là thu hoạch không tệ nhỉ. Nhìn này, đây đều là học sinh mới của ta, tổng cộng có 12 người. Bây giờ ta dẫn bọn họ đi ăn cơm cái đã, rồi đi sắp xếp chỗ ở. Mặt Tào lão sư tràn đầy vẻ cao ngạo, đưa tay chỉ về phía sau, khoe khoang không thèm che giấu. Mục đích hắn tới đây là để khoe mà. Thật ra. Hắn cũng không có thù hằn gì với Trương Huyền. Chỉ là do hai người vào trường làm cùng lúc nên rất hay bị người khác đem ra so sánh. Mà Trương Huyền lại là điển hình cho sự thất bại, nên đương nhiên hắn muốn khoe ra một chút cho có cái gọi là hơn hẳn người khác. Thật sự là sau lưng hắn có một đám thiếu niên tràn đầy sức sống, đang tò mò nhìn ngó xung quanh. Các vị,
để lão sư giới thiệu cho các ngươi, đây là lão sư Trương Huyền, là một người có tiếng của học viện chúng ta. Là người đầu tiên trong lịch sử của học viện nhận được điểm đánh giá giáo viên là không? Ôi, tạo nên lịch sử mới cho học viện luôn đó. Tào lão sư nói với các học sinh của mình. Không điểm trong phần đánh giá giáo viên. Lúc ta tới cũng có nghe nói hắn dạy học viên sao mà làm họ tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa bị phế luôn. Ta cũng có nghe nói. Trước khi tới cũng có rất nhiều người nói với ta là tuyệt đối không được chọn hắn làm lão sư của mình. Nếu không, không những không thể tu luyện mà còn có thể chết bất cứ lúc nào. Không thể tin được lại là người đang ngồi ở đó nha. Nhìn cũng hiền lành vậy mà. Nghe Tào Hùng giới thiệu xong, cả đám học sinh nhao nhao bàn luận. Bảng đánh giá giáo viên gồm nhiều yếu tố, nhiều cách đánh giá rồi cộng điểm lại. Trong đó, đánh giá của học sinh cũng chiếm một phần điểm. Nên chỉ cần có học sinh thì sẽ có điểm. Mà lão sư này được không điểm, đúng là lập nên lịch sử mới. Giới thiệu xong chưa? Đối với lời nghị luận của mọi người, Trương Huyền cũng không cảm thấy tức giận. Không điểm là chuyện của Trương Huyền trước kia, liên quan gì tới mình. Nhưng cho dù không tức giận việc người ta nghị luận, đối với việc Tào lão sư thích hạ thấp người khác để nâng cao chính mình, hắn vẫn thấy rất là khó chịu, vẫy tay xua đuổi. Nếu giới thiệu xong rồi thì cút đi, đừng ở chỗ này cản trở người khác ăn cơm. Không thể ngờ là cho dù bị nói ra lịch sử đáng xấu hổ của hắn mà hắn vẫn không có chút tự mình hiểu lấy, dám bảo mình cút đi, sắc mặt Tào Hùng bắt đầu trầm xuống, vung tay, để lộ ra sự uy nghiêm của một người giáo viên. Đánh giá giáo viên được không điểm, phá vỡ kỷ lục của toàn trường mà còn không biết xấu hổ sao? Xấu hổ, tại sao ta phải xấu hổ? Ngươi cũng nói là ta đã lập nên kỷ lục mới, trở thành người nổi tiếng được tất cả học sinh mới đều biết đến. Còn ngươi thì sao? Trương Huyền giơ tay chỉ vào đám học sinh mới sau lưng Tào Hùng, nói. Bọn họ có biết tổng điểm đánh giá giáo viên của ngươi được bao nhiêu không? Trước khi tới học viện bọn họ có biết ngươi là ai không? Nếu không phải do ngươi cố sức lôi kéo, thậm chí còn mời ăn cơm, ngươi nghĩ bọn họ sẽ chọn ngươi làm lão sư sao? Một người làm lão sư mà một chút danh tiếng cũng không có, còn dám khoe ra với ta. Ngươi khoe cái rằm ấy. Hả? Lão sư khác bị không điểm phần đánh giá chắc chắn ra đường phải chùm đầu, sợ mất mặt xấu hổ. Vậy mà người này thì hay rồi. Hắn trái lại dương dương tự đắc, mặt mũi kiêu ngạo. Chính mình không bị không điểm lại bị hắn khinh bỉ. Tào Hùng sắp tức điên rồi, nghĩ thầm. Trái tim hắn cũng quá lớn đi. Mà mấu chốt là, với cái thành tích như vậy thì ngươi lấy cái gì để tự hào vậy? Đám học sinh đứng phía sau Tào lão sư mặt đối mặt nhìn nhau, hoàn toàn ngây người. Mặt mũi để đâu, mặt mũi đâu? Lão sư này, cũng thật không biết xấu hổ đi. Đối với Trương Huyền, sao lại phải thấy xấu hổ, mất mặt? Đùa cái gì vậy? Ở thời đại mà hắn từng sống, có vài ngôi sao vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng dám làm, bất chấp tất cả. Việc gì càng xấu hổ thì càng làm. Chụp hình khỏa thân, tung tin đồn nhảm, đút lót xây dựng quan hệ, vậy mà bọn họ còn chưa cảm thấy xấu hổ thì bị không điểm trong bảng đánh giá giáo viên đã có là gì? Tào Hùng tức giận, mặt đỏ lên, nói. Giáo viên nên coi việc dạy là chính. Hôm nay ta không tranh chấp với ngươi. Chờ đến khi nào ngươi tìm được học viên, lúc ấy ngươi có bản lĩnh, chúng ta lại so tài một chút, xem ai dạy tốt hơn. Tào lão sư nói xong liền xoay người rời khỏi. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên giọng của một nam một nữ đang nói chuyện. Lão sư kia thật sự cũng không tệ, tính cách cũng dễ chịu. Một giọng nữ ngây thơ ngập ngà ngập ngừng vang lên. Ngay sau đó là một giọng nói già cả vang lên, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhị tiểu thư à, xin hãy nghe theo lời ta đi. Trước khi tới đây, thiếu gia đã dặn trước với ta là để cho nhị tiểu thư nhận lão sư Lục Tầm làm giáo viên mà tiểu thư nhất quyết không nghe, còn cố ý trốn đi. Ừ thì trốn đi cũng được, nhưng nhận ai không nhận lại đi nhận người đó. Lão sư kia cũng không có kinh khủng như ngươi nói đâu. Hắn, thật sự rất tốt, còn giúp ta chỉ điểm. Còn nói ta, cố gắng tu luyện là có thể trở thành người đứng đầu khóa. Giọng nữ vẫn có chút do dự. Còn mơ tưởng tới đứng đầu khóa, nếu học cùng hắn thật sự không tẩu hỏa nhập ma đã may rồi. Nhị tiểu thư biết hắn là ai không? Chính là người nổi tiếng nhất học viện về khoản bất tài vô dụng, bảng đánh giá giáo viên học kỳ một được không điểm. Ôi tiểu tổ tông của ta ơi, tiểu thư hãy mau hủy đăng ký đi. Nếu không thiếu gia mà biết được thì chắc chắn sẽ giết chết ta mất. Giọng nói của người lớn tuổi đượm vẻ cầu xin. Ca ca. Nghe quản gia nhắc đến anh trai mình,
nữ tử bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mặt nhăn nhó nhưng không biết làm thế nào bây giờ. Cuộc nói chuyện ấy lọt vào tai Tào Hùng, mắt hắn sáng lên, hắn vốn dĩ đang chuẩn bị rời khỏi nhưng bây giờ đứng đấy cười khanh khách đưa mắt nhìn về phía Trương Huyền đang ngồi ăn cơm. Trương lão sư, nữ tử này chính là người ngươi vừa tuyển được sao? Ha ha, có vẻ như không được may mắn lắm nhỉ. Người ta tính hủy đăng ký kìa. Giáo viên có thể chọn học sinh thì đương nhiên học sinh cũng có thể chọn giáo viên cho mình. Nếu cảm thấy giáo viên mình vừa chọn không thích hợp với bản thân cho lắm, hoàn toàn có thể trả lại lệnh bài do giáo viên đưa ra, để hủy đăng ký. Giọng của Tào Hùng rất lớn khiến cho không ít người chú ý. Nữ tử và người quản gia đang bàn luận cũng liếc mắt nhìn về phía bên này. Nhị tiểu thư, hắn chính là người mà tiểu thư vừa chọn làm lão sư. Ánh mắt của người quản gia dừng trên người Trương Huyền. Đúng vậy. Nữ tử gật đầu. Quản gia lập tức đứng dậy bước tới trước mặt Trương Huyền, nói. Trương lão sư, tiểu thư nhà chúng ta muốn hủy đăng ký học chương trình học của lão sư. Lão Lưu. Không ngờ được quản gia lại hành động nhanh như vậy, sắc mặt nữ tử đỏ lên, vội vàng đi tới, nhìn về phía Trương Huyền với vẻ mặt xin lỗi. Lão sư, ta. Nữ tử này đúng là người học sinh Trương Huyền vừa nhận, tên Vương Dĩnh. Vương Dĩnh. Nàng cũng biết ta luôn không nhận học sinh. Nhận nàng là do ta và nàng có duyên. Nàng muốn hủy để mất đi cơ hội tốt như vậy sao? Nàng có biết rằng có bao nhiêu người muốn trở thành học viên của ta mà ta không nhận không? Đương nhiên Trương Huyền không thể để người học sinh hắn phải vất vả lắm mới lừa được chạy trốn, giả bộ nghiêm trang chững chạc, nói. Mẹ nó! Nghe được những lời hắn nói, những người biết chuyện ở xung quanh cảm thấy trước mắt tối sầm, muốn xỉu. Đại ca! Người giữ chút thể diện được không? Còn bầy đặt vẫn luôn không nhận học viên, rồi cùng nàng có duyên, rồi bao nhiêu người hy vọng trở thành học sinh của ta, rõ ràng là do không ai chịu học ngươi nha. Ta, không phải. Bị hắn chất vấn, Vương Dĩnh vội vàng xua tay, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang. Đúng vậy. Thấy tiểu thư không quả quyết, Lưu quản gia bước về trước một bước, nói. Trương lão sư. Nhị tiểu thư của chúng ta đã quyết định muốn hủy bỏ chương trình học của lão sư. Nhưng tiểu thư không tiện nói ra, mong lão sư hỗ trợ xử lý thủ tục hủy học phần. Hủy bỏ. Trương Huyền ngước mắt lên. Ngươi cần phải nhớ kỹ, hủy bỏ lão sư sẽ để lại tiếng xấu trong học viện. Sau này sợ rằng không lão sư nào dám nhận nàng ấy nữa. Chả lẽ ngươi muốn chỉ vì một chút bốc đồng của mình, hủy hoại cuộc đời của tiểu thư nhà ngươi sao? Trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Cái này, Lưu quản gia sửng sốt. Đúng là học sinh có thể hủy học lão sư mình đã đăng ký. Nhưng đây chắc chắn là một nỗi nhục nhã rất lớn đối với người lão sư đó. Hơn nữa, người ta sẽ nghĩ rằng người học sinh này dám bỏ học của lão sư này thì cũng có thể bỏ học của lão sư khác. Nên học sinh nào có vết, xấu, như vậy, gần như những lão sư khác sẽ không nhận. Tóm lại, đối với người mà dám trực diện làm nhục phẩm giá tôn nghiêm của lão sư, ai cũng không muốn nhận loại học sinh này. Hơn nữa, nếu nhận chẳng khác nào đang tát vào mặt người lão sư bị bỏ kia. Mọi người đều là đồng nghiệp, không thể vì một học sinh mà xúc phạm nhau. Hơn nữa tu luyện ở học viện lại không có lão sư hướng dẫn, cuộc đời này chẳng khác nào phế bỏ. Ban nãy Lưu quản gia còn khí thế hừng hực, nhưng một câu của Trương Huyền đã làm hắn bối rối không biết phải làm sao. Hắn cũng chỉ là tôi tớ, nếu chẳng may làm lỡ tiền đồ của nhị tiểu thư, hắn chết trăm lần cũng không đền hết tội. Yên tâm đi, tài năng của nhị tiểu thư nhà các ngươi cũng không kém. Cộng thêm ta cố gắng chỉ bảo, khẳng định kết quả sẽ không tệ. Thấy Lưu quản gia bắt đầu do dự, Trương Huyền lại lần nữa triển khai đại pháp lừa dối. Đùa sao, con vịt đã nấu chín sao có thể để cho nó chạy được. Khoan đã, ai nói không có giáo viên nào dám nhận. Tiểu cô nương, chỉ cần nàng hủy bỏ học phần của vị giáo viên này. Ta sẽ ngay lập tức nhận nàng làm học sinh của ta. Trương Huyền còn chưa nói dứt lời, Tào Hùng đứng kế bên đã tiến lên trước một bước, giơ tay ngăn cản. Vừa rồi hắn bị Trương Huyền làm mất hết mặt mũi, bây giờ có cơ hội phản bác lại, hắn làm sao có thể buông tha. Tào Hùng, người muốn làm gì? Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Làm gì, hạt giống tốt như vậy không thể lãng phí nha. Nếu nàng ấy muốn hủy bỏ, không học của ngươi nữa, ta sẽ nhận. Người ta đến học viện để học, đương nhiên muốn chọn cho mình người giáo viên tốt nhất mà không phải là người giáo viên bị không điểm trong đánh giá. Tào Hùng đắc ý rào rạt, cười hì hì, nói.
Ngươi dám công khai tranh đoạt học sinh à? Ngươi có tin ta đi báo cáo với phòng quản lý giáo viên không? Đây cũng không phải tức giận bình thường. Đây rõ ràng là ngang nhiên cướp đoạt học sinh. Tuy học viện cổ vũ lão sư tự mình lựa chọn học sinh nhưng không cổ vũ cho loại hành vi giành giật này. Nếu lỡ xảy ra, không những sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa các lão sư, còn làm mọi thứ rối tung lên, ảnh hưởng đến văn hóa và uy tín của học viện. Giành học sinh, ngươi nói quá lời rồi. Cùng lắm thì chúng ta so tài chỉ điểm tại chỗ một chút, công bằng cạnh tranh, để cho học sinh tự mình chọn lựa ai là giáo viên của mình. Ngươi có dám không? Tào Hùng nói. Thức hải, vùng không gian tưởng tượng khi mình nhắm mắt lại thì nhìn thấy, không chạm vào được. Người xuyên qua, người vượt qua không gian, thời gian để đến một thời không khác. Chương 3, thiên đạo có thiếu sót. So tài chỉ điểm tại chỗ. Sắc mặt Trương Huyền không được tốt lắm. Mặc dù hắn đã dung hợp với ký ức trước đây của cơ thể này nhưng chưa từng sắp xếp lại nghiêm túc. Cùng lắm cũng chỉ có thể hiểu rõ các cấp bậc, muốn chỉ ra chỗ sai trong việc tu luyện. Cái linh hồn kia còn lơ mơ không biết gì chứ đừng nói bản thân mình hiện tại. Chỉ điểm cho người khác, chắc chắn là thắng không nổi Tào lão sư này. Nếu thật sự muốn so tài, thua là cái chắc. Sao, không dám à, học viện có văn bản quy định rõ ràng, so tài tại chỗ sau đó cho học sinh được quyền tự chọn giáo viên, như vậy không tính là tranh giành. Tào Hùng mỉm cười, vùng ống tay áo, cố tạo ra dáng vẻ lạnh nhạt không quan tâm sự đời, nho nhã vô cùng. Chỉ điểm cái gì? Biết nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa việc này, người học viên mình phải vất vả lắm mới tuyển được kia sẽ chạy trốn, Trương Huyền cắn răng nói. Giáo viên chỉ điểm chia thành rất nhiều loại, chỉ điểm tu vi, võ thuật, những sai lầm trong tu luyện, phương hướng khác biệt, sự am hiểu của các giáo viên về từng mảng cũng khác biệt. Như vậy đi, ở đây đều là học sinh mới, chúng ta cũng không quen biết ai. Để cho bọn họ đánh một bộ quyền thuật. Chúng ta ngồi xem và chỉ ra những chỗ thiếu sót. Sau đó kiểm tra tại chỗ xem phương pháp của ai làm cho bọn họ tiến bộ nhiều nhất thì người đó thắng. Ngươi thấy thế nào? So tài với các giáo viên khác, Tào Hùng còn có chút sợ thua. Chứ đối với cái người có nghiệp vụ đứng nhất từ dưới đếm lên, cộng thêm đánh giá giáo viên bị không điểm đang đứng trước mặt này, Tào Hùng có 100% tin tưởng mình sẽ thắng. Trương Huyền bắt đầu do dự. Đừng nói là không dám so tài đấy. Ban nãy không phải khoác lác ghê gớm lắm sao? Nói gì không ít người muốn làm học sinh của ngươi nhưng ngươi không nhận. Nếu có bản lĩnh thật thì cứ so tài một chút, nếu không, đừng hủy hoại tương lai tiểu cô nương nhà người ta. Tào Hùng dần dần uy hiếp. Cái này, được rồi. Trương Huyền gật đầu. Cái gì của mình thì là của mình, còn không phải thì có cố cũng không có được, cùng lắm thì thua thôi. Nhưng nếu bây giờ không chấp nhận so tài, người học sinh vừa mới nhận này hủy bỏ môn học của mình là cái chắc. Giờ này phút này hắn đã không còn đường lui rồi. Nếu nhìn không ra thật thì cứ nói bậy vậy. Dù sao da mặt của mình dày mà. Mất mặt thì cứ mất mặt đi. Tào lão sư đang chuẩn bị so đấu với Trương lão sư kìa. Người đang nói đến Trương lão sư đứng đầu từ dưới đếm lên ấy hả? Đúng là hắn. Đánh giá giáo viên được không điểm mà cũng dám cùng người khác thi đấu. Thật không vậy? Đây không phải là ở không rừng mỡ làm chuyện ngu dốt sao? Hắn vừa đồng ý liền thu hút ánh mắt của rất nhiều học sinh đang ăn cơm ở nhà ăn. Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học, không ít người dù chưa từng đến học viện cũng đã nghe qua danh tiếng của lão sư có bảng đánh giá giáo viên không điểm này, chỉ tiếc là chưa từng nhìn thấy người thật. Nên bây giờ ai ai cũng thấy tò mò. Theo quy tắc, ngươi chỉ điểm học viên của ta sẽ chỉ điểm học viên của ngươi. Thấy xung quanh có rất nhiều người bu lại, tâm lý thích thể hiện của Tào Hùng lại trỗi dậy. Hắn vung tay lên, cười khanh khách, nói. Khi xảy ra cạnh tranh giữa các giáo viên, vì tính công bằng, giáo viên không thể chỉ điểm cho chính học sinh của mình, vì như vậy có thể có gian lận. Nên thường thì sẽ chỉ điểm cho học sinh của đối phương. Tiểu cô nương, nàng lại đây đánh thử một bộ quyền pháp, sau đó dồn hết sức lực đánh vào trên cột đá nhé. Sau khi thống nhất phương pháp và nội dung thi đấu, Tào Hùng ra vẻ như mình là cao nhân nhìn về phía tiểu cô nương ngây thơ đang đứng cách đó không xa. Ta! Mặt Phương Dĩnh đỏ lên, trộm nhìn thoáng qua Trương Huyền. Sau khi xác nhận hắn không tức giận, nàng mới bước đến trước mặt mọi người, giang đôi tay ra. Một luồng khí tức một dao động tràn ngập toàn thân. Phút, phút, phút! Quyền phong gào thét, tràn đầy sức mạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chắc không ai tin bộ quyền pháp này là do một tiểu cô nương ngây thơ ngọt ngào đánh ra. Tư thế vững vàng bình thản, sức mạnh tràn đầy,
liếc mắt nhìn qua đều có thể biết tiểu cô nương này có nền tảng rất tốt. Bộ quyền pháp rất nhanh đã đánh xong. Sau một lúc chăm chú theo dõi, lòng Trương Huyền gần như tan nát. Với kiến thức của hắn, cho dù kết hợp với cả ký ức của linh hồn trước, cũng không nhìn ra được có bất kỳ khuyết điểm gì. Khó trách tại sao lại bị không điểm trong đánh giá giáo viên. Nhãn lực của người này đúng là quá kém. Được rồi, dồn hết sức lực tấn công vào trên cột đá đi. Thầm kêu đây đúng là một hạt giống tốt, Tào Hùng vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói. Cái cột đá cách bọn họ không xa, có thể thử nghiệm mức độ lực lượng của học sinh, giúp học sinh nhận thức đúng đắn về sức mạnh của bản thân mình. Vương Dĩnh nhút nhát sợ sệt bước tới trước cột đá, tích tụ toàn bộ lực lượng sau khi thi triển một bộ quyền pháp, biến thành xích chùy, hung hăng đập lên. Cong! Cột đá lung lay một chút, sau đó hiện ra một con số. 53. 53 kg sao? Quyền lực không tệ chút nào. Tào Hùng liên tục gật đầu. Một học sinh còn chưa bắt đầu đi học, chưa được chỉ điểm qua lần nào, lại còn là nữ, một quyền có thể phát ra lực lượng như vậy thật sự không tệ chút nào. Vừa rồi ta nhìn thấy quyền pháp của nàng mạnh mẽ, lực lượng tràn đầy. Nhưng có một chút không ổn lắm, chính là đường quyền của nàng hơi ngắn. Nếu có thể làm tốc độ di chuyển của hai chân chậm lại một chút thì uy lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nếu ta đoán không nhầm, hai chân của nàng khẳng định đã từng bị thương đúng không? Tào Hùng mở miệng nói. Đúng là giáo viên thật có khác, nhãn lực của hắn thật sự tốt hơn Trương Huyền nhiều. Vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra đôi chân chính là mấu chốt trong quyền pháp của Vương Dĩnh, cũng đoán ra chân của tiểu cô nương đã từng bị thương. Dạ đúng vậy. Vương Dĩnh gật đầu. Vì từng bị thương nên bây giờ khi nàng mượn lực từ hai chân lại sợ bóng sợ gió đúng không? Bây giờ ta sẽ chỉ cho nàng một phương pháp khắc phục. Yên tâm đi, ta sẽ không làm hai chân đã bị thương của nàng càng bị thêm thương đâu. Ngay sau đó Tào Hùng nói ra một phương pháp mới, cũng giảng giải kỹ càng tỉ mỉ qua một lần. Để ta thử xem. Ở độ tuổi này, Vương Dĩnh đã có sức mạnh như vậy, chứng tỏ khả năng tiếp thu và lĩnh ngộ của nàng không hề kém. Nàng có thể lĩnh hội toàn bộ phương pháp mới rất nhanh. Sau đó, nàng lại một lần nữa bước đến phía trước cột đá. Đôi bàn tay trắng như tuyết siết chặt, một luồng lực lượng chảy khắp cơ thể, toàn thân giống như trường long. Cong! 63. Mới trải qua một lần chỉ điểm đơn giản thôi đã có thể ngay lập tức làm lực lượng tăng lên 10 kg. Lực lượng tăng lên 10 kg đồng nghĩa với tăng lên gần 20% tổng sức mạnh. Ta chỉ điểm xong rồi. Đến lượt ngươi. Nhìn thấy thành tích như vậy, Tào Hùng nhẹ nhàng cười, tràn đầy đắc ý nhìn về phía Trương Huyền. Một lần chỉ điểm lại có thể làm cho lực lượng của học sinh tăng lên gần tới 20%, đã được coi là một thành tích rất tốt. Trương lão sư. Âm thanh vừa dứt liền có một học sinh bước ra từ phía sau hắn, chuẩn bị thi triển quyền pháp. Từ từ. Trương Huyền giơ tay ngăn lại. Có chuyện gì, chẳng lẽ Trương lão sư muốn đổi ý? Tào Hùng hừ lạnh một tiếng. Đổi ý, đùa cái gì vậy, ngươi cảm thấy việc mà ta đã đồng ý còn có thể thay đổi sao? Trương Huyền ngoài miệng nói mát nhưng trong lòng đang rất sốt ruột. Hắn là một người xuyên qua, biết gì mà chỉ với trả điểm bây giờ. Nếu là chỉ điểm bọn họ cách tải phim, bẻ khóa xem, phim con heo, thì thật sự là dễ như trở bàn tay. Ta chỉ cảm thấy, mọi người tập trung nhìn mình, Trương Huyền đành phải căng não ra tìm đại một lý do nào đó, nói. Người này là học sinh của ngươi nên đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu người này cố ý không phát ra toàn lực sau khi ta đã chỉ điểm thì khác nào ta đã thua cuộc. Ta khẳng định sẽ dùng hết toàn lực, cái gì chứ lòng trung thực chắc chắn ta có. Nam học sinh thấy Trương Huyền nghi ngờ, liền nghiến răng nói. Cứ coi như vậy đi, ta tin tưởng sự thành thật của học sinh này, nhưng chúng ta thi đấu không công bằng. Học sinh đã nói tới như vậy, Trương Huyền còn tiếp tục làm khó dễ, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Hắn căng não nói ra. Không công bằng, chỗ nào không công bằng? Tào Hùng hỏi vặn lại. Vương Dĩnh vốn là học viên của ta, nếu ta thắng, nàng ấy vẫn là học viên của ta. Nghĩa là ta chẳng được gì. Còn nếu ta thua, nàng ấy ngay lập tức chọn ngươi làm lão sư. Vậy thì công bằng ở chỗ nào? Ví dụ như thứ chúng ta đánh cược là mạng sống, ta thắng, ngươi phải chết. Mà ta thua ta lại không bị gì cả, ngươi thấy như vậy công bằng không? Trương Huyền nói. Thì. Tào Hùng sửng sốt. Nếu nói như vậy thì quả thật có chút không công bằng. Lần đánh cược này chẳng khác nào tay không bắt sói trắng. Chính mình cái gì cũng không cần mất.
mà một khi đối phương thua thì phải đưa học viên cho chính mình. Tào lão sư nghĩ thầm. Vậy nếu ngươi thắng, ta sẽ để học viên tên Lưu Dương này trở thành học sinh của ngươi. Sau một lúc suy nghĩ, Tào Hùng phất tay, nói. Lưu Dương chính là học sinh mới sẽ được Trương Huyền chỉ điểm. Lão sư, không ngờ Tào lão sư lại đưa ra quyết định như vậy, Lưu Dương đứng hình ngay tại chỗ, vẻ mặt sốt ruột. Nếu bắt hắn nhận một người bị không điểm đánh giá giáo viên làm lão, hắn thà chết. Yên tâm đi, lão sư nhất định sẽ không thua. Tào Hùng nhìn cậu học viên họ Lưu với ánh mắt tràn đầy tự tin. Dạ, Lưu Dương có vẻ như rất tin tưởng vào lời lão sư mình nói. Hắn bước ra xa hai bước rồi bắt đầu thi triển quyền pháp. Cái này, vốn đang định nói thêm vài câu kéo dài thời gian để cậu học viên kia từ bỏ, ai dè người này trực tiếp đánh quyền, không hề cho Trương Huyền có cơ hội nói chuyện. Mặt hắn bực bội hẳn. Nói thật, bộ quyền pháp mà cậu học viên kia đang đánh, ngay cả nhận ra hắn còn không nhận ra được, chứ đừng nói là tìm ra khuyết điểm. Không được, khuyết điểm, phải tìm ra cho bằng được khuyết điểm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Trương lão sư thi nhau chảy xuống. Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, nếu không tìm ra khuyết điểm, không chỉ điểm được thì mất mặt là chuyện nhỏ, vấn đề lớn là học sinh hắn phải vất vả lắm mới lừa được sẽ chạy theo người khác, còn mình có thể sẽ bị đuổi việc. Ầm ầm. Ngay lúc hắn đang vô cùng sốt ruột thì thiên đạo đồ thư quán trong đầu đột nhiên lắc lư. Một tiếng sấm rền vang lên. Sau đó hắn liền nhìn thấy trên cái kệ sách trống không lúc nãy hiện lên bốn chữ to, thiên đạo thiếu sót. Bốn chữ này làm người ta cảm thấy nặng nề như núi, mang theo uy nghiêm và khí thế vô cùng. Sau khi bốn chữ hình thành, những quyển sách vốn nhìn được sờ không được đột nhiên bay ra một quyển, rơi vào tay hắn. Đây là cái gì? Trong lòng sửng sốt, Trương Huyền cúi đầu nhìn về quyển sách đang nằm trong tay. Chỉ thấy trên bìa có in hai chữ Lưu Dương. Hắn tiện tay lật ra trang đầu tiên. Thấy phía trên chi chít chữ. Lưu Dương, con của Lưu Gia, Hạ Vận Thành, thi đậu Hồng Thiên Học Viện, võ giả tụ tức cảnh 2, nhất trọng. Công pháp tu luyện, Liên Hoa Trùng Huyệt Kình. Võ thuật, Phi Hoa Quyền, đang luyện, Thốn Long Quyền, đạt thành. Khuyết điểm, 12 chỗ, 1, hư chiêu quá nhiều làm lực lượng phân tán. 2, 3, 12, tay trái mạnh hơn nhưng lại học bộ quyền dùng tay phải là chủ yếu nên không phát huy được hết sức mạnh. Cái này. Đọc xong những chữ chi chít trên trang giấy, Trương Huyền cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Thật hay giả vậy? Hắn đang nghĩ tới tìm ra khuyết điểm thì thiên đạo đồ thư quán liền xuất hiện một quyển sách liên quan tới các khuyết điểm của Lưu Dương. Nếu những gì được viết trong đây là thật, món quà mà Thượng Đế ban cho người xuyên qua như hắn thật là quá lớn đi. Nên nhớ rằng ai cũng đều có khuyết điểm, bất kể chiêu thức, võ công nào cũng đều có khuyết điểm. Trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo 100%. Có thể nhìn ra khuyết điểm rồi ghi lại thành sách, cái thư viện này cũng quá trái đạo trời đi. Con! Khi Trương Huyền khiếp sợ từ thức hải thoát ra, Lưu Dương đã đánh xong bộ quyền pháp. Một tiếng động vang lên, trên cột đá hiện lên một con số. 62. Quyền lực của hắn là 62kg. Trương lão sư, Lưu Dương đã thi triển quyền xong rồi. Ngươi lại đây chỉ điểm cho hắn đi. Tào Hùng hơi hơi nhếch mép, nói. Những người đang bu xung quanh theo dõi, nghe được câu nói ấy lập tức đồng loạt tập trung nhìn về phía Trương Huyền, muốn xem thử giáo sư đã phá vỡ kỷ lục của học viện với con không to đùng kia rốt cuộc sẽ chỉ điểm cho học sinh như thế nào. Một khí tức, hơi thở, người ta tin rằng khi luyện võ tới một mức nhất định sẽ sinh ra khí tức đặc biệt hơn bình thường. Hai, võ giả tụ tức cảnh, một cảnh giới trong tu luyện. Chương 4, bẽ mặt. Ta. Ban nãy thiên đạo đồ thư quán chấn động nên sự chú ý của hắn dồn cả vào thức hải. Bây giờ hắn còn đang mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa, tên bộ quyền pháp của đối phương là gì, hắn cũng không biết. Bảo hắn chỉ điểm cái con khỉ. Xin mời Trương lão sư chỉ ra lỗi sai. Lưu Dương bước về phía trước một bước, cúi người xuống. Vương Dĩnh đang đứng kế bên chớp chớp mắt, cũng muốn xem thử vị cao nhân này của mình sẽ chỉ điểm người khác như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình, hắn biết nếu giờ giữ im lặng thì chỉ có mất mặt. Trương Huyền đang tính bịa ra cái gì đó để nói đại, đột nhiên hắn nhớ tới những khuyết điểm của Lưu Dương được ghi trong quyển sách hắn đọc ban nãy. Hắn cũng không biết những thông tin đó là thật hay giả. Nhưng đối với tình huống hiện tại, bảo hắn bịa cái khác cũng bịa không ra. Nên hắn đành kiên trì, nói. Bộ quyền pháp này của ngươi có rất nhiều khuyết điểm.
khoảng chừng 12 chỗ. Ha ha, hắn nói rất nhiều khuyết điểm kìa. 12 chỗ, ta không nghe nhầm chứ. Đây là chuyện cười vui nhất ta từng được nghe đó. Bộ phi hoa quyền này tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng lại là bộ quyền được lưu truyền khắp toàn bộ vương quốc, được gọi là bộ quyền cơ sở, đã trải qua hàng ngàn năm chắt lọc sửa chữa. Tuy rằng không thập toàn thập mỹ nhưng đảm bảo là bộ quyền pháp có ít khuyết điểm nhất trong tất cả các bộ quyền. Vậy mà hắn dám mở miệng ra nói có tới 12 chỗ. Ăn nói bừa bãi, chắc là cái gì cũng không nhìn ra nên nói lung tung. Mọi người ở xung quanh vốn đang tập trung nghe thử hắn sẽ nói cái gì. Ai ngờ hắn vừa mở miệng lại làm mọi người không nhịn được đều bật cười. Phi hoa quyền là bộ quyền cơ bản nhất của Thiên Huyền Quốc, giống như bộ thái tổ trường quyền của địa cầu vậy. Bất kể ai luyện công đều phải học qua bộ này, trải qua trăm ngàn năm được vô số cao thủ sửa chữa, tuy rằng uy lực không lớn nhưng khuyết điểm thật sự rất ít, thậm chí còn được gọi là quyền không khuyết điểm. Đấy, một bộ quyền gần như hoàn hảo này, người này vừa mở miệng liền nói có tới 12 khuyết điểm, đùa kiểu gì vậy? Đừng nói một người giáo viên bị đánh giá không điểm, cho dù viện trưởng có lại đây chắc cũng không tìm ra được nhiều khuyết điểm như vậy. À, Trương lão sư thật đúng là thiên tài. Thế nhưng có thể tìm ra tới 12 khuyết điểm trong bộ phi hoa quyền. Xin chỉ giáo. Tào Hùng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trương Huyền lại khoác lác dữ như vậy. Hắn hưng phấn tới nỗi hai mắt tỏa sáng, cố ý làm cho Trương Huyền khó xử. Sau khi nghe xong lời nói của mọi người, mặt Trương Huyền vẫn không biến sắc, nhưng thật ra trong lòng lại có chút luống cuống. Hắn không biết thằng nhóc Lưu Dương này lại đánh một bộ quyền mà ai cũng biết. Nếu là cái linh hồn kia thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng vấn đề là hắn vừa mới xuyên qua, còn chưa dung hợp hết ký ức của cái linh hồn đó nữa. Chỉ có điều, tuy rằng kiếp trước hắn chỉ là một người quản lý thư viện nhưng dù gì cũng là người xuyên qua, đương nhiên sẽ có nhiều thủ đoạn cộng thêm ra mặt dày. Hắn nhướng mày lên, nói. Sao, không tin, không phải là ta không muốn chỉ điểm, mà là do các người không tin, không làm theo lời ta, vậy không trách ta được nha. Vương Dĩnh, chúng ta đi thôi. Loại thi đấu như thế này thì thi đấu hay không cũng vậy. Từ từ, chúng ta tin. Xin hãy chỉ điểm đi. Thấy hắn muốn chạy, Tào Hùng vội vàng ngăn lại. Bây giờ Tào Hùng đã nhận ra rằng đối phương cố ý nói quá con số lên để cho mình và mọi người chỉ trích rồi nhân cơ hội chuồn mất. Nhưng, hiếm lắm mới có một cơ hội làm cho đối phương xấu mặt, hắn làm sao có thể từ bỏ. Cái này. Thấy kế hoạch đã thất bại, Trương Huyền đành phải gọi quyển sách ban nãy ra, xem lại lần nữa. Chết thì chết. Dù sao cũng không còn đường lui, tầm mắt hắn dừng lại trên những dòng ghi lại khuyết điểm của Lưu Dương. Hắn đọc lướt qua thật nhanh, tập trung ở cái cuối cùng, cắn răng mở miệng. Bộ quyền vừa nãy ngươi đánh là thuận bên phải, bây giờ ngươi hãy đổi lại qua trái rồi dùng tay trái công kích tấm bia đá thử xem. Dù gì đây cũng là món quà mà Thượng Đế ban cho người xuyên qua. Lỡ nó chính xác thì sao? Mà cho dù không chính xác thì bây giờ cũng không còn biện pháp nào khác. Hắn không thể nghĩ ra được lý do trốn tránh nào hay hơn nữa. Đánh bên trái. Mẹ nó, thế này cũng gọi là chỉ điểm à. Vui đùa kiểu gì vậy? Tay trái vốn dĩ không có lực bằng tay phải. Đánh bên trái không khác nào làm hỏng cả bộ quyền luôn sao? Mọi người trước tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức ồ lên. Cả đám lại một lần nữa nhìn Trương Huyền với ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lực của tay trái vốn nhỏ hơn tay phải. Đây là chuyện ai ai cũng biết, bộ quyền Lưu Dương vừa đánh lúc nãy bằng tay phải cũng rất có lực lượng, phong vũ gào thét. Rõ ràng không phải là người thuận tay trái, mà giờ bảo hắn đi đánh bằng tay trái, đùa mãi vậy. Lưu Dương, người cứ làm theo lời Trương lão sư thử đi. Cũng tiện cho hắn hết hy vọng. Tào Hùng không ngờ rằng Trương Huyền sẽ nói như vậy. Hắn vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, mở miệng truyền ra một mệnh lệnh cho Lưu Dương. Tuy Tào Hùng vừa nhận học sinh mới này, nhưng hắn cũng biết rất rõ rằng Lưu Dương thuận tay phải. Giờ bảo đánh quyền bằng tay trái, có khi 30kg cũng đánh không nổi. Chưa chỉ điểm có thể đánh ra 62kg quyền lực. Sau khi được chỉ điểm, ngay cả 30kg cũng đánh không ra, lần này xem ra thanh danh Trương lão sư sẽ bị quét ra rác, mất mặt xấu hổ. Xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa hay không? Dạ. Lưu Dương nở một nụ cười lạnh lùng, lại bắt đầu thi triển quyền pháp. Chuyện thuận tay nào không ai có thể rõ ràng hơn chính bản thân hắn. Bảo hắn đánh thuận trái, thật là nói hưu nói vượn. Phi hoa quyền là bộ quyền hắn đã luyện từ nhỏ.
cho dù giờ đổi tay có chút không quen nhưng vẫn có thể thích ứng rất nhanh. Quyền phong phần phật, nhìn sơ qua có vẻ cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra cho dù là độ trôi chảy hay lực lượng đều kém hơn rất nhiều so với lần trước. Chẳng lẽ, món quà là giả? Trương Huyền khẩn trương vô cùng, nghĩ. Món quà của đám người xuyên qua khác, thường là được mấy cao nhân chỉ điểm, chỉ cần làm theo lời họ nói chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Còn bản thân mình lại suối quẩy, được một cái thư viện. Sách thì viết lung tung này như vậy, lỡ mấy cái nó ghi là giả, vậy đảm bảo mình sẽ bị học viện đuổi việc. Vù vù. Bộ quyền pháp rất nhanh đã kết thúc, Lưu Dương bước tới trước cái cột đá, nâng tay trái lên rồi đập thật mạnh vào. Cong. Những con số liên tiếp xuất hiện. 1, ha ha, mới hơn 10 kg. Vừa thấy xuất hiện số 1, Tào Hùng liền cười phá lên. Trong lòng hắn đầy hả hê, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời cổ họng liền nghẹn cứng, trong mắt trợn trừng muốn rơi xuống đất. 123. 123 kg. Đám người xung quanh đang tính cười nhạo, cũng bị con số hiện lên dọa cho choáng váng, không ngừng run rẩy. Vừa rồi Lưu Dương đánh ra 62 kg, bây giờ liền trực tiếp nhảy lên 123 kg, tăng gấp đôi. Có nghĩa là, sức mạnh tăng lên thêm 100%. Thật hay giả vậy? Cho dù là vị giáo viên có tổng điểm đánh giá giáo viên cao nhất toàn trường cũng không có khả năng làm cho sức mạnh của học sinh tăng lên gấp đôi ngay trong lần chỉ điểm đầu tiên đi. Ta, đây thật sự là do ta đánh ra sao? Đương sự Lưu Dương cũng đờ người ra. Đờ đẫn nhìn cây cột đá trước mặt, trong lòng hắn kinh ngạc không thể tin nổi. Lưu Dương từ lâu đã biết mình không phải là người thuận tay trái. Nhưng nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến lực lượng của tay trái lại gấp đôi tay phải. Mọi người giật mình nhưng Trương Huyền lại vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Là thật. Phải đến giờ phút này hắn mới tin tưởng, thiên đạo thiếu sót, là sự thật. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra công pháp tu luyện và khuyết điểm của người khác, món quà này, thật là nghịch thiên nha. Thế nào, ngươi chỉ điểm cho học sinh của ta tăng lên 20%. Ta chỉ điểm cho học sinh của ngươi tăng lên 100%. Tào lão sư, ngươi còn muốn nói thêm gì nữa không? Trương Huyền cười tủm tỉm, nói. Ta, sắc mặt Tào Hùng xanh mét, cảm giác hai má bỏng rát. Ban đầu, hắn đưa ra lời thách đấu là muốn cho đối phương xấu mặt. Kết quả, người xấu mặt lại biến thành chính mình. Hắn móc trong ngực áo ra một cái ngọc bài, nghiến răng nghiến lợi nhỏ một giọt máu vào ngọc bài, nói. Lưu Dương, ta không nhận ngươi là học viên của ta nữa. Hiện tại ngươi có thể chọn Trương lão sư làm lão sư. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng. Ngươi cũng đừng đắc ý, lần này coi như ngươi may mắn. Lần sau, ta nhất định khiến cho ngươi mất mặt. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Lần này quá mất thể diện rồi, không chỉ mất một học viên, hắn còn bị tát vào mặt. Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng lại thua cái kẻ không điểm phần đánh giá giáo viên, hắn thật sự không thể chịu đựng được. Đó còn là người kém nhất học viện. Lão sư, thấy Tào Hùng xoay người chạy mất, sắc mặt Lưu Dương trở nên cực kỳ khó coi. Tuy vừa rồi Trương Huyền chỉ điểm cho hắn đánh ra thành tích tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ giống như Tào Hùng. Người này chỉ là gặp may thôi chứ không hề có thực tài. Được rồi, bây giờ ngươi đã là học sinh của ta. Nhanh chóng nghiệm chứng thân phận đi. Trương Huyền chẳng quan tâm hắn nghĩ cái gì. Sau một trận đấu lại có thêm một học viên, làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Hắn tiện tay ném một cái ngọc bài qua. Tuy Lưu Dương không cam tâm nhưng cũng biết thua là phải chịu. Nếu chính mình không nhận Trương lão sư này làm giáo viên, những giáo viên khác chắc chắn cũng sẽ không nhận mình. Nên hắn đành phải nhỏ một giọt máu vào ngọc bài, hoàn thành nghiệm chứng. Ngày mai nhớ đi học. Xử lý xong Lưu Dương, Trương Huyền cũng không thèm để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn Vương Dĩnh hờ hững nói một câu, sau đó nhấc chân bước ra khỏi nhà ăn. Một lần nữa trở lại giảng đường của mình, Trương Huyền không chút do dự, để tinh thần chìm vào thức hải, cẩn thận xem xét thư viện. Sau một hồi nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Chỉ cần có người thi triển võ thuật, công pháp trước mặt hắn, những thứ đó sẽ được tự động tổng hợp lại, viết thành sách khuyết điểm của người đó. Ha ha, phát tài rồi. Có thứ này trong tay, bất luận khuyết điểm nào mình cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Lần đánh giá giáo viên tiếp theo, mình nhất định sẽ không bị không điểm nữa. Trong lòng hắn cười như điên, việc trở thành một người xuyên qua khiến Trương Huyền cảm thấy vô cùng tự hào, sinh ra chí khí ngút trời. Quyền 1 chương 5, Đại tiểu thư.
nghe nói gì chưa? Vừa nãy lão sư Tào Hùng thi đấu với lão sư Trương Huyền đứng đầu toàn viện từ dưới đếm lên đấy. Thi đấu, lão sư Trương Huyền kia không phải sẽ thua chắc sao? Lần này không phải vậy. Trương lão sư thắng, Trương lão sư chỉ điểm sơ qua cho một học sinh thôi mà làm cho sức mạnh của hắn tăng lên 100%. Tăng lên 100%, chỉ một lần chỉ điểm, cho dù là lão sư Lục Tầm cũng không làm được như vậy. Thật không vậy? Thật, rất nhiều người chứng kiến, sao có thể là giả được? Trong nhà ăn, nhóm người đã tận mắt chứng kiến cảnh ấy đang bàn luận vô cùng sôi nổi. Một lần chỉ điểm liền tăng 100% sức mạnh. Triệu Nhã nhăn nhăn mũi, trên mặt đầy vẻ khinh thường, quay đầu lại nói. Người này gặp may thôi. Triệu Nhã là con gái của thành chủ Bạch Ngọc Thành, thành phố lớn thứ ba của Thiên Huyền Quốc. Từ nhỏ nàng đã được tiếp nhận nền giáo dục tốt. Lần này, nàng đến Hồng Thiên Học Viện chủ yếu là để trở thành học sinh của giáo viên Lục Tầm. Không ngờ còn chưa kịp đi tìm lão sư đã nghe được mọi người bàn luận giáo viên Lục Tầm thua ai đó, đương nhiên là không tin. Vận may, ta không nghĩ như vậy. Đây chính là tăng lên 100% sức mạnh, nếu chỉ dựa vào vận may sẽ không được như vậy đâu. Một học sinh đang ngồi cách nàng không xa phản bác. Không phải là vận may, ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết lão sư Trương Huyền này. Hắn chính là người lần trước bị đánh giá giáo viên không điểm, suýt nữa bị đuổi việc. Ngươi nói thử xem loại người như vậy có bản lĩnh gì. Nếu không tin, bây giờ ta sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của hắn cho các người xem. Triệu Nhã vốn rất nóng tính, nghe thấy có người khen lão sư đứng đầu từ dưới đếm lên kia liền cảm thấy chịu không được, phản bác lại. Được thôi, đúng lúc chúng ta cũng muốn đi xem thử lão sư này có thực tài hay chỉ là hư danh. Nghe thấy lời Triệu Nhã nói vậy, liền có hai học sinh đứng dậy ngay tức khắc. Ba người rời khỏi nhà ăn, vừa đi bọn họ vừa hỏi đường, rất nhanh đã đi đến trước cửa lớp học của Trương Huyền. Bọn họ đẩy cửa bước vào. Trương Nam, đại tiểu thư. Ngươi chính là lão sư Trương Huyền. Vừa đi vào lớp học liền nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi trên bàn giáo viên. Trên môi đang treo một nụ cười ngu đần. Bất kể nhìn từ góc nào đều không giống một người giáo viên. Thậm chí còn có cảm giác đầu óc người này có vấn đề. Là ta. Thấy có học sinh tiến vào, Trương Huyền tạm ngừng xem xét thiên đạo đồ thư quán, ngước mắt nhìn qua. Ta nghe nói lão sư vừa thắng lão sư Tào Hùng vì chỉ điểm cho một học sinh tăng lên 100% sức mạnh, có đúng không vậy? Cả giọng nói và vẻ mặt của Triệu Nhã đều toát lên vẻ không tin tưởng, nói tiếp. Vậy bây giờ lão sư cũng nhìn giúp ta, chỉ điểm cho ta một chút xem lão sư có thể làm cho sức mạnh của ta tăng lên gấp đôi không? Không rảnh. Trương Huyền khoát tay. Giáo viên có tôn nghiêm của giáo viên, lại càng không thể để cho người khác bấn cợt. Đâu ra cái kiểu ta muốn ngươi xem thì ngươi phải xem, ta muốn ngươi chỉ điểm thì ngươi phải chỉ điểm. Hơn nữa, ngươi dùng cái thái độ gì đấy? Ta lại không nợ ngươi đồng nào. Không rảnh, không phải là lão sư đang rảnh rỗi đó sao? Triệu Nhã rõ ràng cảm nhận được đối phương trả lời cho có lệ, nghiến răng nói. Ban nãy nàng còn hùng hổ nói với mấy người bằng hữu, muốn tới vạch trần bộ mặt thật của lão sư này. Bây giờ cái gì cũng chưa kịp làm, đã bị đuổi ra ngoài. Vậy chẳng phải mất mặt lắm sao? Ta muốn chiêu sinh, không rảnh tiếp chuyện một nữ tử không biết trời cao đất rộng tới gây sự. Trương Huyền thản nhiên nói. Ngươi! Triệu Nhã tức muốn hộc máu. Nàng là nữ nhi của thành chủ. Bản thân còn cực kỳ xinh đẹp, đi đến đâu đều được người khác dùng con mắt ngưỡng mộ ngước nhìn. Vậy mà người này thì hay rồi, chẳng những cự tuyệt nàng, còn nói nàng gây sự, thật đáng ghét. Cho dù là giáo viên cũng không thể tha thứ. Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào mới chịu chỉ điểm cho ta? Triệu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Bái ta làm lão sư. Trương Huyền thản nhiên nói, kèm theo vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc. Thấy đối phương dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc để nhìn mình, Triệu Nhã tức muốn xỉu, nói. Được rồi, ta sẽ bái ngươi làm lão sư của ta. Nhưng mà, nếu lão sư chỉ điểm lung tung, vậy đừng trách ta vạch trần bộ mặt thật của lão sư cho bản dân thiên hạ. Triệu Nhã. Không thể được, một khi nàng nhận hắn làm lão sư, nàng sẽ không thể chọn lão sư Lục Tầm nữa. Sau khi nghe nàng nói, hai người bằng hữu đi cùng nàng tới đây. Sợ suýt chút nữa té xỉu, liền vội vàng can ngăn. Nghe lời khuyên của hai người bằng hữu, Triệu Nhã bắt đầu do dự. Nàng biết luật của học viện chính là đã nhận một giáo viên làm lão sư, còn muốn đổi giáo viên, vậy bắt buộc phải hủy bỏ chương trình học của giáo viên đó. Mà một khi nàng làm như vậy,
hầu như tất cả các giáo viên khác đều sẽ không nhận nàng, chứ đừng nói tới lão sư Lục Tầm giáo viên đang đứng đầu học viện. Không dám, không dám thì đi ra ngoài đi, đừng đứng đó cản trở ta làm ăn, tuyển sinh. Trương Huyền khoát tay, suýt nói hớ. Ai nói ta không dám? Nghe được những lời này của Trương Huyền, Triệu Nhã vốn đang do dự, liền lập tức bùng nổ, nhướng mày lên, hùng hổ. Ta sẽ chọn ngươi làm giáo viên của ta ngay bây giờ. Xác nhận thân phận đi. Thái độ tệ như vậy, nàng tưởng nàng chọn là ta sẽ thu nhận sao? Trương Huyền khoát tay nói. Triệu Sinh đương nhiên phải tuyển người biết nghe lời. Giống như Vương Dĩnh hắn còn tương đối thích, còn người đang đứng trước mặt này, vừa mới đến đã hùng hùng hổ hổ như muốn đánh nhau. Cho dù thiếu học sinh hắn cũng không cần. Ngươi, không ngờ chính mình đã cắn răng chấp nhận chọn hắn làm lão sư, hắn còn dám không nhận, Triệu Nhã nổi trận lôi đình. Chỉ có điều mình tính tới đây vạch trần đối phương, bây giờ lại tức giận bỏ đi, chẳng khác nào làm đúng ý đối phương rồi. Có thể lão sư này đang muốn làm cho mình tức giận để mình tự bỏ đi, hắn khỏi bị vạch trần. Nhất định không thể để cho hắn được như ý. Hừ, cùng lắm thì nhận sai trước, chờ ta vạch trần được bộ mặt thật của ngươi rồi, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Nghĩ vậy, Triệu Nhã kìm nén lửa giận trong lòng, thoáng mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng như sứ. Mong lão sư tha lỗi, là ta thất lễ, ta thật sự muốn bái lão sư làm lão sư của ta. Mong lão sư chấp nhận. Ờ, vậy còn được. Thấy nàng thay đổi thái độ, lúc này Trương Huyền mới gật gật đầu. Muốn ta nhận nàng cũng được, quét dọn sạch sẽ căn phòng này đi, nhớ dọn sạch không chừa hạt bụi nào. À còn cái nhà vệ sinh ở bên ngoài cũng lau dọn một chút đi. Rửa sạch hố xí, khi nào ta kiểm tra thấy ổn, ta sẽ nhận nàng làm học sinh của ta. Ngươi đừng quá đáng. Triệu Nhã phát điên. Nàng là ai? Đường đường là nữ nhi của thành chủ, là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn không hề làm việc nhà. Vậy mà người này dám bảo nàng đi quét nhà, còn, dọn nhà vệ sinh, rửa hố xí. Ngươi điên rồi à? Công việc nhẹ nhàng như vậy cũng không làm được. Vậy đi đi, ta không cần học sinh lười biếng, vô dụng. Trương Huyền khoát tay. Ha ha, nhà đầu, muốn đấu với ta sao? Nàng còn non dại lắm. Ai nói ta vô dụng? Bây giờ ta liền quét dọn, tẩy rửa. Triệu Nhã nghiến răng, xoay người đi lấy cái chổi và cây lau nhà, bắt đầu lau dọn phòng. Triệu Nhã, hay, thôi đi. Ta nghĩ hắn chẳng có thực tài gì đâu. Hắn chỉ muốn làm khó dễ nàng thôi. Hai người bằng hữu cùng nàng đến thấy nàng đường đường là con gái của thành chủ mà phải quét tước dọn dẹp, cảm thấy hoảng sợ, vội vàng khuyên ngăn. Các ngươi đi ra ngoài đợi đi, Triệu Nhã ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi. Hôm nay phải cùng hắn đấu xem ai thắng ai thua. Triệu Nhã nhướng mày lên, nói. Cái này, hai người bạn này biết tính của Triệu Nhã, thấy nàng không nghe khuyên bảo, hai người nhìn nhau, không biết phải làm sao bây giờ. Đi tìm Diêu quản gia đi, không phải là hắn cũng đến sao? Nếu Diêu quản gia biết lão sư bị không điểm đánh giá giáo viên đang sai khiến tiểu thư nhà hắn rửa hố xí, chắc chắn sẽ ngăn cản. Sau một hồi nhìn nhau, hai người nghĩ ra biện pháp. Những người có thân phận như Triệu Nhã, tuy đến học viện cũng không gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn sẽ có người đặc biệt đưa đến. Mà người đưa đến chính là Diêu đại quản gia, bây giờ chắc hắn còn chưa trở về nhà. Ý hay đấy. Chúng ta đi tìm liền đi. Hai người bắt nhịp với nhau, xoay người đi đến cổng học viện, không hề do dự. Tính tình ngoan cố của vị đại tiểu thư này bắt đầu phát tác. Vì chưa bao giờ làm việc nhà nên lúc đầu có chút luống cuống. Nhưng không lâu sau nàng đã có thể học được cách làm. Rất nhanh, trong ngoài căn phòng đều được lau dọn sạch sẽ. Ngay cả cái nhà vệ sinh ở bên ngoài cũng được tẩy rửa sạch bóng kinh kít. Không tệ. Trương Huyền vừa lòng gật đầu. Bây giờ có thể nhận ta làm học sinh của ngươi, rồi chỉ điểm chứ. Làm xong việc nhà, Triệu Nhã nghiến răng kèn kẹt, mặt mày nhăn nhó, sợ giận quá nhịn không nổi vung tay ra đấm cho kẻ đang ở trước mặt này. Ừ, nghiệm chứng thân phận đi. Ra vẻ như không hề cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của nữ tử kia, Trương Huyền tùy tiện ném một cái ngọc bài qua cho nàng. Hít sâu một hơi, Triệu Nhã nhỏ máu vào ngọc bài, xác nhận thân phận. Trương lão sư, bây giờ ta đã là học sinh của lão sư. Chỉ điểm cho ta một chút đi. Thấy sắp đạt được mục đích, rất nhanh có thể vạch trần bộ mặt thật của tên tiểu nhân này, Triệu Nhã cố nén hưng phấn, nói. Nàng đánh một bộ quyền trước, để ta xem trụ cột của nàng như thế nào. Trương Huyền khoát tay.
Dạ. Triệu Nhã cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa, nắm tay lại, bắt đầu đánh quyền. Phút 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 phút, tiếng gió gào thét, sức mạnh tràn đầy. Đều là nữ nhân nhưng cho dù là khí lực hay chiêu thức, nàng đều mạnh và nhanh hơn Vương Dĩnh rất nhiều. Vừa nhìn liền biết nàng đã khổ công luyện tập. Trương Huyền nhìn nàng thi triển võ thuật, tinh thần lại đi vào thư viện. Quả nhiên, thư viện nhẹ nhàng rung động, một quyển sách rơi xuống. Trên bìa là hai chữ Triệu Nhã. Triệu Nhã, con gái của thành chủ Bạch Ngọc Thành, võ giả tụ tức cảnh đỉnh phong. Công pháp tu luyện, Bạch Ngọc Tố Nữ Công. Khuyết điểm, 27 chỗ, 1. Tính cách dễ xúc động dễ giận, xung khắc với tính ôn nhu của bộ Bạch Ngọc Công, không thể phát huy sức mạnh mạnh nhất của bộ quyền. 2. Nội dung quyển sách giống như quyển hắn đã đọc viết về Lưu Dương, cũng ghi chú những sai lầm và khuyết điểm trong tu luyện của Triệu Nhã. Càng nhìn, sắc mặt Trương Huyền càng cổ quái. Con. Chỉ trong chốt lát Triệu Nhã đã đánh xong bộ quyền. Đôi bàn tay trắng sứ nắm chặt, đấm vào tảng đá dùng để đo sức mạnh trong căn phòng. Trên mặt đá liền hiện lên con số. 110. Không tệ, không tệ. Trương Huyền gật gù, chưa bắt đầu học, một quyền đã có sức mạnh như vậy. Không hổ là con gái của thành chủ, thực lực phi phàm. Được rồi, hãy chỉ điểm đi. Đánh xong một bộ quyền nhưng trông Triệu Nhã không có chút gì mệt mỏi. Nàng liếc mắt nhìn qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 6, người đã làm gì tiểu thư nhà chúng ta? Những gì cần làm đều đã làm xong, Triệu Nhã muốn người đang đứng trước mặt này phải mất hết mặt mũi. Trong đầu nàng vừa nghĩ, ngay tức khắc có một miếng ngọc ghi chép xuất hiện trong ống tay áo của nàng. Loại ngọc ghi chép này có khả năng vừa quay phim vừa ghi âm. Nàng có âm mưu lưu lại, chứng cứ phạm tội của hắn, truyền bá đoạn phim quay được này, để hắn hết đường chối cãi. Đến lúc đó cho ngươi mất mặt, dám so với lão sư Lục Tầm à, nằm mơ đi. Cứ nghĩ tới việc miếng ngọc ghi chép này sẽ rất nhanh chứa, chứng cứ phạm tội của hắn, chính mình có thể hành hạ hắn để xả giận. Đôi mắt của Triệu Nhã tỏa ra ánh sáng lập lòe, suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong khi nàng đang phải vất vả kìm nén sự vui sướng lại để nghe xem đối phương sẽ nói bậy nói bạ những gì, nàng lại nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời giống như đèn lồng đang ở ngay trước mắt mình. À! Triệu Nhã hoảng sợ, vội vàng bước lùi về sau một bước. Lúc này nàng mới thấy rõ ràng đôi mắt ấy chính là của lão sư Trương Huyền. Nàng tức giận, đầu muốn bốc khói, nói. Lão sư muốn làm gì? Yên tâm đi, ta chỉ nhìn xem thôi. Trương Huyền chắp tay sau lưng, đi chậm rãi một vòng quanh Triệu Nhã, lắc lắc đầu. Đột nhiên hắn dừng lại trước mặt nàng ở khoảng cách không đến 30 cm. Cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Trương Huyền phát ra. Mặt Triệu Nhã đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có nam nhân nào đứng gần nàng như vậy. Nàng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, không biết nên làm gì lúc này. Chợt nàng nghe thấy giọng nói chậm gì gì của Trương lão sư vang lên. Nàng bị bệnh. Những lời này làm con nàng suýt chút nữa tức điên lên, xỉu ngay tại chỗ. Nàng hét lên. Ngươi mới bị bệnh, cả nhà ngươi đều bị bệnh. Ôi, nàng thật sự sắp tức điên rồi. Đầu óc người này có vấn đề rồi. Mình đánh quyền cho hắn chỉ ra khuyết điểm, hắn lại dám nói là mình bị bệnh, tại sao trên đời lại tồn tại loại người đáng ghét như vậy chứ? Tại sao nàng lại chửi ta? Trương Huyền nhíu mày lại, sau đó hắn mới vỡ lẽ ra là câu nói ban nãy của mình dễ gây hiểu nhầm, nên sửa lại sắc mặt, khẽ mỉm cười, nói. Ý ta là cơ thể của nàng đang bị bệnh, chứ không phải đang mắng chửi nàng đâu. Ta không bị bệnh gì hết. Triệu Nhã hừ lạnh, nói tiếp. Ta thấy ngươi mới là người bị bệnh ấy, đầu óc có vấn đề đấy biết không? Cơ thể nàng khỏe mạnh vô cùng, chỉ một quyền đã có sức mạnh hơn 100 kg. Có bị bệnh hay không chính bản thân nàng là người rõ ràng nhất. Nàng không cần phủ nhận vội như vậy, có phải bình thường em hay có cảm giác hơi đau chỗ huyệt đản trung, một vào huyệt cự khuyết hai. Nhất là vào những đêm trăng tròn kèm theo gió ẩm, toàn bộ cơ thể nàng đột nhiên đỏ ửng, bực bội trong lòng. Hơn nữa còn có cảm giác. Nói đến đây, Trương Huyền do dự một chút, giống như không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả, sau đó đành phải nói. Cho dù thử dùng bất kỳ cách nào cũng không thể tĩnh tâm tu luyện. Ngươi, sao ngươi biết được? Triệu Nhã vốn đang nổi giận đùng đùng, dặn lòng cho dù người này có nói gì đi chăng nữa, nàng cũng nhất quyết phủ nhận. Ai ngờ hắn lại nói như vậy, làm chó mặt nàng đỏ lên, lập tức ngây người. Không phải hắn nói không đúng, mà là quá đúng.
Dạo gần đây, mỗi khi tu luyện nàng đều cảm thấy huyệt đản trung và cự khuyết hơi đau. Nhưng cũng không đau lắm, nàng nhịn một lúc là nó mất đi. Nhưng mấu chốt là, vào mỗi đêm trăng tròn có gió ẩm, cơ thể nàng lại xuất hiện khác thường. Bỗng nhiên nàng có cảm giác, toàn thân khô nóng không chịu nổi, muốn có người đàn ông ôm lấy nàng. Nàng chỉ mới 16, 17 tuổi, cũng chỉ là một nữ tử còn chưa trải qua sự đời nên đâu biết bản thân xảy ra vấn đề gì. Vì quá ngượng ngùng nên nàng cũng không dám nói với ai. Nàng nghĩ rằng cố nhịn một chút rồi sẽ qua. Nhưng ai ngờ càng ngày cảm giác đó càng mãnh liệt. Nhất là khi cơ thể nàng bắt đầu trưởng thành, trở nên phồng phao hơn, lại có xu hướng càng lúc càng nặng thêm. Hồi trước chỉ cần nàng vận công 3, 2 lần là có thể chống cự được. Nhưng dạo gần đây cho dù nàng vận công 8 lần hay 10 lần cũng không có tác dụng. Nên nàng đành phải tu luyện không ngừng từ mịt tối cho tới bình minh. Vì chuyện này quá kỳ quái nên nàng không dám nói với bất kỳ ai. Cho dù là người bạn chí cốt của nàng hay mẫu thân nàng cũng đều không biết. Nàng giấu kín như thế, sao hắn có thể biết được? Cũng chính là vì càng ngày càng chịu không nổi loại cảm giác dày vò kia nên nàng mới quyết tâm đến học viện học tập, mong giáo viên của nàng có thể tìm ra nguyên nhân, chỉ cho nàng cách giải quyết tận gốc vấn đề này. Ta là giáo viên, hồi nãy nhìn cách nàng đánh ra bộ quyền kia, ta đã nhìn ra được. Trương Huyền thản nhiên nói, mặt không cảm xúc. Đương nhiên hắn không thể nhìn ra nếu chỉ dựa vào cách đánh quyền của nàng. Nhưng ai bảo hắn có thiên đạo đồ thư quán, chỉ cần nàng có khuyết điểm, cho dù không phải là công pháp hắn cũng có thể nhìn ra. Chính vì thấy được vấn đề của nàng nên khuôn mặt hắn lúc nãy mới có vẻ cổ quái như vậy. Vậy, lão sư có cách giải quyết không? Mặt Triệu Nhã đỏ ửng, cắn răng ngại ngùng, nói. Ban nãy nàng còn hùng hổ đòi vạch trần đối phương. Ai dè đối phương vừa mở miệng liền nói chúng tử huyệt của nàng, giờ đây khiến nàng vô cùng ngượng ngùng. Đương nhiên có cách giải quyết, ngày mai lại đây học, ta sẽ giảng giải cho nàng. Trương Huyền khoát tay, nói. Thật à? Ánh mắt của Triệu Nhã sáng lên, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được. Nàng vô cùng hiểu rõ cơ thể của mình, chính là vì sắp không thể khống chế được bản thân nữa, nên tính tình của nàng mới trở nên nóng nảy như vậy, khiến cho làm bất kỳ chuyện gì cũng có chút nôn nóng. Cứ nghĩ rằng phải giấu giếm vấn đề này suốt đời vì không có cách nào giải quyết được. Ai ngờ lão sư đứng thứ nhất đếm ngược trong toàn trường này lại có thể vừa nhìn đã thấu. Thật sự cho dù có nằm mơ nàng cũng không bao giờ nghĩ đến. Hơn nữa, hắn còn biết cách trị liệu. Nếu nàng không tin, có thể đi tìm các giáo viên khác trong trường. Trương Huyền tiếp tục khoát tay, sắc mặt thản nhiên vô cùng, bày ra dáng vẻ như một cao nhân đích thực. Không, không, ta tin lão sư. Triệu Nhã vội vàng gật đầu. Nàng khó chịu cũng không phải mới một ngày hai ngày. Vô số lão sư thuốc trong thành thậm chí cả phụ thân nàng Triệu Thành Chủ cũng không nhìn ra vấn đề của nàng. Vậy mà lão sư Trương Huyền này chỉ mới nhìn thoáng qua đã nhanh chóng chỉ ra được. Chỉ dựa vào nhãn lực thôi đã thấy người này hơn hẳn những người trước giờ nàng từng gặp. Vì vậy nên nàng cảm thấy đối phương chắc chắn có biện pháp chữa trị cho nàng. Miếng ngọc ghi chép kia nàng vẫn muốn giữ lại. Trương Huyền giơ ngón tay ra, chỉ. A, à, Triệu Nhã hoảng sợ, lúc này nàng mới nhớ tới ban nãy, vì muốn bắt được nhược điểm của đối phương nên nàng đã cố ý ghi âm lại. Nhưng nếu đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai người bị truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào gặp người nữa? Không được, không được. Nàng dùng sức bóp miếng ngọc. Rắc một tiếng, miếng ngọc đã biến thành bột phấn. Sau khi bóp nát miếng ngọc, Triệu Nhã lại nhìn Trương lão sư. Nhưng lần này nàng không dùng khuôn mặt giận dữ nữa, mà là biểu cảm khó hiểu. Mình giấu miếng ngọc kỹ như vậy mà hắn vẫn có thể biết. Có bệnh trong người hắn cũng nhìn ra, bản lĩnh cao thâm như vậy mà lại ăn con không tròn chính trong đợt đánh giá giáo viên trước đó. Khẳng định là do lão sư không màn danh lợi, không để bụng tới lời nghị luận của người khác. Theo như mình biết, tất cả các cao nhân đều giống như vậy. Suy nghĩ này làm hình tượng của Trương Huyền trong lòng nàng từ kẻ lừa đảo phút chốc biến thành tuyệt thế cao nhân. Cầm lấy ngọc bài thân phận, đi nhận chăn đệm, sách vở đi. Nhân tiện đi tìm chỗ ở của chính mình luôn nhé. Ngày mai nhớ đi học đúng giờ. Thấy lại có thêm một con cá đã mắc câu, Trương Huyền đang vừa phủi phủi tay vừa sắp xếp cho đứa học viên mới, đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ từ ngoài cửa vọng vào. Kèm theo đó là một bóng người lao vào tới. Hừ! Đó là bóng dáng của một người trung niên, vừa vào cửa hắn liền phóng khí tức hung hãn ra, làm cho người ta kinh sợ. Vừa thấy liền biết thực lực của người này không hề yếu. Tiểu thư,
Sau khi bước vào phòng, người trung niên ngừng lại, cúi đầu xuống chào Triệu Nhã. Diêu thúc, sao thúc lại tới đây? Triệu Nhã sửng sốt. Không ai khác, đây chính là vị quản gia được hai người bằng hữu của nàng chạy đi tìm Diêu Hàn. Sau khi đưa Triệu Nhã đến cổng trường, hắn đang tính lên xe quay về nhà lại có hai thanh niên chạy sộc tới, nói rằng tiểu thư nhà hắn muốn chọn lão sư bị không điểm phần đánh giá giáo viên làm lão sư của mình. Đã vậy, người kia còn bắt tiểu thư rửa nhà xí. Nghe vậy, quản gia Diêu Hàn suýt nữa tức đến nổ tung tại chỗ. Đại tiểu thư nhà hắn chính là con gái cưng của thành chủ. Ở nhà, chưa từng có ai dám sai khiến nàng làm bất cứ việc gì cho dù là việc nhỏ, chứ đừng nói đến rửa nhà xí hay lau chùi nhà cửa, quả thật là to gan. Nếu người này là giáo viên nổi tiếng trong học viện, có quy tắc riêng thì thôi còn cố mà chấp nhận. Nhưng đằng này lại là người kiểm tra đứng thứ nhất đếm ngược, còn chỉ điểm làm người khác tẩu hỏa nhập ma. Sao tiểu thư có thể học tập cùng loại giáo viên như vậy được chứ? Ở trong thành, cho dù mình nhắm mắt chọn đại một người, chắc chắn cũng tốt hơn người này. Tiểu thư không? Lạnh lùng liếc xéo Trương Huyền một cái, Diêu Hàn vội vàng hỏi vị tiểu thư nhà hắn. Ta đã chọn Trương lão sư làm lão sư của mình rồi. Triệu Nhã ngắt lời. Vốn cho rằng mình chạy rất nhanh, không ngờ vẫn chậm một bước, sắc mặt Diêu Hàn bắt đầu trầm xuống. Một tay hắn đẩy Triệu Nhã ra sau lưng, mặt lạnh lùng nhìn Trương Huyền, sẵn giọng. Hãy hủy bỏ học phần của tiểu thư nhà chúng ta, sau đó xin lỗi, nếu không, hôm nay ta sẽ làm lớn chuyện cho mọi người đều biết ngươi đường đường là giáo viên mà dám mê hoặc trẻ vị thành niên, làm cho tiểu thư nhập học lớp của ngươi. Mê hoặc trẻ vị thành niên, dùng từ này cũng quá lố rồi đi. Trương Huyền lắc lắc đầu. Nói kiểu này, người không biết chuyện nghe thấy còn tưởng mình đã làm gì Triệu Nhã, rõ ràng chuyện có gì đâu. Trời đất chứng giám, mình chỉ nhận nữ tử này làm học sinh thôi, vô cùng trong sáng. Đừng hòng qua mắt ta, tiểu thư nhà chúng ta là thiên chi kiêu nữ, không phải loại giáo viên như ngươi có đủ tư cách để dạy đâu. Nhanh chóng hủy học phần, ta còn có thể bỏ qua chuyện này. Nếu không, ta nhất định sẽ yêu cầu viện trưởng đuổi việc ngươi. Diêu Hàn quát lên, nhưng hắn còn chưa dứt lời đã bị Triệu Nhã đang đứng sau lưng chen ngang. Diêu thúc, thúc muốn làm gì, ta thật lòng muốn bái Trương lão sư làm lão sư của mình. Thúc ồn ào gì vậy? Triệu Nhã bực mình dậm chân, nói. Nàng đến học viện chủ yếu là mong có thể giải quyết được căn bệnh quái lạ trong người. Nay đã tìm được người có thể chữa trị cho mình, nàng mừng còn chưa kịp mừng, lại bị quản gia này nhảy vào làm rối tung mọi chuyện. Đùa cái gì vậy? Thật lòng. Diêu Hàn liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình một cái, nói tiếp. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể chỉ điểm cho tiểu thư? Hơn nữa còn làm tu vi của tiểu thư nhanh chóng tăng lên. Tính cách tiểu như nhà hắn tự cao như thế nào, hắn đương nhiên biết. Chẳng lẽ người trước mắt này mang tiếng là lão sư phế vật thật sự có thể chỉ điểm cho nàng sao? Cho nên nàng mới tâm phục khẩu phục chọn hắn làm lão sư. Làm cho sức mạnh của ta tăng mạnh, điều này thật ra không có. Triệu Nhã lắc đầu. Đối phương vừa mở miệng liền nói ra chứng bệnh của nàng, vẫn chưa chỉ điểm gì cả. Không có, vậy. Mặt Diêu Hàn lộ ra vẻ khó hiểu. Được rồi, Diêu thúc, thúc đừng hỏi nữa. Nghĩ đến căn bệnh của chính mình, Triệu Nhã xấu hổ đỏ mặt. Nhìn thấy vẻ mặt này của tiểu thư, Diêu Hàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thấy những mảnh ngọc ghi chép đã vỡ vụn rơi đầy trên mặt sàn. Ngay lập tức khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo, cả người như biến thành con sư tử đang nổi cơn điên. Thằng nhóc láo toét, rốt cuộc ngươi đã làm gì tiểu thư nhà chúng ta? Ngươi có tin ta giết chết ngươi ngay bây giờ không? Một tiếng nổ vang thật to, ngay sau đó khí tức cường đại nhanh chóng dâng lên. Dòng khí điên cuồng tuôn ra, mặt sàn cũng phải phát ra tiếng két, két, như sắp không chống đỡ nổi sức nặng này. Một hai, đàn trung và cự khuyết, tên hai huyệt đạo nằm trước ngực của con người. Chương 7, ngươi đã từng bị người từ chối. Làm gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng tức giận của đối phương, Trương Huyền thật sự cạn lời. Chuyện hiểu lầm này hình như có hơi lớn. Nhưng mà nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn cũng sẽ hiểu lầm như vậy. Hắn không chỉ điểm tu vi cho nàng nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện nhập học. Đã vậy, khi hỏi tới nàng còn đỏ mặt, mà càng quan trọng là, cái miếng ngọc ghi chép bị đập nát ném đầy trên mặt sàn. Đây rõ ràng là hủy đi chứng cứ. Nhiều dấu hiệu mờ ám như vậy, làm sao có thể khiến người khác không nghĩ ngay đến việc Trương Huyền là tên biến thái, cuồng dâm, lão sư vô liêm sỉ linh tinh cơ chứ? Diêu thúc,
thúc đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu thúc còn như vậy, từ nay về sau ta không bao giờ để ý đến thúc nữa. Nhìn Diêu Hàn tức giận điên cuồng, nghe thấy những gì hắn nói, làm sao nàng có thể không rõ quản gia nhà nàng đang nghĩ cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó khó coi, suýt chút nữa điên lên. Nàng là thiếu nữ, nói bậy nói bạ như vậy, danh tiết của nàng đặt nơi nào? Tiểu thư, bị Triệu Nhã ngăn cản, Diêu Hàn đành phải thu lại khí tức. Được rồi, cùng ta đi nhận chăn đệm đi, đừng làm tốn thời gian của ta, mai ta còn đi học. Triệu Nhã hừ một tiếng, xoay người bước ra khỏi căn phòng. Việc nàng có bệnh trong người đương nhiên không thể nói cho người khác biết. Nếu bị truy hỏi, làm sao nàng có thể nói chuyện như vậy ra khỏi miệng được chứ? Cho nên, nàng chỉ có thể nói với người khác rằng chính mình cam tâm tình nguyện chọn Trương lão sư làm lão sư, không bịa ra thêm lý do nào khác. Hừ, thấy tiểu thư nhà hắn xoay người rời đi, Diêu Hàn lạnh lùng trừng mắt với Trương Huyền một cái, ánh mắt tóe lửa, không biết đang suy nghĩ cái gì, rồi phất tay đi ra ngoài. Hiện tại hắn thật sự muốn giết chết người thiếu niên đang đứng trước mặt này. Nếu không phải nơi đây là học viện, lại có tiểu thư ngăn cản, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay. Ta nào có chọc ai chứ? Thấy vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, Trương Huyền thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải chỉ là nhận một học viên sao? Làm gì đến mức? Làm như mình là một ác ma không chuyện ác nào không làm vậy. Mà vấn đề là, mình cái gì cũng chưa làm. Kệ đi, hôm nay còn sớm, thử xem có thể nhận thêm vài học sinh nữa hay không. Nhận càng nhiều học sinh, đồng nghĩa với việc có nhiều tài nguyên mà. Giáo viên của Hồng Thiên Học Viện được xếp theo rất nhiều cấp bậc. Mỗi năm sẽ dựa theo tình hình của học sinh làm tiền đề để tiến hành đánh giá giáo viên. Càng có nhiều học sinh, mà học sinh tiến bộ càng nhanh, tham gia các kiểu thi đua có được thành tích tốt, đều góp phần giúp giáo viên thăng chức. Nếu giáo viên có được cấp bậc cao, vậy tài nguyên giáo viên có được, cũng như tài nguyên mà học sinh của người đó có được, cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đây chính là lão sư trò cùng tiến bộ. Hiện tại hắn mới nhận được có 3 học sinh thôi, như vậy chỉ có thể giúp hắn giữ được chức giáo viên. Chứ nếu bàn đến tư cách, hắn vẫn như cũ, là người đứng chót. Muốn tiến bộ, chỉ có thể tiếp tục thu nhận học sinh. Trịnh Dương, đừng thất vọng, không phải chỉ là lão sư Vương Siêu không chọn ngươi thôi sao? Không đến mức phải uể oải như vậy. Trên một con đường trong học viện có 2 thiếu niên đang chậm rãi bước đi. Người đi trước đang an ủi người đi sau. Mạc Hiểu, ngươi là người được chọn chúng, đương nhiên nói nghe hay rồi. Ngươi cứ thử bị trượt xem có còn lên tiếng được không? Trịnh Dương nhăn mày, có vẻ không thích nghe người bằng hữu này an ủi. Khụ khụ, đừng nói như vậy, thật ra các giáo viên khác cũng được mà, không nhất thiết một hai phải là lão sư Vương Siêu đâu. Cậu thanh niên tên Mạc Hiểu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nói. Không nhất thiết phải chọn lão sư ấy. Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, chúng ta đã cùng nhau luyện tập thương pháp từ nhỏ, bây giờ thương đã giống như một bộ phận trong cơ thể của chúng ta, không thể từ bỏ được. Mà trong Hồng Thiên Học Viện này, người có thể dạy thương pháp tốt nhất chính là lão sư Vương Siêu. Người chúng tuyển còn ta bị trượt, ta có thể không chán nản sao? Trịnh Dương tức giận thở phì phò, nói. Cái này, Mạc Hiểu bị chất vấn, không biết nên trả lời như thế nào. Trong Hồng Thiên Học Viện, các giáo viên khác nhau sẽ có am hiểu khác nhau, đương nhiên cách dạy cũng sẽ khác nhau. Ví dụ có người am hiểu về quyền pháp, có người am hiểu về đao pháp, lão sư Vương Siêu chính là người nổi tiếng nhất về khoản am hiểu thương pháp, ở trong học viện cũng đứng trong nhóm những giáo viên đứng đầu. Hai người cùng lúc tham gia thi tuyển chọn, muốn trở thành học sinh của lão sư. Kết quả lại là một người thi trúng một người trượt, khó trách người trượt buồn bực. Ủa, bên này có lớp học này, hay chúng ta vào xem thử đi. Đang không biết làm cách nào để bớt xấu hổ, Mạc Hiểu đột nhiên nhìn thấy một lớp học cách đó không xa, liền chỉ về hướng đó. Ta không đi đâu. Trịnh Dương lắc đầu. Đi đi, vào xem thử, lỡ giáo viên trong đó cũng am hiểu về thương pháp thì sao? Mạc Hiểu tiếp tục an ủi, dù sao vào xem thử cũng không ảnh hưởng gì mà. Được rồi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng Trịnh Dương cũng quyết định đi theo Mạc Hiểu vào phòng học. Trong phòng, Trương Huyền đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài lôi kéo người hay không, lại nhìn thấy có 2 cậu thiếu niên bước vào. Chào lão sư. Mạc Hiểu cúi người chào. Ừ. Trương Huyền đưa mắt nhìn, nói tiếp. Các ngươi muốn bái sư. Là người huynh đệ này của ta. Hắn rất lợi hại, đặc biệt là thương pháp của hắn,
Tuy còn trẻ tuổi nhưng ít có người có thể thắng được hắn. Hy vọng lão sư sẽ chỉ điểm thêm cho hắn. Mạc Hiểu nói vội. Mạc Hiểu. Trịnh Dương giật giật ống tay áo của người anh em chí cốt. Sao vậy? Mạc Hiểu khó hiểu, hỏi. Ngươi nhìn xung quanh đi. Trịnh Dương cau mày lại. Cái lớp học này vô cùng nhỏ hẹp, tối đa chỉ có thể chứa được mười mấy người. Nhìn sơ liền biết chỉ là cái phòng học nhỏ. Diện tích phòng học lớn hay nhỏ còn thể hiện thực lực của giáo viên. Những giáo viên đứng trong top đầu của học viện đều có phòng học rất to, nhìn giống cái quảng trường vậy, phải có sức chứa lên đến vài trăm học sinh cùng một lúc tu luyện. Cái phòng học này chỉ bé bằng bàn tay, chắc trình độ của giáo viên cũng tầm thường thôi. Ờ thì bé một tí. Mạc Hiểu cũng chú ý đến diện tích căn phòng, trong lòng hơi chột dạ một chút. Vốn định giúp bản thân giải tỏa phiền muộn trong lòng. Giờ thì hay rồi, trực tiếp dẫn đến một cái phòng học nhỏ như vậy. Lỡ trình độ của giáo viên rất thấp, sợ phiền muộn còn chưa kịp giải quyết đã chuốc thêm bực bội vào người. Thể hiện thương pháp đi. Giả vờ như không nghe thấy hai cậu học sinh đang thì thầm những gì, Trương Huyền thản nhiên nói, không lộ ra cảm xúc gì. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Cứ để lão sư này chỉ điểm một chút, cũng đâu mất gì đâu. Nếu trình độ của hắn không được thì mình không bái sư. Thấy Trịnh Dương vẫn còn chần chờ, Mạc Hiểu khuyên bảo. Ừ, Trịnh Dương gật đầu. Trừ những giáo viên đứng đầu có không ít học sinh chạy theo xin nhập học, những giáo viên còn lại muốn tuyển học sinh cũng có thể suy nghĩ có nên nhập học hay không. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Trịnh Dương không do dự nữa, gỡ thanh trường thương từ trên lưng xuống, từng khớp nối lại. Bù! Nắm trường thương trong tay, thần thái của Trịnh Dương thay đổi hẳn, giống như thanh kiếm rút ra khỏi vỏ để lộ ra sự sắc bén, khí thế nguy hiểm bức người tràn ra. Phút 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 phút! Trường thương xé gió theo từng đường thương pháp tạo ra âm thanh nhanh, sắc, gọn, làm toàn bộ căn phòng như bị xé rách. Xung quanh nổi lên cuồng phong kịch liệt. Người trong nghề vừa ra tay, nhìn vào liền biết có thực lực hay không. Tuy rằng thực lực của cậu học viên Trịnh Dương này không phải quá mạnh, nhưng thương pháp quả thật không yếu. Mũi thương run rẩy, đột nhiên đâm vào cột đá cách đó không xa, tạo ra một tiếng, cong, trong trẻo, làm cột đá nhảy lên một loạt con số. 110. Không ngờ tới hơn 100 kg. Nếu chỉ xét lực sát thương, chỉ sợ ngay cả võ giả có tu vi ở đỉnh bậc tụ tức cảnh cũng không thể ngăn nổi. Xin lão sư chỉ điểm ạ. Thu trường thương lại, Trịnh Dương ngực không thở dốc, tim không tăng nhịp, vẻ mặt bình ổn, nói. Nói thật, từ lúc nhìn thấy diện tích nhỏ bé của căn phòng này, hắn đã không xem trọng lão sư đang đứng trước mặt, vì cảm thấy trình độ của người này chắc chắn tầm thường thôi. Quả nhiên, đôi mắt của vị lão sư này đang khép hờ, đoán không ra đang suy nghĩ những gì. Tới lúc nghe hắn xin chỉ điểm, đối phương mới mở to mắt ra, từ từ nhìn qua, khóe miệng treo một nụ cười nhạt. Ngươi từng bị tổn thương, hay nói cách khác từng bị từ chối. Chương 8, ta chính là lão sư phế vật đó. Hả? Trịnh Dương sửng sốt, khuôn mặt ngay lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Ta từng yêu thầm một nữ tử, sau đó, bị người ta trực tiếp từ chối. Nhưng việc này cũng không liên quan gì tới lão sư. Hắn từng yêu thầm một nữ tử, sau đó rất phấn khởi đi tỏ tình với nàng. Kết quả bị nàng giễu cợt không thương tiếc, đã thế còn chỉ trích hắn gay gắt, làm cho hắn vô cùng nhục nhã. Chuyện này là bí mật của hắn, ngay cả Mạc Hiểu hắn cũng không kể. Vậy lão sư này tại sao lại biết được? Thật hả, Trịnh Dương, người bị người ta từ chối, tại sao không nói với ta? Là ai? Mạc Hiểu thấy cậu bạn thừa nhận, ngay lập tức sững sờ vội vàng hỏi. Chuyện này lát về rồi ta nói. Trịnh Dương lắc đầu, rõ ràng hắn không muốn nói quá nhiều ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn lão sư đang đứng trước mặt. Thưa lão sư, đây là việc riêng tư của ta. Tuy ta không biết lão sư biết chuyện này bằng cách nào, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến việc chỉ điểm đúng không? Không liên quan. Trương Huyền lắc đầu, nói tiếp. Không những liên quan, còn liên quan rất lớn. Liên quan sao? Trịnh Dương nghi ngờ. Mình thất tình thôi mà, liên quan gì tới việc hắn chỉ điểm chứ? Thương pháp của ngươi mạnh mẽ dứt khoát, nó thể hiện tính cách của ngươi, làm bất cứ việc gì cũng dũng cảm tiến lên phía trước, không thèm nghĩ đến đường lui. Đáng lẽ đây chính là một chuyện tốt, võ giả một nên như vậy, không cần lo trước lo sau. Sắc mặt của Trương Huyền bình đạm, tiếp tục nói. Nhưng mà, đáng tiếc là trải qua lần thất tình này, ngươi đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ bị từ chối, sợ thất bại, sợ bị nhục nhã.
khiến cho thương pháp của ngươi có thêm một chút chần chờ, một chút nghi ngờ. Chính vì vậy đã khiến cho uy lực của nó giảm mạnh. Lão sư, thật sự từ trong thương pháp của ta nhìn ra được điều đó. Nhìn ra được ta từng thất tình, nhìn ra tính cách của ta. Trịnh Dương hoảng sợ. Không phải do đối phương nói sai mà là do nói quá đúng, gần như không sai một chút gì. Tính cách của hắn vốn dũng cảm quyết đoán. Trước kia làm chuyện gì hắn cũng không lo sợ. Nhưng đúng là từ sau khi bị từ chối lần đó, hắn trở nên làm gì cũng co vòi, do dự không dám quyết định. Chỉ nhìn thương pháp đã có thể đoán ra những chuyện như vậy, thậm chí ngay cả thất tình cũng nhìn ra được. Đây là loại nhãn lực gì vậy? Học viện có giáo viên lợi hại như vậy sao? Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. Hồi nãy hắn đi gặp lão sư Vương Siêu, người được coi là giáo viên dạy thương pháp tốt nhất, mong được làm học viên của lão sư. Hắn cũng thi triển tuyệt chiêu của bản thân cho lão sư xem. Lão sư Vương Siêu xem xong chỉ nói thương pháp của mình vẫn chưa nắm bắt được điểm trọng yếu. Nhưng nguyên nhân vì sao, lão sư cũng không nói ra. Vậy mà người trước mắt này chỉ vừa nhìn thoáng qua liền nói thẳng chính mình từng thất tình. Còn bởi vì tình cảm thất bại nên mới khiến cho thương pháp không tiến bộ được. Chẳng lẽ nhãn lực của lão sư này còn cao thâm hơn Vương Siêu sao? Việc này cũng đâu có gì kỳ lạ. Trương Huyền khoát tay, bày ra dáng vẻ của cao nhân, nói. Thương pháp thể hiện tâm tình không thông suốt rõ ràng, khi thi triển võ thuật tự nhiên cũng u ám. Tuy thương pháp của ngươi liên tục không đứt gãy nhưng lại giống như bị thứ gì đó quấn lấy, chém không đứt, hơn nữa còn càng để ý càng loạn. Chỉ nhìn thoáng qua ta liền biết chắc chắn là do tình cảm. Cái này, lần này không chỉ mình Trịnh Dương muốn phát điên mà ngay cả Mạc Hiểu đang đứng kế bên cũng ngạc nhiên. Miệng há to đến nỗi gần như có thể nhét vừa quả trứng gà. Trời à, thật không vậy. Nhìn thương pháp là có thể nhìn ra có tình cảm quấy nhiễu, còn chém không đứt, còn càng để ý càng loạn. Đây thật sự là mắt của con người sao? Mạc Hiểu, Trịnh Dương bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương là sự khiếp sợ không thể tin được. Thưa lão sư có thể nhìn giúp ta không? Kinh ngạc xong, Mạc Hiểu đột nhiên bước về phía trước, vẻ mặt khát khao. Hắn cũng mặc kệ Trương Huyền có đồng ý hay không, bàn tay cầm trường thương rung lên, chiêu số cũng vung ra. Cũng là thương pháp, nhưng chiêu thức của Mạc Hiểu lại liền mạch, mạnh mẽ hơn Trịnh Dương nhiều. Nếu chỉ nhìn thương pháp, đúng là Mạc Hiểu tốt hơn. Khó trách lão sư Vương Siêu chọn Mạc Hiểu mà không chọn Trịnh Dương. Vút, một trận gió gào thét thổi qua, Mạc Hiểu rút thanh thương về, đứng thẳng. Thương như cái thế cuồng ma, hai, lúc múa võ. Sức mạnh tỏa ra làm thần quỷ cũng không dám đến gần. Thu thương lại, yên lặng giống như xử nữ, ba, an tĩnh giống như tượng điêu khắc. Mỗi cái nhấc tay, mỗi một lần giơ chân đều tự trở thành phong cách. Tuy thực lực không phải rất mạnh, vẫn còn là võ giả nhất trọng bốn, nhưng chỉ bàn về thương pháp lại được xem như không kém. Dạ dày của ngươi không tốt, nếu ta đoán không nhầm, hôm nay ngươi đang bị tiêu chảy đúng không? Trương Huyền dùng ánh mắt hờ hững nhìn Mạc Hiểu. Hả? Mạc Hiểu run rẩy nói. Lão sư nhìn thấy ta bị tiêu chảy từ trong thương pháp của ta sao? Giống như những gì Trương Huyền đã nói, đúng là dạ dày của hắn có chút vấn đề. Từ ngày hôm qua hắn đã bị tiêu chảy nhẹ, hôm nay bệnh còn nghiêm trọng hơn nữa, thậm chí cơ thể có phần mất sức. Có điều, hắn cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm. Khi cầm trường thương trong tay, hắn đã thi triển ra trạng thái hoàn mỹ nhất. Ngay cả lão sư Vương Siêu cũng khen không dứt miệng. Chưa nói gì. Vậy mà lão sư này lại có thể vừa mở miệng ra liền nói trúng chỗ quan trọng. Thật không vậy. Nhìn thương pháp ngay cả thất tình hay tiêu chảy cũng có thể nhìn ra được. Đây là loại nhãn lực gì vậy? Ngươi muốn ta chỉ điểm sao? Nếu muốn, vậy ngay lập tức bái sư đi. Không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của hai cậu thiếu niên, Trương Huyền hờ hững nhìn hai người. Một hơi liền nói ra được tình trạng của hai người, làm hai người khiếp sợ đến mức muốn phát điên. Nhưng biểu cảm của hắn lại như thể những lời đó chẳng là gì. Trên thực tế cũng đúng là như vậy thật. Khi hai người vừa bắt đầu thi triển thương pháp, trong thiên đạo đồ thư quán đã xuất hiện hai quyển sách viết về hai người. Cái gọi là thất tình hay tiêu chảy đều là khuyết điểm hiện thời của hai người, nên đều được ghi chép trong quyển sách. Nhiệm vụ của Trương Huyền chỉ là xem lướt qua rồi đọc ra một cách máy móc là được, nên đương nhiên không có gì khó khăn. Học viên Trịnh Dương nguyện ý bái lão sư làm lão sư của ta. Trịnh Dương không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống, hiện tại hắn đã hoàn toàn bị Trương Huyền thuyết phục. Người giáo viên có nhãn lực như vậy chỉ điểm,
sao có thể đơn giản được. Ừ, lão sư còn chưa chỉ điểm, mới chỉ nói ra một cái khuyết điểm của hắn, hắn đã ngay lập tức quỳ gối. Trương Huyền vừa lòng gật gật đầu, lấy ra một miếng ngọc bài đại diện cho thân phận, ném qua cho Trịnh Dương, nói. Nghiệm chứng thân phận đi. Vâng. Trịnh Dương không chút chần chờ, cắt ngón tay lấy máu nhỏ vào miếng ngọc bài để nghiệm chứng. Rất nhanh, thủ tục xong xuôi. Nếu bây giờ ngươi đã là học viên của ta, ta sẽ cho ngươi một lời khuyên. Muốn được tôn trọng trong tình cảm, đầu tiên ngươi phải có đủ thực lực. Không có thực lực người ta làm sao có thể coi trọng ngươi được. Cho nên chuyện ngươi phải làm bây giờ không phải là uể oải, không phải là đau lòng, mà là bỏ xuống tình cảm, nỗ lực tu luyện, làm cho nữ tử kia biết từ chối ngươi là việc làm ngu xuẩn cỡ nào. Ngươi phải dùng thực lực đến chứng minh. Nói tới đây, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới một quyển sách vô cùng lợi hại, thoáng mỉm cười, nói. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. 5. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Nghe lão sư nói xong, ngay lập tức Trịnh Dương cảm thấy dường như ngực nóng ran lên, cả người kích động, khuôn mặt đỏ lừ, thân thể cũng không tự chủ được run lên nhẹ nhẹ. Là một người dị giới chính gốc, hắn làm gì đã được nghe qua những lời như vậy? Trong nháy mắt, ý chí chiến đấu liền tràn ngập toàn thân. Ban nãy tinh thần còn đang uể oải vì thất tình, bây giờ cũng trở nên lóe sáng như kim cương. Thử thi triển lại thương pháp đi. Thấy hắn đã vứt bỏ được khúc mắc, Trương Huyền khoát tay, nói. Dạ. Trịnh Dương cũng không nói gì thêm, nắm trường thương trong tay. Trong nháy mắt, khí chất của hắn liền thay đổi, khác hoàn toàn lúc nãy. Ầm 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 ầm. Mũi thương càn quét xung quanh, khí tức cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua thân thương tràn ra khắp nơi, làm toàn bộ căn phòng chấn động, tràn ngập tiếng sấm rền. Cong. Bộ thương pháp thi triển xong, thân thương nằm ngang, mũi thương đâm thẳng vào cột đá. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó trên cột đá xuất hiện một dãy số. 235. Chính là 235. Ban nãy hắn dùng hết toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể đánh ra 110. Mà sau một câu chỉ điểm của lão sư, không ngờ sức lực lại tăng lên hơn cả gấp đôi. Cảm ơn lão sư. Nhìn con số đang hiển thị trên cột đá, Trịnh Dương không còn nghi ngờ gì nữa, ngay lập tức quỳ trên sàn. Ngay lúc này, hắn đã hoàn toàn bái phục người lão sư đang đứng trước mặt mình, không còn bất kỳ lo ngại nào. Lợi hại. Nhìn chằm chằm vào con số đang hiển thị trên cái cột đá không xa, khuôn mặt của Mạc Hiểu cũng không khống chế được đỏ lên, toàn thân run rẩy. Hắn vui mừng vì người bạn thân đã tìm được một người lão sư tốt nhưng cũng cảm thấy hơi mất mát. Hồi nãy lão sư Vương Siêu cũng đã chỉ điểm qua cho hắn, nhưng chỉ làm lực lượng của hắn tăng lên tầm 30%. Mà người lão sư đang ở trước mặt này lại có thể giúp Trịnh Dương tăng lên hơn 100%. Nếu biết trước người lão sư vô danh này lợi hại như vậy, hắn đã không tốn nhiều công sức đi tìm Vương Siêu gì đó, trực tiếp lại đây bái sư. Nghĩ vậy, trong lòng hắn có chút hối hận. Nhưng đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc, một giáo viên có thương pháp lợi hại như vậy, tại sao lại không có danh tiếng? Hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, hỏi. Lão sư ơi, lão sư đã nhận Trịnh Dương làm học sinh, nhưng chúng ta vẫn chưa biết tên của lão sư là. Nghe câu hỏi khéo của hắn, Trịnh Dương cũng không nhịn được nhìn qua. Hắn đã hoàn toàn bội phục người lão sư này, nhưng ngay cả tên của lão sư hắn còn chưa biết. Ta là Trương Huyền. Trương Huyền nói, không biểu lộ cảm xúc gì. Trương Huyền, cái tên này nghe quen quá. Nghe tên của lão sư này, Mạc Hiểu hơi sửng sốt. Ngay sau đó dường như nhớ ra cái gì, con người hắn co rụt lại, đôi môi run lên không kiểm soát được, nói. Ta nhớ hình như, có một lão sư phế vật bị không điểm phần đánh giá giáo viên, cũng tên là Trương Huyền. Hình như, là giống với tên của lão sư. Ừ, ta chính là lão sư phế vật đấy. Trương Huyền gật đầu. À, Trịnh Dương và Mạc Hiểu ngay lập tức hóa đá. Một võ giả, người học võ. Hai cái thế cuồng ma, ma quỷ điên cuồng vô địch thiên hạ. Ba xử nữ, nữ tử còn trinh. Bốn võ giả nhất trọng, hệ thống phân chia cấp bậc trong truyện bậc 1. Năm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Không ai biết trước chuyện tương lai, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chương 9, đánh cược. Có rất nhiều tin đồn về lão sư phế vật đó. Còn chưa đến trường, lỗ tai bọn họ đã nghe nhiều đến nỗi muốn chai luôn rồi. Nói rằng lão sư đó vô dụng kém cỏi thế nào, dạy hỏng học sinh ra sao. Còn nói ông ấy không biết cách tu luyện, không nắm rõ kỹ thuật luyện võ.
nói chung, có đủ lời nói xấu, chê bai. Nếu là học sinh, tốt nhất nên tránh xa hắn ra. Tốt nhất đừng nên dính dáng tới người này. Nếu không, tẩu hỏa nhập ma là còn nhẹ, không cẩn thận còn có thể bị chết dưới tay hắn. Trước khi hai người bọn họ đến trường nhận giáo viên, cũng từng nghe qua tin đồn tương tự. Vì vậy bọn họ luôn cố gắng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nằm mơ bọn họ cũng không thể ngờ rằng, cái người cao ngạo, khí chất hơn người đang đứng trước mặt lại chính là thứ phế vật trong lời đồn đại. Thưa lão sư lợi hại như vậy, tại sao? Trịnh Dương thực sự nhìn không được, mở miệng hỏi. Mặc dù mới tiếp xúc không lâu nhưng họ cảm thấy lão sư đang đứng trước mặt họ có một vốn kiến thức thật phong phú, học sâu hiểu rộng, mọi cử động đều mang theo khí chất hơn người, làm sao có thể gọi là phế vật được. Người đời có rất nhiều kẻ hay ganh ghét người tài, việc này cũng rất bình thường. Ánh mắt Trương Huyền nghiêng xuống một góc trên 45 độ, trong mắt ẩn chứa chút thương tiếc và nỗi buồn mơ hồ, giống như đang oán trách người đời không hiểu chuyện. Sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng thực tế trong lòng hắn lại đang không ngừng chửi rủa. Nếu không nhờ có thiên đạo đồ thư quán, với tính tình của thân xác này lúc trước, không bị điểm âm là tốt lắm rồi. Cho nên không điểm, đối với hắn ta đã rất cao rồi. Ta muốn lấy lại danh dự cho lão sư. Nhìn thấy lão sư, đau buồn, vẻ mặt biểu lộ, cả thế giới không ai thấu hiểu nỗi khổ của ta, trong lòng Trịnh Dương xúc động vô cùng, nhịn không được nói. Được rồi, không cần lo tới danh dự của lão sư. Sau này ngươi hãy ráng tu luyện thật tốt, lão sư đã rất vui rồi. Cầm lấy lệnh bài đại diện thân phận, đi nhận lấy đệm chăn đi. Ngày mai đúng giờ lên lớp, tuyệt đối đừng tới trễ. Sau khi Trương Huyền giả vờ hù dọa mấy câu, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ, tôn kính của các học phi, liền khẽ gật đầu. Dạ. Trịnh Dương kéo một tay Mạc Hiểu, hai người liền đi ra ngoài. Được bốn học sinh rồi. Thấy hai người rời đi, trong mắt Trương Huyền thoáng hiện lên một chút phấn khởi. Thiếu nữ ngốc nghếch Vương Dĩnh, học sinh thắng được nhờ cá cược Lưu Dương, đại tiểu thư ngông cuồng tự đại Triệu Nhã, còn một người nữa có tài năng thương pháp hiếm thấy Trịnh Dương. Vốn cho rằng hôm nay sẽ giống như trước đây, một học sinh cũng không nhận được, cuối cùng lại kết thúc bằng thất bại. Không ngờ tới phút cuối lại có thể thu được đến bốn học sinh. Không còn lệnh bài thân phận, cho dù lại có thêm học sinh tới, cũng không thể thu làm học viên. Sẵn bây giờ đang rảnh rỗi, mình đi lấy thêm mấy cái nữa. Sau khi vui vẻ vì đã thu được bốn học sinh, Trương Huyền lúc này mới nhận ra trên người đã không còn tấm lệnh bài thân phận nào. Thứ này là do học viện phát cho mỗi người, nhưng bởi vì danh tiếng hắn quá tệ, nên giáo viên quản lý lệnh bài chỉ đưa cho hắn bốn cái, lại còn cười nhạo hắn không thể sử dụng hết được. Nếu không đi lấy, cứ tiếp tục nhận thêm học sinh, e rằng có học sinh mới tới cũng không thể bái sư được. Cái lệnh bài này chứa thông tin của học sinh cho giáo viên. Một khi nhỏ máu nhận chủ, liền chứng tỏ đã nhận vị giáo viên đó làm lão sư. Nếu muốn rút khỏi lớp học, lão sư đó chỉ cần nhỏ máu ở phía trên thì thông tin học sinh đó sẽ bị xóa đi. Hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp học. Bên ngoài ánh nắng rạng rỡ, hơi nóng xuyên thấu qua bóng cây chiếu tới, khiến hắn cảm thấy trên đầu đổ chút mồ hôi. Trên con đường của học viện, học sinh mới, học sinh cũ đang đi lại trong đó. Trên mặt từng người đều mang theo vẻ hưng phấn. Học sinh mới nhập học, bước vào hoàn cảnh mới, cúi chào những giáo viên ngồi bên trên. Tất cả mọi người đều vui mừng. Về phần học sinh cũ, nghĩ đến việc lại có học sinh mới tới cùng bày trò chọc phá với bọn họ, tất cả đều cười rạng rỡ. Đi dạo dọc bên đường một hồi, một tòa nhà rộng lớn liền xuất hiện ở trước mặt. Ở chính giữa, bên trên bảng hiệu có ba chữ lớn, phòng hậu cần 1. Lệnh bài xác nhận thân phận giáo viên chính là nhận ở đây. Ôi, ta còn tưởng là ai? Đây không phải là, lão sư Minh Tinh, của chúng ta sao? Không ở trên lớp cố gắng thu nhận học sinh, lại chạy đến chỗ ta làm gì? À, để ta đoán một chút đã. Đừng nói là ngay cả một cái lệnh bài thân phận cũng chưa dùng, nên tới trả lại hết đấy. Hắn vừa đi vào, liền nghe được một giọng nói mỉa mai vang lên. Trương Huyền ngẩng đầu. Nhìn thấy một người có gương mặt mập mạp, đầy thịt. Người này ít nhất cũng nặng 300-400 cân. Từ phía xa nhìn chiều ngang và chiều rộng cũng không khác bao nhiêu, giống như một quả cầu thịt cực lớn. Tiền Bưu. Một cái tên hiện lên trong trí nhớ. Tiền Bưu này là lão sư quản lý việc hậu cần, đối xử với người khác luôn luôn cay nghiệt, luôn thích nhận tiền riêng. Thế nhưng bản thân hắn là giáo viên có cấp bậc thấp nhất, tiền lương luôn rất ít. Đồ vật được nhận cũng không được nhiều nên chưa từng biếu tặng gì cho người này.
chỉ bởi vì việc này hắn đã đắc tội người này, nên chỉ cần vừa thấy mặt hắn, người này sẽ dùng đủ lời châm chọc, nói móc để làm hắn mất mặt. Chỉ đưa 4 cái lệnh bài thân phận, lại còn nói hắn dùng không hết, cũng là lời nói của người này. Lệnh bài thân phận ta đã sử dụng hết rồi nên muốn tới lấy thêm mấy cái. Lười cãi nhau cùng hắn ta, Trương Huyền thản nhiên nói. Dùng hết rồi sao? Tiền Bưu bất ngờ, đột nhiên cười lớn nói. Ha ha, tất cả mọi người mau tới đây xem một chút. Lão sư đứng thứ nhất đếm ngược của chúng ta lại dám chạy tới đây nói láo rằng hắn đã sử dụng hết lệnh bài thân phận rồi. Ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất trên thế giới mà ta từng nghe qua đó. Ta nhớ lúc trước ngươi đưa cho hắn 4 cái lệnh bài thân phận lận mà. Xài hết rồi hả? Hắn ta ư, nói đùa kiểu gì vậy? Lão sư Tôn Nham người đứng thứ 2 từ dưới lên, nghe nói bây giờ cũng chỉ mới thu được một học sinh thôi. Một lão sư kiểm tra được không điểm xưa nay chưa từng có như hắn, lại có thể nhận được học sinh. Nói dối làm gì không biết. Đuổi ra ngoài đi, dù sao hết ngày hôm nay hắn cũng bị đuổi thôi. Những lão sư trong phòng hậu cần nghe được tiếng hô của Tiền Bưu, tất cả đều đi tới. Mỗi người nhìn về phía Trương Huyền, mặt mũi đầy khinh thường. Một lão sư xếp hạng nhất từ dưới lên, thì kiểm tra được không điểm lại còn bày đặt nói láo làm cái gì. Học sinh vừa nghe được tên của hắn đã trốn mất dạng chứ đừng nói gì đến việc nhận làm lão sư. Đúng là nói láo. Ồ, nói ta nói láo sao? Được thôi, mấy người có dám cá cược không? Trương Huyền cũng không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng. Cá cược, được, nếu ngươi muốn thua, ta sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Nhưng mà cái thứ nghèo kiết xác như ngươi, chắc chẳng có cái gì để cá đâu nhỉ. Tiền Bưu không thể ngờ cái người hắn luôn xem thường kia lại dám cá cược với hắn. Đúng là nực cười. Ta có nghèo kiết xác, cũng không cần ngươi lo. Đã muốn cá với ngươi, tất nhiên là ta phải có đồ để cá cược rồi. Trương Huyền nhướng cao mắt. Ồ, có đồ để cá cược sao? Chỉ với chút tài sản của ngươi, chắc thứ lấy ra toàn là đồ bỏ thôi. Ngươi nghĩ ta sẽ cá cược với ngươi sao? Ta còn chưa đến nỗi thấp hèn như vậy. Tiền Bưu tràn đầy khinh miệt nói. Trương Huyền là giáo viên có địa vị thấp nhất, lại luôn đứng thứ nhất đếm ngược. Không thu được học sinh không nói, ngay cả tiền thưởng cũng không có. Nhắc đến giáo viên nghèo nhất trường, ngoài hắn ra chắc không còn ai. Tiền sinh hoạt hàng ngày còn thiếu, nói gì đến tài nguyên tu luyện đây. Ha ha, nghe những lời sỉ nhục từ đối phương, Trương Huyền cũng không thèm để ý, chỉ cười một tiếng, tiếp tục nói. Thứ ta muốn đặt cược không phải là bảo bối, cũng không phải vật phẩm, mà là danh dự, nếu như ngươi thua, ta cho ngươi tát ta 3 cái. Nếu như ta thua, ngươi phải để ta tát 3 cái. Dám chơi không? Tát tai. Không nghĩ tới người này lại cá cược như vậy, Tiền Bưu bị bất ngờ, hơi do dự trong chốc lát. Bị tát vào mặt, lại còn bị giáo viên đứng thứ nhất đếm ngược trong trường tát, nếu thua thật, hắn cũng không muốn sống, chắc chết vì mất mặt thôi. Sao rồi, không dám cá cược hả? Trương Huyền cười nhìn qua. Tiền Bưu, ngươi sợ cái gì? Trình độ cái tên này thế nào ngươi còn không rõ sao? Một lão sư thi được không điểm, làm sao có thể nhận được học sinh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn chỉ đang dọa ngươi thôi. Nếu hắn có thể thu được, vậy ta chẳng phải đã thu được mấy trăm người rồi sao? Cho dù học sinh đó bị mù đi nữa cũng không thể mù đến mức này chứ. Mấy giáo viên còn lại trong phòng hậu cầu đều cười lạnh. Không một ai trong bọn họ tin tưởng Trương Huyền có thể nhận được học sinh. Cái này cũng giống như nói heo có thể trèo cây vậy. Được thôi, ta đồng ý. Nghe lời mọi người nói, Tiền Bưu cảm thấy rất có lý, khẽ gật đầu đồng ý. Các người cổ vũ nhiệt tình như vậy, có phải cũng muốn cá cược với ta hay không? Cá cược giống hắn. Thấy người kia đã đồng ý, Trương Huyền nhìn về 3 vị lão sư khác của phòng hậu cần nói. 3 người này khi nãy cười nhạo rất lớn. Hắn đã lỡ cá cược cùng một người, vậy cá cược thêm vài người nữa cũng chẳng sao. Thế nào, sợ mất mặt nên muốn cá cược thêm với vài người nữa sao? Được, vậy ta chơi với ngươi. Một lão sư khác hào phóng nói. Ta cũng cá nữa. Hứ, ai sợ ai? Hạng người đội sổ toàn điểm không mà còn bày đặt ra vẻ trước mặt chúng ta. Đúng là muốn tìm chết. 3 người đồng thời cười, gật đầu đáp ứng. Theo bọn họ nghĩ, ván cá cược này, Trương Huyền chắc chắn thua. Hôm nay hắn cứ đợi bị ăn tát đi. Một phòng hậu cần, nơi xử lý, đảm đương việc chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Chương 10, quyệt nợ. Được, ngươi nói ngươi nhận được 4 học sinh.
vậy bây giờ ngươi hãy gọi mấy học sinh đó tới đây để chúng ta xác nhận xem nào. Hay là đưa mặt sẵn để chúng ta tát hả? Nhìn cái tên luôn đứng thứ nhất đếm ngược còn bày đặt giả bộ phách lối, muốn cá cược với bốn người bọn họ, Tiền Bưu liền cười khẩy. Gọi các học sinh đến đây. Trương Huyền lắc đầu. Mấy người đều là giáo viên ở phòng hậu cần, không lẽ ngay cả cách đơn giản nhất để biết câu trả lời cũng không biết. Muốn xác nhận xem ta có thu được bốn học sinh hay không, rất đơn giản. Chỉ cần có học sinh nhỏ máu trên lệnh bài để nhận ta làm giáo viên, phòng giáo dục sẽ ngay lập tức tự động lưu trữ sơ yếu lý lịch của học sinh đó. Chỉ cần đến phòng giáo dục kiểm tra là có thể biết được đáp án rồi. Phòng giáo dục không bao giờ cấu kết với ta để lừa mấy người đâu. Đúng là chỉ cần xác nhận thân phận học sinh xong, tin tức sẽ tự động truyền đến phòng giáo dục. Ở đó sẽ có những ghi chép kỹ càng, cho dù có là ai đi nữa cũng không thể nào làm giả được. Lý Nguyên, người đi qua đó kiểm tra đi, ta cũng muốn xem thử một hồi nữa người này có thể giả vờ kiểu gì nữa đây. Nghe Trương Huyền nói, lại thấy vẻ mặt tự tin của hắn, Tiền Bưu ngây người trong chốc lát. Sau đó liền quay đầu nói với Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng là một trong số những lão sư lúc nãy cười nhạo Trương Huyền. Nghe vậy hắn liền quay người đi ra ngoài. Phòng giáo dục và phòng hậu cần đều thuộc bộ phận hành chính, khoảng cách cũng không xa lắm. Bởi vậy thời gian Lý Nguyên ra ngoài cũng không lâu. Sau khi kiểm tra xong hắn liền mang bộ mặt đưa đám đi về. Sao rồi? Thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng Tiền Bưu hồi hộp, dâng lên dự cảm chẳng lành. Đúng là có. Bốn học sinh nhận hắn ta làm lão sư, đây là danh sách và thông tin chi tiết của tụi nó. Mặt Lý Nguyên tái xanh. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được đây lại là sự thật. Chẳng lẽ bốn đứa học sinh này bị mù hết rồi sao? Hồng Thiên Học Viện có nhiều giáo viên như vậy không chọn, lại cố tình chọn ngay một lão sư kiểm tra được điểm không là sao? Cho dù là chọn đại đi nữa cũng sẽ không đến lượt người này. Để ta xem nào, coi chừng hắn lại tìm đại mấy đứa mắt mù. Chân què đã bị đuổi khỏi trường để làm học sinh đấy. Tiền Bưu giật lấy danh sách. Hai lão sư còn lại cũng vội vàng túm tụm lại xem. Có không ít lão sư vì muốn gia tăng số lượng học sinh của mình sẽ thu nhận thêm những học sinh yếu kém cho đủ số lượng. Những học sinh này có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Cho dù có được giữ lại, cũng không ở thêm được mấy tháng. Tiền Bưu cho rằng đối với cái loại người luôn đứng chót như Trương Huyền, cho dù có nhận được học sinh, chắc chắn cũng chỉ toàn là mấy đứa học sinh thuộc dạng kém cỏi nhất, vô dụng nhất, những đứa học sinh không ai cần. Nhận mấy người kiểu này chỉ vì muốn gom cho đủ số lượng, không những không có gì đáng tự hào, trái lại còn rất mất mặt. Vương Dĩnh, là học sinh nữ đúng không? Nghe cái tên là biết chẳng ra gì rồi. Chắc là một trong những học sinh nhập học có thành tích kiểm tra kém nhất đấy. Nhìn tên đầu tiên trên danh sách, Tiền Bưu lạnh lùng nói. Không phải ai cũng có thể vào được Hồng Thiên Học Viện. Muốn vào được đây, đầu tiên phải làm một bài kiểm tra nhập học. Học viện sẽ dựa vào thành tích của bọn họ thực hiện việc xếp hạng. Đủ điều kiện, mới có thể trúng tuyển. Những học sinh nào lúc nhập học kiểm tra được điểm cao, luôn là đối tượng tranh giành của các giáo viên giỏi. Trong danh sách học sinh giỏi, hình như không có ai tên là Vương Dĩnh cả. Tiền lão sư, ngươi xem tiếp ở dưới đây này. Tiền Bưu còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của lão sư đứng kế bên. Sao rồi, chẳng lẽ còn tệ hơn lời ta nói sao? Cười lạnh một tiếng, Tiền Bưu nhìn xuống dưới. Chỉ nhìn thoáng qua, con người chăm chú nhìn một nơi. Hắn nhìn thấy một dòng chữ được chú thích kỹ càng sau cái tên Vương Dĩnh. Học sinh mới nhập học, xếp hạng kiểm tra đứng thứ 67, là em gái của Vương Đào, học sinh của một trưởng lão một có tiếng trong trường, là con gái của Vương gia nằm trong danh sách bốn thế gia lớn hai ở thành Thiên Huyền. Con gái Vương gia, em gái Vương Đào. Tiền Bưu cảm thấy sợ hãi. Ở Thiên Huyền có bốn dòng họ lớn, đứng đầu chính là Vương gia. Một thiên kim tiểu thư của dòng họ nổi tiếng như vậy lại nhận một lão sư kiểm tra luôn đứng hạng chót làm lão sư. Đây là thật hay đùa đây? Những học sinh này không phải nên nhận đám người Lục Tầm, Vương Siêu làm lão sư sao? Nếu như nhắc đến dòng họ, chỉ mới làm hắn sợ hãi thôi. Điều khiến hắn suy sụp nhất chính là ca ca của Vương Dĩnh, Vương Đào. Hàng năm sau khi nhập học, các lớp đều sẽ tiến hành tổng kết đánh giá một lần. Trong số các học sinh mới năm trước, tên người này luôn nằm trong danh sách 10 thứ hạng cao nhất. Năm nay hắn lại được một vị trưởng lão ở trường đánh giá cao, nhận làm thân truyền. Có một người ca ca thiên tài như vậy, làm sao muội muội có thể kém cỏi được? Có địa vị, có tài năng, còn có một ca ca thiên tài,
vậy tại sao lại đi nhận người này làm lão sư chứ? Hay là mắt bị mù nên nhìn nhầm rồi? Tiền Bưu có cảm giác như bị thiên lôi đánh qua vài trận, cả người cũng muốn ngất xỉu cho xong. Các ngươi mau xem phía dưới này. Ngay lúc toàn thân hắn đang không ngừng run rẩy, không dám tin vào sự thật này, một lão sư khác lại run rẩy nói. Có thể nhận được một học sinh như Vương Dĩnh coi như hắn gặp may. Ta không tin hắn còn có thể nhận được thêm học sinh khác giỏi hơn nữa. Cắn răng một cái, Tiền Bưu liền xem cái tên tiếp theo trong danh sách. Khi nhìn thấy cái tên này, toàn thân hắn lại run lên lần nữa, mắt tối sầm lại. Triệu Nhã, người đứng hạng 7 trong kỳ thi kiểm tra Triệu Nhã, con gái thành chủ Bạch Ngọc Thành. Tiền Bưu khóc không ra nước mắt, vừa mới nói không tin người như hắn còn có thể nhận thêm học sinh giỏi hơn. Nhưng nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được, vậy mà lại có thật. Không chỉ nhận được học sinh giỏi, còn là học sinh xuất sắc được nhiều lão sư tranh giành. Khi Triệu Nhã này còn chưa tới đây, hắn đã được nghe nói qua. Đó là con gái thành chủ Bạch Ngọc Thành, dáng người xinh đẹp không nói, ngay cả thiên phú ba cũng rất cao. Học sinh loại này sẽ được rất nhiều lão sư xếp hạng tranh giành cao, sao có thể nhận cái tên vô dụng này làm lão sư chứ? Không thể, không thể nào. Hắn cố gắng nhẫn nại, nhìn xuống dưới danh sách lần nữa. Lưu Dương, Trịnh Dương, hai tên này mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng lúc kiểm tra sinh viên mới nhập học cũng có thứ hạng không thấp, còn nằm trong danh sách 100 người đứng đầu. Nhất là Trịnh Dương, nghe nói còn có sở trường dùng thương. Lúc kiểm tra, không có chỗ trống để hắn phát huy nên thứ hạng mới xếp sau. Nếu như để hắn dùng thương, nói không chừng đã giành vị trí 20 người đầu tiên trong danh sách rồi. Cầm danh sách 4 học sinh xem kỹ vài lần, Tiền Bưu cùng mấy lão sư khác đều cảm thấy sắp điên mất rồi. Việc này thật không hợp lý tí nào. Chắc chắn là ngươi đã dùng mánh khóe nào đó để qua mặt chúng ta. Mặc dù bọn họ nhận ngươi làm lão sư, nhưng chắc chắn là vì không biết ngươi là ai. Đến lúc biết được, không bao lâu sẽ hủy lớp thôi. Bỗng nhiên, mặt mũi Tiền Bưu đầy vẻ dữ tợn, lớn tiếng quát. Một lão sư kiểm tra được không điểm, có tư cách gì nhận được học sinh xuất sắc như thế? Chắc chắn là đã dùng đến trò lừa đảo hèn hạ vô sỉ nào đó không để người khác biết được. Trò lừa đảo đê hèn này một khi bị phơi bày, những học sinh đó chắc chắn sẽ giận dữ bỏ đi thôi. Nói cách khác, hắn có 4 học sinh là thật, nhưng mà, những học sinh này đều sẽ không ở lớp hắn được lâu, rồi cũng sẽ nhanh chóng hủy lớp cho xem. Có bỏ lớp hay không, cũng không phải chuyện của ngươi. Chúng ta đã đồng ý trong cá cược là bây giờ ta có học sinh hay không. Hiện tại mấy người cũng đã xác nhận được việc ta có 4 học sinh. Vậy có phải mấy người nên thực hiện lời cá cược rồi hay không? Không thèm để ý đến khuôn mặt dữ tợn và suy nghĩ lung tung của 4 người kia, Trương Huyền thản nhiên nói. Vẻ mặt 4 người Tiền Bưu, Lý Nguyên đều tối sầm như nhà có tang vậy. Nội dung bọn họ cá cược, đúng thật là cá cược bây giờ hắn có học sinh hay không, cũng không nói sau này thế nào. Nói như vậy, bọn họ coi như đã thua rồi. Nhưng mà, bảo bọn họ nhận thua, bị lão sư dở nhất trường tát tai là điều không thể chấp nhận được. Cá cược, nhóc con, nếu như chúng ta không làm theo thì sao? Do dự một chút, Tiền Bưu cười lạnh, gương mặt mập mạp tràn đầy vẻ dữ tợn. Đúng, cho dù chúng ta không tuân theo cá cược, người có thể làm gì bọn ta hả? Ha ha, muốn đánh chúng ta một trận sao? Quan trọng là người có đủ khả năng không đã. Lão sư dở nhất trường, tu vi cũng thấp nhất, còn bày đặt giả vờ trước mặt chúng ta. Người có tin hay không, bây giờ 4 người chúng ta lập tức đánh người thành đầu heo, cũng không ai dám đến bênh vực. Ít giả vờ một chút, có lẽ còn có thể ở lại trường lâu hơn. Nếu không, không bao lâu ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi trường, lại còn bị mất mặt, xấu hổ nữa đấy. Đám người Lý Nguyên lập tức hiểu ý của Tiền Bưu, cùng lúc cười khẩy. Trương Huyền là lão sư có điểm kiểm tra và tu vi kém nhất trong tất cả các giáo viên, cho nên không có gì đáng bận tâm. Dù cho hắn không xếp hạng chót đi nữa thì cũng không cao hơn hạn chót được bao nhiêu. Cho nên, khả năng quan sát của hắn không cao để có thể nhìn ra được những điểm yếu của học sinh trong quá trình chúng tu luyện. Bị tát tai, đám người Tiền Bưu tất nhiên là không muốn. Dù sao thực lực đối phương cũng thấp, bọn họ định sẽ trực tiếp giở trò vô lại để quỵt nợ. Ồ, nói như vậy. Mấy người định không thực hiện cá cược à? Trương Huyền cũng không tức giận, lại nhẹ nhàng cười nhìn qua. Đúng, tên nhóc, ngươi là cái thá gì? Muốn tát ta hả? Có tin bây giờ ta đánh chết ngươi hay không? Thấy tên nhóc kia đã không biết điều, lại còn mang bộ dáng chảnh chọe,
Lý Nguyên lập tức giận dữ, giơ tay tát hắn. Bàn tay còn chưa đánh tới trước mặt Trương Huyền, một cơn gió mạnh mẽ ùa tới, khiến cho người ta có cảm giác khó thở. Mặc dù Lý Nguyên này chỉ là lão sư ở phòng hậu cần nhưng tu vi lại không thấp chút nào, đã đạt tới cảnh giới võ giả tứ trọng hậu kỳ. Võ giả có 9 tầng, nhất trọng tụ tức, nhị trọng đan điền, tam trọng chân khí, tứ trọng bì cốt, ngũ trọng đỉnh lực, lục trọng ích huyệt, thất trọng thông huyền, bất trọng tông sư, cửu trọng chí tôn. Mỗi một tầng càng đi lên cao hơn tu luyện càng khó hơn. Mỗi một tầng lại chia thành 4 cấp bậc phân theo sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Trương Huyền là lão sư trẻ tuổi nhất trường, năm nay cũng chỉ mới có 19 tuổi, tu vi chỉ mới đạt đến võ giả tam trọng đỉnh phong chân khí cảnh. Lý Nguyên hoàn toàn cao hơn hắn một cấp bậc. Khi hai người có sự chênh lệch lớn về cấp bậc, người cấp bậc thấp hơn không thể nào đánh thắng được đối thủ kia. Bang! Khi tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Lý Nguyên chắc chắn sẽ tát vào mặt Trương Huyền một cái, đánh hắn đến nỗi đầu choáng mắt hoa, lại đột nhiên xuất hiện một tiếng động lớn. Ngay sau đó đám người bọn họ liền nhìn thấy mặt Lý Nguyên hơi đỏ, máu tươi phun ra, răng trong miệng rơi đầy trên đất. Gì đây? Sao hắn lại dám? Tất cả mọi người đứng ngây ra tại chỗ, cả đám người đều muốn phát điên lên. Một trưởng lão, người cao tuổi, có địa vị cao. Hai, bốn thế gia lớn, bốn gia đình làm quan lớn nhất, giàu có nhất. Ba thiên phú, tư chất vốn có ngay từ lúc sinh ra, như được trời phú cho. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 11, cầu xin tha thứ. Người luyện võ đến tứ trọng cốt bì cảnh, một cả cơ bắp, xương cốt và làn da đều là các bộ phận có thể tu luyện được, sức mạnh cũng tăng nhanh. So sánh với tầng chân khí cảnh, chênh lệch rất lớn. Hiện tại, tên nhóc này chỉ mới ở tầng chân khí cảnh vậy, một chiêu đã có thể đánh cường giả ở cốt bì cảnh đến nỗi miệng phun máu tươi, còn đứng không vững nữa. Việc này đúng là khó có thể tin được. Lúc trước khi người này thi kiểm tra giữa các giáo viên, kết quả không phải đứng hạn chót sao? Vậy mà, sao bây giờ lại mạnh như vậy? Chắc chắn là do may mắn thôi, không cần sợ hắn ta. Tiền Bưu thét to một tiếng. Một lão sư khác cũng nghĩ như vậy nên liền lao đến. Hắn cũng giống Lý Nguyên, cũng đạt tới cốt bì cảnh hậu kỳ. Thân thể chỉ hơi chuyển động, cơ bắp, làn da đều trở nên cứng như cốt thép, phòng ngự khiến cho người ta có cảm giác không có gì có thể phá bỏ được. Mau nằm xuống. Khi đã đến trước mặt, lão sư này liền nhướng mày đồng thời tung ra một chưởng thật mạnh. Bốp bốp. Không khí bị dồn nén, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Đối mặt với tuyệt chiêu tàn nhẫn của đối thủ, Trương Huyền mặt không đổi sắc, ngón trỏ cùng ngón giữa khép sát lại với nhau, nghiêng lên trên một chút. Lạch cạch. Lão sư có thân thể cứng như thép kia chỉ cảm thấy dưới nách đau nhói, hai mắt tối sầm lại té ngã trên mặt đất. Cái gì? Chỉ cần hai chiêu, hai lão sư cảnh giới võ giả tứ trọng đã bị đánh đến nỗi bị thương nặng, Tiền Bưu và lão sư còn lại dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra được người lão sư luôn bị bọn họ coi thường đó thật sự không đơn giản. Cùng nhau xông lên đi. Hét to một tiếng, Tiền Bưu vừa giơ nắm đấm lên liền xông đến. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ra tay, đã thấy Trương Huyền xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào hắn không hề hay biết. Tay trái đối phương cào lên mặt hắn, tay phải cũng nhẹ nhàng đâm hắn một phát. Phù phù. Dưới bụng đau nhói, Tiền Bưu liền té ngã xuống đất. Hắn mới vừa ngã xuống đất, vị lão sư cuối cùng, người cùng hắn đánh Trương Huyền ban nãy, cũng đang không ngừng co giật dữ dội trên mặt đất. Ngươi, sao ngươi có thể biết được huyệt mệnh môn của tất cả chúng ta? Phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt Tiền Bưu tràn đầy sợ hãi nhìn tiểu tử đứng trước mặt. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được vì sao thực lực đối phương kém xa 4 người bọn họ, kết quả ngược lại hoàn toàn. Đối phương vừa ra tay đã tìm ra được huyệt mệnh môn của bọn họ. Vì thế họ làm sao có thể chống đỡ được. Người tu luyện hầu như ai cũng đều có một điểm yếu. Một khi chạm đến điểm ấy, cho dù là đứa con nít đi nữa, cũng có thể giết chết được họ. Nhưng huyệt mệnh môn cũng là nơi quan trọng nhất của mỗi người. Người tu luyện phải luôn bảo vệ nó chặt chẽ. Cho dù là người rất thân đi nữa, cũng không được để lộ ra. Mặc dù thực lực Trương Huyền không mạnh, nhưng hình như hắn lại biết được huyệt mệnh môn của bọn họ nằm ở đâu. Nên vừa ra tay đã đánh vào điểm yếu của bọn họ. Làm thế nào hắn có thể biết được huyệt mệnh môn của bọn họ? Nghe thấy lời nói kinh ngạc từ đối phương, Trương Huyền nở nụ cười, không thèm giải thích. Đương nhiên là dựa vào thư viện rồi. Thiên đạo đồ thư quán không chỉ có thể nhìn ra được yếu điểm của phương pháp luyện công,
còn có thể nhìn ra được những vấn đề của chính người tu luyện đó. Huyệt mệnh môn, cái đó được ghi chép rất chi tiết ở phía trên. Biết được huyệt mệnh môn cùng với những chỗ sơ hở, thiếu sót trong các động tác của họ, cho dù Trương Huyền là người từ địa cầu xuyên qua, vẫn chưa quen thuộc được với các phương pháp luyện công ở dị giới, hay, đi nữa, cũng có thể dễ dàng đánh thắng được bốn người bọn họ. Nếu đã cá cược vậy cũng nên nghĩ đến việc thực hiện lời giao ước, nếu như các ông biết điều để tôi tát vài cái thì đã không xảy ra chuyện phiền phức như vậy. Trương Huyền cười khẽ. Trương Huyền, ngươi đừng nên quá đắc ý. Mặc dù không biết ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì để biết được huyệt mệnh môn của chúng ta, còn đánh chúng ta bị thương. Nhưng thân là lão sư kém nhất, lại dám công khai đánh các lão sư khác. Chỉ với điều này, chúng ta đã có thể tố cáo ngươi với học viện, hủy bỏ tư cách lão sư của ngươi. Tiền Bưu quát. Đẳng cấp của tất cả lão sư trong học viện đều khác nhau, nếu giáo viên ở đẳng cấp thấp hơn dám ra tay đánh giáo viên ở đẳng cấp cao hơn chính là đại nghịch bất đạo. Trương Huyền còn trẻ, lại là giáo viên có điểm thi kiểm tra bằng không, thuộc loại có đẳng cấp thấp nhất, lại dám đánh bốn người có đẳng cấp cao hơn là bọn họ. Một khi tin tức này truyền đến trường, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Hủy đi tư cách làm giáo viên là còn nhẹ, không cẩn thận còn có thể bị đuổi ra khỏi trường. Sao nào, dùng sức đánh không lại nên muốn dùng quy định tới nói chuyện sao? Đối mặt với uy hiếp của đối phương, Trương Huyền giống như không để ý chút nào. Đúng. Lý Nguyên cũng nghĩ đến điểm này, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng hưng phấn và tàn nhẫn. Lập tức ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt chúng ta, để chúng ta đánh một trận. Có thể lúc tâm trạng chúng ta tốt lên, sẽ không nói chuyện này với học viện. Nếu không, người hãy đợi bị đuổi khỏi đây đi. Bị đuổi khỏi nghề, không có thân phận giáo viên bảo vệ, cho dù giết người cũng không ai dám nói gì. Một lão sư khác hét lớn. Ở Thiên Huyền, giáo viên ở học viện có địa vị khá cao. Nhưng một khi mất đi địa vị này cũng giống như bị rơi xuống hố sâu ngàn trượng. Mấy người này rất có khả năng sẽ ra tay giết chết hắn. Nếu mấy người đã muốn dùng quy định để nói chuyện, đơn giản thôi. Ta cũng sẽ dùng quy định đến nói chuyện. Sắc mặt Trương Huyền lạnh nhạt, bước vài bước đến trước mặt Tiền Bưu nói. Lão sư Tiền Bưu à, nửa năm trước ngươi lén lút lấy bảo vật của Trần Minh trưởng lão để đi lấy lòng vợ bé. Ba tháng trước, tham ô công quỹ, làm người đứng sau thu mua nhà ở. Một tháng trước làm vỡ bình sứ mà Liễu Tuyền trưởng lão yêu mến nhất, lại vu oan cho một học sinh, thành ra hắn tự dưng không làm gì lại bị đuổi học oan. Những việc này, có cần ta nói ra trước mặt hiệu trưởng, lần lượt nói ra từng việc hay không? Ngươi, con ngươi co rụt lại, thân thể mập mạp của Tiền Bưu không ngừng run rẩy. Cảm giác sợ hãi dần lan truyền khắp toàn thân, cả người giống như nhìn thấy quỷ, sắp điên mất rồi. Những việc này hắn đều làm rất kín đáo, chắc chắn không ai có thể biết được. Ngay cả vị đồng nghiệp hay ở chung với hắn Lý Nguyên cũng không hề biết. Thằng cha này, sao lại biết được chứ? Mà lại còn có thể nói chi tiết như vậy. Lão sư Lý Nguyên, 3 năm trước đây ngươi vì lợi ích bản thân mà vu oan cho một học sinh nữ, khiến nữ tử đó phải tự sát, không biết oan hồn của nữ tử đó có đến tìm ngươi hay không. Cách đây ít lâu, sau lưng ngươi nổi lên cái mụn nhọt lớn. Chắc là do nữ tử đó tới tìm ngươi để trả thù nhỉ. Không để ý tới vẻ mặt hoảng sợ của Tiền Bưu, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên. Á! Nghe nói như thế, Lý Nguyên bị dọa sợ khiếp vía nên lùi dần người về phía sau, mặt cắt không còn chút máu. 3 năm trước đây, hắn bị vướng vào một việc rắc rối khiến hắn có thể sẽ bị đuổi khỏi ngành. Trong tình huống nguy hiểm đó, hắn đã vu oan cho một học sinh của mình. Nữ tử đó vì không chịu nổi oan ức nên cuối cùng đã tự sát vì xấu hổ, giận dữ. Hắn che giấu việc này rất kỹ. Ngoài hắn ra không có bất kỳ ai biết việc này. Vì áy náy lương tâm nên trong 3 năm qua, hắn thường xuyên mơ thấy oan hồn đối phương đến đòi mạng. Nửa tháng trước, phía sau lưng hắn mọc lên một cái mụn nhọt lớn, hình dạng như bàn tay người, làm hắn bị dọa thiếu chút nữa là không sống nổi rồi. Lúc này lại nghe thấy Trương Huyền kể rõ chi tiết sự tình như vậy. Càng dọa cho hắn sợ đến toàn thân run rẩy. Bịch, một tiếng. Đầu gối hắn mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Ngay sau đó đám người bọn họ ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra. Rõ ràng là một cường giả võ giả tứ trọng hậu kỳ, vậy mà lại bị dọa đến tè ra quần. Lão sư Đỗ Thuần, người cướp đoạt tài sản của huynh đệ, cũng dùng rượu độc chết hắn. Năm đó chuyện này đã bị ép xuống không thể làm được gì. Người cảm thấy nếu như bây giờ chuyện này bị lộ ra, cái chức giáo viên này của ngươi còn có thể giữ được nữa không? Lão sư Bạch Lâm, mặc dù hành vi của ngươi không phải là tội ác lớn lao gì,
nhưng vì yêu thích đồ cổ, bình thường chắc ngươi cũng đã thu không ít lễ vật từ học sinh rồi. Nếu ta không nhìn lầm, chiếc nhẫn cổ bằng ngọc ngươi đang đeo trên tay là của một học sinh có việc cần nhờ ngươi giúp đỡ đưa cho ngươi. Còn việc đó là việc gì, học sinh nào, có cần ta nói chi tiết ra đây không? Nhìn về phía hai lão sư còn lại, Trương Huyền nói. Ngươi, ngươi là ma quỷ. Ngươi không phải người. Hai lão sư còn lại cũng bị dọa sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhìn về phía đối phương lần nữa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Những việc bọn họ làm, cho dù không phải bí mật tuyệt đối, nhưng chắc chắn sẽ không có người ngoài nào biết được. Vậy mà thằng cha này sao có thể nắm mọi việc rõ ràng đến như vậy? Đáp án rất đơn giản, chắc chắn hắn là ma quỷ. Nếu việc hắn dùng tu vi thấp kém của mình đánh bại bọn họ bị truyền ra, nhiều nhất cũng chỉ làm bọn họ cảm thấy mất mặt xấu hổ, nhưng không sợ hãi. Tuy nhiên nếu như hắn thật sự nói ra mấy chuyện này, khiến bọn họ kinh hãi rồi. Giống như tất cả quần áo đang mặc trên người, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, trần trụi đứng trước mặt tất cả mọi người. Có thể đoán được, một khi những chuyện này bị truyền ra, bọn họ không được làm giáo viên là chuyện nhỏ, làm không khéo còn bị đưa đến tòa án giáo viên, xử chết tại chỗ. Chúng ta sai rồi. Lão sư Trương Huyền à, người đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho chúng ta đi. Cả người đều run rẩy, bọn họ không kìm lòng được lên tiếng van xin. Những việc trước kia mấy người làm, ta không rảnh quan tâm, cũng không muốn để ý tới, về sau ít kiếm chuyện với ta là được. Còn nữa, nếu như về sau mà để ta biết được mấy người đến chết vẫn không thay đổi, vẫn đi làm mấy chuyện nhẫn tâm, không có tính người này, ta sẽ khiến mấy người nhận trừng phạt thích đáng. Trương Huyền phất tay áo. Thật ra nếu những người này không kiếm chuyện với hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Thiên đạo đồ thư quán có thể tra ra được tất cả những khuyết điểm, tính cách, hành vi của mỗi người. Những việc này cũng chỉ là một phần nhỏ ở phía trên ghi chép mà thôi. Nhưng hắn cũng không phải chúa cứu thế nên trước kia bọn họ có làm việc gì, hay sau này làm việc gì đi nữa, chỉ cần không nhằm vào hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý làm gì. Những người này thật sự không nên đi tìm hắn kiếm chuyện, hơn nữa còn cố tình gây khó dễ. Nếu ngươi làm khó dễ ta thì ta sẽ giết chết ngươi. Để cả đời ngươi đều không dám nghĩ đến việc kiếm chuyện với ta lần hai. Không dám, chúng ta không dám nữa đâu. Lão sư Trương Huyền, đây là ngọc bài thân phận ngài muốn lấy. Ngài muốn lấy bao nhiêu, cứ lấy đi ạ. Nghe thấy Trương Huyền bảo không nói việc này ra ngoài, bọn người tiền bưu liền nhẹ nhàng thở ra, liên tục cầu xin tha thứ. Đánh thì đánh không lại, đối phương lại đang nắm giữ nhược điểm của bọn họ, không cầu xin tha thứ là điều không thể rồi. Một cốt bì cảnh, cảnh giới rèn luyện ra xương. Hai, dị giới, thế giới khác thế giới mình đang sống. Chương 12, huyết thống long tê. Một tiếng sau, Trương Huyền đi ra từ phòng hậu cần, trong mắt lóe lên ánh sáng đầy phấn khởi. Nếu đổi lại là chủ nhân trước đây của thân thể này, chắc chắn hôm nay sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi oan ức. Cũng may nhờ hắn có thiên đạo đồ thư quán, cuộc sống bây giờ đã khác hẳn ngày xưa, bước sang một hướng mới tốt đẹp hơn. Có lẽ xuyên qua cũng là một chuyện tốt, ta thích cuộc sống đầy màu sắc thế này. Nắm chặt tay, Trương Huyền thở dài. Kiếp trước, hắn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện quen, trải qua những ngày thật bình thường, giản dị và nhàm chán. Dù hắn có kiên trì làm công việc đó, cũng chỉ có thể nhận được một số tiền lương cố định, sống những ngày nhàm chán vô vị. Nhưng đến nơi này lại khác hẳn, có thiên đạo đồ thư quán món quà lớn dành cho người xuyên qua này, về sau hắn có thể phát triển xa hơn. Con đường thăng tiến rộng hơn, rẽ sang cuộc đời mới, cuộc sống cũng trở nên phong phú, sáng lạng hơn. Ngay lúc này, Trương Huyền đã thích nghi được với cuộc sống ở đây và hoàn toàn muốn sống trên thế giới này. Hắn không còn suy nghĩ lạc lõng, đau khổ khi ở một nơi xa lạ nữa. Đừng kéo ta, để ta chết đi, ta muốn chết mà. Ngay lúc hắn đang mừng thầm thì nghe được một tiếng khóc thảm thiết cách đó không xa. Tiếng khóc giống như trâu rừng đang nổi điên. Nghe thật thương tâm làm sao. Quay đầu lại nhìn thì thấy một tên nhóc mập đang la hét đòi nhảy xuống cái hồ nhân tạo trong trường tự tử. Sau lưng nhóc mập đó không có ai ngăn cản, hắn ta không tiến về phía trước, lại cứ đứng la hét mãi. Bỗng nhiên hắn ta bất ngờ xoay người qua, giữ chặt lấy tay của một học sinh đang đứng bên cạnh, kéo lên trên người mình, tạo ra động tác giả giống như học sinh kia đang lôi kéo hắn trở lại, sau đó lại tiếp tục la hét lớn lên. Đừng kéo ta, để ta chết đi, ta không muốn sống nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy đều bó tay với hắn ta. Đúng là không biết xấu hổ,
Trương Huyền lắc đầu. Nhóc mập này rõ ràng không muốn chết, còn bày đặt giả vờ làm ra cảnh người khác ngăn cản không muốn hắn chết. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà. Biết nhóc mập này không chết được, hắn cũng lười để ý đến hắn ta, tiếp tục đi về phía lớp học. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì nghe được tiếng la hét càng lúc càng gần. Mặt đất càng lúc càng rung động như có động đất, ngay sau đó liền xuất hiện hai cánh tay mập mạp ôm lấy bắp đùi hắn. Lão sư ơi, năn nỉ lão sư nhận ta làm học sinh nha. Mấy lão sư kia đều chê ta quá mập nên không chịu nhận ta. Nhóc mập lại, oa oa, khóc lớn. Người mau buông ta ra đã. Trương Huyền cũng bất lực với cậu nhóc. Tên nhóc mập này cũng thật kỳ lạ. Vừa thấy hắn liền xông tới, còn xin hắn nhận làm học viên. Kiểu người này, hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Khi nào lão sư đồng ý nhận ta làm học viên, ta mới bắn tay. Trên mặt nhóc mập vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nói đầy đáng thương, khiến người khác nghe xong cảm thấy đau lòng chết được. Hôm nay ta đã xin 10 vị lão sư nhận ta làm học viên nhưng không có ai cần ta hết. Lão sư ơi, ta thật đáng thương. Lão sư hãy thương tình mà nhận ta làm học viên đi. Trong kỳ thi kiểm tra giữa các học sinh, một trong những điều quan trọng nhất đó là quyết định của lão sư. Tiểu tử này mập như vậy, chắc chắn sức chiến đấu và độ nhanh nhạy sẽ gặp khó khăn lớn. Nên thông thường những lão sư nổi tiếng không ai muốn thu học sinh như hắn ta. Muốn lão sư nhận ngươi, ít nhất ngươi cũng phải để lão sư thấy hết khả năng của ngươi chứ. Ôm đùi lão sư thì có ích gì đâu hả? Trương Huyền khẽ nói. Bởi vì hắn có thiên đạo đồ thư quán nên việc tuyển nhận học sinh đã không còn là vấn đề gì quá khó khăn. Nhưng nếu như học sinh đó quá kém, hắn cũng không thể nhận làm học viên được. Lão sư ơi, lão sư nhất định phải nhận ta làm học viên. Ta cũng là người khá giỏi đó. Nhóc mập do dự một lúc liền ngẩng đầu lên, từ từ buông hai tay ra. Có giỏi hay không, phải nhìn thấy mới biết được. Nói nhiều như vậy cũng không có ích gì đâu. Thấy hắn ta còn có chút không nỡ bắn tay. Trương Huyền tức giận đá cho hắn một phát. Cái quái gì đây, nếu như ngược lại có một học sinh nữ chạy đến ôm chân hắn thì còn được đi. Một nam hài, còn là một tên nhóc mập, nghĩ lại cảm thấy thật kinh khủng. Được, xem ta này. Nhóc mập không hề cảm giác được việc bản thân mình vừa bị ghét bỏ. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, ôm vài viên gạch từ cách đó không xa đến rồi cầm một viên gạch lên đập vào đầu mình. Bốp! Viên gạch bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Ngay sau đó hắn lại cầm lấy mấy viên gạch còn lại, lần lượt đập mấy cái lên cánh tay và đùi. Tuy tên nhóc này rất mập, nhưng không ngờ lại có thể luyện được loại võ công khổ luyện hại này. Không nhìn hắn đánh võ nữa, Trương Huyền muốn xem cuốn sách ghi chép đang hiện lên trong đầu. Võ công khổ luyện cũng là một trong số các loại võ. Lúc tên nhóc kia vừa đánh ra động tác đầu tiên, thư viện đã lập tức tổng hợp ra những thông tin liên quan đến cậu. Viên đào, tán tu, ba ở thành địa hoàng. Võ giả vừa xông vào tụ tức cảnh sơ kỳ. Khuyết điểm, có 18 chỗ. Thứ nhất, trong cơ thể có huyết mạch long tê ở thời kỳ thượng cổ 4, nhưng chưa được kích hoạt. Thứ hai, nền tảng quá kém, cách tu luyện. Huyết mạch long tê, nhìn dòng chữ trên ghi chép, Trương Huyền ngạc nhiên. Kết hợp với ký ức của chủ nhân thân thể này lúc trước, hắn biết trong thế giới này, huyết mạch và thân thể tiên thiên 5 là thứ rất quan trọng. Chỉ cần có được một trong hai thứ này, áp dụng đúng cách. Chắc chắn tu luyện về sau sẽ tăng lên rất nhanh, càng ngày càng mạnh hơn. Thân thể tiên thiên được chia làm nhiều loại, cơ thể thuần âm, cơ thể thuần dương, cơ thể không bị vấy bẩn, cơ thể thân vàng. Huyết mạch cũng chia làm nhiều loại, mạch cổ, mạch mới, mạch truyền thừa, biến dị. Những người thuộc các loại này nếu được phát hiện, đều sẽ trở thành đối tượng giành giật của các giáo viên. Nhóc mập này có huyết mạch long tê, đây là một loại mạch cổ, cũng là huyết mạch mới của thượng cổ. Theo truyền thuyết ghi lại, nếu tu luyện thành công, sẽ đạt đến cảnh giới đao thương không thể gây thương tích, không gì có thể đánh bị thương, là một trong những huyết mạch đứng đầu trong việc phòng thủ. Cái nhóc mập tầm thường, vừa béo lại không biết xấu hổ này vậy, trong thân thể lại có mạch cổ. Mạch cổ vẫn còn chưa kích hoạt, xem ra ngay cả tên nhóc này cũng không hiểu rõ về bản thân mình rồi. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Trong các huyết mạch, mạch cổ được xem là mạch mạnh nhất. Nhóc mập này xin làm học viên của hơn 10 giáo viên, đều không có ai nhận, không phải là do họ không biết chuyện này, mà là do mạch máu trong người hắn ta vẫn chưa được kích hoạt, nên cơ thể hắn ta không khác gì người thường. Đừng trách những người khác tại sao nhìn không ra, ngay cả bản thân hắn chỉ sợ cũng không thể biết được. Nhưng mà,
coi như hắn ta không biết đi nữa thì cũng có một điểm tốt. Đó là lực phòng thủ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Như vậy mới có thể học được loại võ, chịu đòn, này. Nhất định phải thu tên nhóc này làm học viên mới được. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Học sinh có mạch cổ, ở học viện không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể tìm được. Nên có người kế thừa tốt như vậy ngay trước mặt, làm sao có thể thả hắn ta đi được. Được rồi, bây giờ lão sư sẽ nhận ngươi làm học sinh. Ngươi mau làm lễ nhận lão sư làm lão sư của ngươi đi. Nghĩ đến việc này, Trương Huyền liền giấu đi tâm trạng phấn khởi của mình, vẻ mặt lạnh nhạt ném ra miếng ngọc bài đại diện thân phận. Lão sư ơi, lão sư thật lòng muốn nhận ta làm học viên ạ. Tốt quá rồi. Chắc bởi vì nhóc mập kia bị cười chê nhiều quá, nên khi nghe có lão sư muốn nhận hắn làm học viên hắn đã rất vui mừng. Hắn không chút do dự rạch ngón tay, nhỏ máu tươi lên ngọc bài. Người ta nói lão sư loại nào thì sẽ thu học viên loại đó. Cái này thật chính xác nha. Lão sư là thứ rác rưởi, học viên cũng là thứ rác rưởi. Đang lúc nói chuyện, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên lạnh lùng đang đi tới. Bên cạnh người thanh niên là một nữ tử xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, làn da trắng nõn như mỡ đông, hai con ngươi đen nhánh đang nhìn qua, làm cho mọi người kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng. Thượng Bân, Thẩm Bích Như. Nhìn thấy hai người đang đi đến, trong đầu Trương Huyền lập tức hiện ra hai cái tên này. Nói đến Thẩm Bích Như, toàn bộ người trong học viện này, không ai mà không biết đến, cũng không có ai mà chưa từng nghe kể qua về nàng. Cũng không phải vì nàng có địa vị đặc biệt, mà là vì nàng được tất cả mọi người trong trường công nhận nàng là lão sư xinh đẹp nhất. Ngay cả Hoa Khôi trong trường còn phải chịu mờ nhạt khi đứng cùng nàng. Nhưng việc này cũng chưa có gì đáng nói. Điều quan trọng ở đây là nàng dạy học cũng rất tốt. Thời gian đến trường làm lão sư chưa đến một năm vậy, nàng đã trở thành một trong những lão sư nổi tiếng dạy giỏi nhất trường. Cao quý lại trang nhã, xinh đẹp lại có học vấn nên thu hút không ít lão sư theo đuổi. Chủ nhân thân thể này cũng chính là một trong số những người theo đuổi đó. Chỉ có điều Trương Huyền trước kia có quá nhiều khuyết điểm, tu vi thấp không nói, tất cả các môn kiểm tra đều luôn đứng chót. Vì tự ti nên mặc dù hắn cũng có ý với nàng nhưng lại chưa từng nói chuyện cùng nữ thần trong lòng mình, chứ đừng nói đến việc theo đuổi. Còn thanh niên này tên là Thượng Bân, là cháu trai của thần trưởng lão ở học viện, cũng là một trong số những người theo đuổi nàng, thường ỷ vào thân phận đi chèn ép những người theo đuổi khác. Không biết hắn nghe được từ đâu việc Trương Huyền cũng thích Thẩm Bích Như, nên mỗi lần gặp gỡ đều chế giễu khiêu khích, thậm chí còn từng ra tay đánh Trương Huyền. Nhưng Thẩm Bích Như hình như không hề để ý đến hắn. Lúc nào nàng cũng mang bộ dạng lạnh như băng, không để ý đến chuyện đời, khiến cho Thượng Bân vừa sốt ruột vừa bất lực. Ngươi nói ai là thứ rác rưởi? Nghe lời nói chế nhạo từ Thượng Bân, Trương Huyền cũng không tức giận mà quay đầu nhìn qua. Đang nói ngươi chứ ai? Thượng Bân cười lạnh. À, quả nhiên là, thứ rác rưởi, đang nói ta, thối quá đi. Trương Huyền vẫy tay áo, làm ra vẻ mặt muốn nôn. Ngươi! Thượng Bân lúc này mới hiểu được, bị thằng cha đứng chót trường đùa cợt, mặt đỏ hồng lên vì tức giận. Một long tê, rồng, tê giác. Hai khổ luyện, luyện tập vất vả, khổ cực. Ba tán tu, là người luyện võ theo một thể loại nào đó, nhưng không gia nhập môn phái khác để tu luyện tốt hơn mà tự mình tự do tu luyện một mình. Bốn thượng cổ, thời xa xưa nhất trong lịch sử. Năm tiên thiên, các loại khí có sẵn trong cơ thể. Chương 13, học viên không biết xấu hổ. Người luôn lạnh lùng như Thẩm Bích Như khi nghe được đoạn đối thoại trên cũng phải mỉm cười. Cách chửi xéo này ở trái đất là việc rất bình thường, nhưng đối với nơi đây lại vô cùng mới lạ. Nhìn thấy vẻ mặt nữ thần lúc này, Thượng Bân cảm thấy như bị cười nhạo. Sắc mặt hắn thay đổi lúc đỏ lúc trắng, nhưng bởi vì hắn đang đứng trước mặt nữ thần nên cố gắng kiềm chế cơn giận để giữ phong độ, không trực tiếp ra tay đánh Trương Huyền. Thế nào? Lời ta nói có gì sai sao? Cố nén tức giận, Thượng Bân cười lạnh. Trình độ ngươi thế nào, tất cả mọi người trong trường đều biết. Tiểu tử mập mạp này, vừa nãy mới vừa đến lớp học của ta, đã mập như heo lại còn vô dụng. Ngoài việc phòng thủ ra chẳng biết võ công nào khác, lực tay cũng chỉ đánh được 15 kg. Lúc kiểm tra học sinh mới, không phải hạng chót thì cũng nằm hạng sát chót mà thôi. Vậy nó không phải rác rưởi thì là cái gì hả? Cho dù hắn không thể ra tay đánh Trương Huyền một trận, nhưng ít nhất cũng phải chửi cho hắn ta mất mặt. Đứng chót trong danh sách xếp hạng kiểm tra học sinh.
Trương Huyền chỉ mới biết được việc nhóc mập này có huyết thống Long Tê. Còn việc này hắn vẫn chưa biết, thế nên hắn liền quay đầu nhìn về phía nhóc mập. Ai nói ta đứng chót? Nhóc mập thẳng thắn phản bác lại một câu, sau đó lại lúng túng gãi đầu. Ta chỉ đứng hạng 9997 mà thôi. Hạng 9997, mà thôi. Trương Huyền tức giận đến độ sắp mất hết bình tĩnh, lặp lại lời nhóc mập vừa nói. Mỗi năm Hồng Thiên Học Viện đều tuyển sinh với số lượng tối đa là 10.000 học sinh. Mặc dù số lượng tuyển sinh rất nhiều, nhưng mỗi năm đều sẽ có vài học sinh vì lý do nào đó mà bỏ quyền tham gia thi tuyển. Chờ dịp tuyển sinh trong những năm sau lại tiếp tục đi. Nên có thể nói hạng 9997 cũng chính là hạng chót rồi còn gì nữa. Thứ hạng đã thấp như vậy, hắn ta còn bày ra cái vẻ mặt, ta đây có lý chẳng sợ ai, để cãi lại. Trương Huyền cảm thấy hết nói nổi. Bởi vì ngươi vẫn chưa có học sinh nào, nên chỉ cần có học sinh đến đây nhận ngươi làm lão sư là ngươi đều thu nhận làm học viên của ngươi hết, có đúng hay không? Thượng Bân lại cười nhạo lần nữa, phất tay áo và kiêu ngạo nói. Ta luôn luôn có một yêu cầu khi thu nhận học sinh, đó là sẽ không thu nhận những ai kiểm tra đứng vị trí dưới hạng 500. Còn ngươi, giáo viên đứng chót thu nhận học viên cũng đứng chót. Đúng là xứng đôi mà. Ha ha. Nói xong rồi hả? Nghe lời cười nhạo của Thượng Bân, Trương Huyền chỉ nhẹ lắc đầu bảo. Nếu đã nói xong vậy ngươi đi được rồi đó. Ban nãy hắn vừa dùng thiên đạo đồ thư quán để kiểm tra thông tin, phát hiện ra một điều. Bởi vì nhóc mập này là tán tu, nên việc hắn ta không biết võ công, cũng không thể tu luyện các loại võ công là một điều rất bình thường. Chỉ cần nghĩ cách để khởi động được huyết mạch Long Tê trong người hắn ta, chắc chắn tu vi hắn ta sẽ tăng lên rất nhanh. Ngươi! Nếu đổi thành người khác bị chế nhạo như vậy từ nãy đến giờ, chắc chắn sẽ tức giận đến mức muốn điên lên rồi. Vậy mà cái tên trước mặt này lại không hề để ý chút nào, Thượng Bân cảm thấy hắn giống như đang đánh trên một đống bông, sắc mặt lại càng khó chịu hơn. Đúng là thứ gỗ mục không thể điêu khắc được. Lại, hừ, một tiếng, Thượng Bân quay sang Thẩm Bích Như nói. Bích Như, chúng ta đi thôi. Ở với cái tên, rác rưởi, này lâu coi chừng bị lây bệnh thì khổ. Nghe được câu nói mỉa mai của Thượng Bân, đôi mày thanh tú của Thẩm Bích Như cau lại một chút, không thèm đi với hắn mà nhìn qua bên này nói. Lão sư Trương Huyền. Giọng nói trong trẻo, thanh thúy như chim hoàng anh khiến cho người nghe có cảm giác thật dễ chịu. Hả? Trương Huyền hơi ngạc nhiên, hắn thật không ngờ nữ lão sư được mệnh danh là xinh đẹp nhất trường lại chủ động nói chuyện với hắn. Mặc dù lần trước thành tích kiểm tra của ngươi không được tốt nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ cuộc. Hãy cố gắng phấn đấu, chắc chắn sau này ngươi sẽ khá hơn. Thẩm Bích Như gật đầu. Theo nàng thấy, việc Trương Huyền thu nhận đứa học viên yếu kém nhất cũng nói lên rằng hắn ta đã mất hết hy vọng và muốn từ bỏ. Đối mặt với người đã từng theo đuổi mình, mặc dù nàng không có ý gì với hắn ta nhưng cũng không muốn hắn ta sẽ từ bỏ bản thân, sống cuộc đời chẳng ra gì như vậy. Cảm ơn nàng đã nhắc nhở. Biết đối phương thật lòng muốn tốt cho mình, Trương Huyền gật đầu giải thích. Mặc dù bây giờ tên nhóc này vẫn chưa biết cái gì cả, nhưng có thể hắn ta lại chính là một viên ngọc thô đang chờ được mài giũa. Chỉ cần cố gắng dạy dỗ thật tốt, nói không chừng sau này có thể trở thành người nổi tiếng. Ừ, Thẩm Bích Như không nói thêm gì nữa, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Theo nàng nghĩ Trương Huyền chỉ đang cố mượn cớ giải thích thôi. Học sinh vừa mập vừa lớn tuổi như vậy, lại còn chưa từng học qua kiến thức cơ bản, chắc chắn con đường thành công trong tương lai sẽ rất hạn hẹp. Đồ đáng ghét. Thấy nữ thần trong lòng mình nói chuyện cùng lão sư kém nhất trường, còn cổ vũ hắn hãy cố gắng phấn đấu, Thượng Bân giận dữ, vẻ mặt nhăn nhó, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn lạnh lùng liếc Trương Huyền một cái, sau đó theo chân Bích Như cùng rời đi. Bích Như, sau này nàng ít tiếp xúc với loại người này một chút, tránh làm hỏng hình tượng của bản thân. Lão sư Thượng Bân, hôm nay ta hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Mong rằng ngươi đừng đi theo ta nữa. Thượng Bân còn chưa nói xong, Thẩm Bích Như đã xoay người rời đi. Tên khó ưa, thật đáng ghét. Trương Huyền, ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Thấy nữ thần trong lòng mình đã đi xa, cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia nữa, Thượng Bân liền trút hết tức giận lên người Trương Huyền. Hắn cảm thấy, nếu không phải bởi vì gặp thằng cha xui xẻo kia thì chắc chắn nữ thần của hắn đã không xoay người bỏ đi mà đồng ý đi ăn tối với hắn rồi. Đã nhận ta làm lão sư, cũng nên biết lớp học của ta ở đâu chứ. Thấy hai người kia rời đi,
Trương Huyền cũng không quan tâm. Hắn nói một câu làm quen với nhóc mập. Dạ. Nhóc mập vội đứng lên cười tít mắt nhìn qua. Lão sư ơi, ta hiện tại đã là học sinh của lão sư rồi, vậy lão sư nói cho ta biết đi, lão sư là vị lão sư nào trong trường này ạ? Nghe được câu hỏi của hắn ta, Trương Huyền nhăn mặt xoa trán. Hắn đúng là bó tay với cái tên mập này. Nhìn thấy hắn liền vội vàng xin nhận làm lão sư, vậy mà đến tận bây giờ còn chưa biết được hắn là ai. Ta tên là Trương Huyền. Trương Huyền nói. Lão sư Trương Huyền, là, Trương lão sư người bị không điểm kiểm tra và xếp hạng chót trong số các giáo viên trong trường ạ. Nhóc mập giờ mới hiểu ra mình vừa mới nhận ai làm lão sư. Lớp thịt mỡ trên người không ngừng run rẩy, khóe miệng co giật, mém chút nữa là khóc thành tiếng rồi. Phải, chính là ta. Trương Huyền gật đầu. Ôi, Trương lão sư à. Nhóc mập gãi đầu. Lão sư nhìn ta này, thực lực kém, không thông minh, người lại béo. Hay là, lão sư hủy bỏ chương trình học của ta với lão sư đi. Trương Huyền. Lão sư à, ta nói thật đó. Hai lão sư hồi nãy cũng có nói đấy. Hay là lão sư bỏ tên ta khỏi lớp lão sư đi nha. Chứ nếu không ta sợ sẽ liên lụy đến thanh danh của lão sư mất. Nhóc mập cố gắng thuyết phục. Lão sư không sợ liên lụy. Còn nữa, ta nói cho người biết nhé, đã nhỏ máu trên ngọc bài của ta để xác nhận thân phận thì sống là học viên của ta, chết cũng là học viên của ta. Cho nên đừng ở đây nhiều lời nữa. Trương Huyền xua tay. Ta. Sắc mặt nhóc mập nhăn nhó như muốn khóc. Thực lực của hắn kém cỏi cho nên mới muốn nhận một giáo viên giỏi để dạy mình, để con đường tương lai thêm sáng lạng và rộng mở hơn. Ai dè đâu hắn nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, lão sư chót trường lại đi nhận học sinh chót trường làm học viên. Sao số mình lại xui xẻo vậy chứ? Được rồi, đây chính là lớp học của lão sư. Người đi lấy chăn đệm đi, nhớ ngày mai phải đến đúng giờ. Trương Huyền khẽ nói. Lớp học này. Nhìn thấy kích thước phòng học, nhóc mập lại muốn khóc lên. Trước kia khi hắn tham gia kiểm tra ở địa phương, phòng học so với nơi đây còn lớn hơn rất nhiều. Lớp học nhỏ như vậy, chắc cũng chỉ chứa được vài học sinh. Lão sư ơi, nếu như, ngày mai ta không đến lớp, lão sư có thể đuổi ta khỏi lớp này không ạ? Trong lòng nhóc mập thầm hy vọng. Đuổi học, ồ không đâu, lão sư sẽ ném ngươi vào trong cái hồ lúc nãy ngươi muốn tự sát để cho rùa ăn. Trương Huyền nghiêm túc gật đầu. Không phải lão sư đã nói rồi sao? Ngươi sống là học viên của lão sư, chết cũng là học viên của lão sư. Nên hãy yên tâm đi, lúc đó lão sư sẽ giúp ngươi chôn xác làm tròn bổn phận lão sư của mình. Lão sư ơi! Trương Huyền còn chưa nói xong đã bị nhóc mập ngắt lời. Chỉ thấy vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, ánh mắt kiên định hỏi. Ngày mai mấy giờ đến lớp ạ? Để ta tới sớm quét dọn phòng. Được gặp một lão sư tốt như lão sư chính là vinh hạnh của ta. Nên về sau cho dù có ai đến nhận ta làm học viên, ta cũng sẽ từ chối, sẽ thẳng thừng mắng bọn họ. Trương Huyền. Cứ tưởng bản thân hắn là người không biết xấu hổ thôi. Thật không ngờ học viên hắn thu nhận còn không biết xấu hổ hơn. Chương 14, sửa đổi cách tu luyện. Khó khăn lắm Trương Huyền mới tìm ra cách đuổi nhóc mập về. Sau khi sắp xếp xong xuôi hết mọi việc, Trương Huyền mới nhận ra mặt trời đã lặn và gần khuất dạng ở phía tây. Trời sắp tối rồi. Vậy là lớp của hắn chỉ có 5 học sinh mà thôi. Trương Huyền lắc đầu. Hôm nay là ngày cuối cùng để nhận học sinh. Đến giờ phút này, thời gian tuyển sinh đã chính thức kết thúc rồi. Thật ra hắn cứ tưởng hết ngày hôm nay cũng chẳng có ma nào đến học lớp của hắn. Vậy mà thật không ngờ hắn lại thu được đến tận 5 học sinh. Việc này đối với một lão sư luôn đứng chót như hắn mà nói, đây đã là một thành tích rất tốt. Đóng cửa lớp học lại, Trương Huyền dựa theo trí nhớ của chủ nhân thân thể này để xác định đường về. Vì là lão sư trong học viên nên hắn cũng có một nhà nghỉ riêng. Nhưng thật ra nó cũng chỉ là một cái phòng nhỏ, rộng cỡ mười mấy mét vuông. Không lâu sau Trương Huyền đã đi đến ký túc xá, đẩy cửa bước vào trong. Nhìn sơ qua cơ sở vật chất trong phòng, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Phải nói là chủ nhân trước đây của thân thể này thật sự sống rất thảm. Phòng nhỏ xíu không nói, đã vậy còn bốc mùi ẩm ướt. Đệm chăn thì đã mốc meo từ lâu. Hắn thật thắc mắc, trước đây tên kia làm sao mà ngủ được hay thật. Chuyện trước đây bỏ qua hết đi, ngày mai hắn phải đi dậy. Bây giờ hắn phải kiểm tra lại tu vi một chút, sau đó thử tu luyện nâng cao lên mới được. Dù sao bây giờ hắn cũng không thấy đói.
Trương Huyền cố nhớ lại phương pháp luyện tập trong trí nhớ. Sau đó hắn khoanh chân ngồi trên giường. Là một người xuyên không, mặc dù hắn có được trí nhớ lúc trước của chủ nhân thân thể này, đối với việc tu luyện cũng không cảm thấy xa lạ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc có thể càng ngày càng mạnh hơn, hắn lại cảm thấy rất phấn khởi. Bây giờ đã làm xong việc thu nhận học viên, nên việc hắn cần phải cố gắng tu luyện để nâng cao sức mạnh. Dù sao đi nữa ở thế giới này, sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất. Mặc dù thiên đạo đồ thư quán có thể cho hắn biết được huyệt mệnh môn và khuyết điểm của những người khác. Nhưng hắn chỉ có thể dùng nó để đánh với những người có thực lực ngang hắn hoặc cao hơn hắn một chút. Khi đó đánh thắng đối phương là việc rất đơn giản. Tuy nhiên đối với những đối thủ quá mạnh, cho dù hắn có nhìn ra khuyết điểm của người ta đi nữa cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Nếu không theo kịp tốc độ của đối thủ, đừng nói là đánh người ta bị thương, không may còn có thể bị họ xem như chuột bạch thí nghiệm, bị chém thành từng mảnh. Do đó, mặc dù thiên đạo đồ thư quán có lợi hại đi nữa, nhưng nó cũng không phải là bảo vật giúp người ta giành được chiến thắng tuyệt đối mãi mãi. Muốn mạnh hơn người khác, chăm chỉ tu luyện mới là cách nghĩ sáng suốt nhất. Chủ nhân thân thể này lúc trước đã từng luyện qua một loại võ công tên là Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết 1. Đây là võ công do người trong học viện Hồng Thiên sáng lập ra, có tất cả 9 tầng, trình độ mỗi tầng đều tương ứng với trình độ của từng võ giả. Phương pháp luyện công này vẫn còn được lưu giữ kỹ trong trí nhớ của hắn. Trong 9 tầng võ giả cần tu luyện, tầng thứ nhất là trọng thiên. Càng lên các tầng cao hơn, việc tu luyện lại càng khó hơn. Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết là một trong những phương pháp luyện công được sử dụng nhiều nhất trong Hồng Thiên Học Viện. Cũng có người đã luyện được đến tầng 9, trở thành võ giả cửu trọng. Hiện tại trong tất cả các giáo viên ở trường, thực lực của ta là thấp nhất. Đa số tất cả các giáo viên trong trường đều đã đạt tới võ giả tứ trọng, chỉ còn hắn là đang ở tam trọng thôi. Nên hắn nhất định phải cố gắng tu luyện thật nhanh. Dựa theo cách hít thở trong trí nhớ, Trương Huyền cố gắng tập trung tinh thần cao độ, bắt đầu luyện tập. Ngay lập tức, trước mắt hắn giống như xuất hiện rất nhiều hạt nhỏ sáng ngời. Khi hắn hô hấp, nó dần dần bị hít vào trong. Chân khí trong đan điền cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết đã tu luyện được bao lâu, Trương Huyền mở mắt nhìn xung quanh, nhịn không được khẽ lắc đầu. Tốc độ tu luyện kiểu này quá chậm rồi. Mặc dù hắn có được trí nhớ của chủ nhân thân thể này lúc trước, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn còn mang ký ức khi còn ở trái đất. Nên muốn hắn ngồi yên không động đậy để tu luyện, thật sự là có chút khó khăn. Đặc biệt là sau khi hắn nhìn thấy được quá trình chân khí được ngưng tụ lại, hắn lại càng chán nản. Ngưng tụ chân khí là quá trình tụ hợp lại những hạt khí trên không trung, sau đó nén chúng lại với nhau như kiểu xếp cây trồng lên nhau, để các hạt khí nhỏ đó hợp lại như một con sông lớn. Cách tu luyện này rất lâu, có người mỗi ngày đều kiên trì tập luyện, liên tục không ngừng nghỉ một ngày nào. Thế mà phải chờ đến 3 năm mới có thể tụ đầy chân khí ở đan điền, chuẩn bị tu luyện cảnh giới cao hơn. Đây đúng là phương pháp tu luyện theo kiểu, nước chảy đá mòn, hay mà. Nhiều năm như vậy mà chỉ luôn ngồi yên một chỗ để hít thở. Vậy thà giết chết hắn đi cho xong. Đúng rồi, mặc dù Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết là cách luyện công phổ biến nhất ở đây, nhưng nó cũng không phải là phương pháp tu luyện mạnh nhất. Cho nên hắn có thể dùng thiên đạo đồ thư quán để tìm ra khuyết điểm của loại công pháp này, sau đó nghĩ cách sửa đổi. Như vậy chẳng phải việc tu luyện sẽ nhanh hơn xưa rất nhiều sao? Bỗng nhiên hắn nghĩ ra một ý tưởng. Phương pháp luyện công cũng được phân ra thành nhiều loại mạnh yếu khác nhau. Phương pháp càng mạnh thì tu luyện càng nhanh, ngược lại phương pháp càng yếu thì việc tu luyện càng chậm. Vậy phương pháp mạnh sẽ có ít khuyết điểm hơn, đúng không nào? Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ không có cách nào để sửa đổi lại phương pháp luyện công, nhưng hắn lại khác. Hắn có thiên đạo đồ thư quán trong tay nên việc tìm kiếm khuyết điểm cứ để thiên đạo đồ thư quán giải quyết. Sau đó hắn sẽ nghĩ cách sửa đổi lại nó. Như vậy hắn có thể tạo ra được một bản công pháp 3, mà ngay cả thư viện cũng không tìm ra được khuyết điểm. Lúc đó tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, thành tựu đạt được cũng rất lớn. Nghĩ gì làm đó, Trương Huyền vội đứng dậy. Đọc ra cách luyện của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, ngưng tụ nó trong lòng bàn tay. Quả nhiên giống với những gì hắn nghĩ. Thư viện trong đầu hắn rung động, phát ra một tiếng, rồi lập tức xuất hiện một quyển sách có tên giống như vậy. Nhẹ nhàng mở ra, phía trên có ghi chép dày đặc những điểm yếu của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết. Thật không ngờ nó lại có tới hơn 1000 khuyết điểm. Phương pháp tu luyện này chính là thứ ta vừa mới tu luyện sao? Trương Huyền kinh ngạc. Chỉ riêng tầng thứ 3 đơn giản thôi đã có nhiều chỗ sơ hở như vậy.
đúng là không thể chấp nhận được. Cái này cũng giống với việc ăn nhầm rau quả có sâu, không bị thương vì tu luyện cái này đã là một điều rất may mắn rồi. Vậy còn những phương pháp khác thì sao? Bởi vì hắn là lão sư, nên trong phòng cũng có khá nhiều sách vở. Nào là Tứ Tôn Bảo Điển, Chư Thiên Kinh Mạch Công, Liên Hoa Trùng Huyệt Kinh. Thuận tay cầm lên một quyển lật xem, thư viện trong đầu liền hình thành một quyển sách có tên tương tự. Phía trên ghi chép đến hơn 3.000 khuyết điểm. Còn nhiều khuyết điểm hơn cả Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết nữa. Cái này, đợi tìm ra phương pháp chính xác chắc lúc đó chẳng phải đã mệt chết rồi sao? Nhìn một chút, Trương Huyền cảm thấy muốn nổi điên rồi. Bên trong một bí tịch lại có hơn 1.000 khuyết điểm. Hắn hoàn toàn không thể xác định được nên làm gì để tìm ra phương pháp chính xác nhất. Giống như đang lạc trong một nơi có hơn 1.000 ngõ nhỏ, mỗi cái ngõ đều có rất nhiều lối rẽ khác. Cho dù Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể xác định được phương pháp đó là đúng hay sai nhưng muốn tìm được phương pháp chính xác nhất, chỉ sợ hắn đã mệt chết rồi. Hiện tại tu vi của ta đang ở thời kỳ đỉnh cao của tầng thứ 3 chân khí cảnh. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá rồi. Nên bây giờ ta chỉ cần tìm ra điểm yếu của nó trong quyển bí tịch 4, sau đó nghĩ cách sửa lại là được rồi. Nhưng mà khuyết điểm ở tầng thứ 3 của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết có rất nhiều. Muốn tìm ra cách sửa chữa từng cái trong một thời gian ngắn là điều không thể làm được. Nên hắn đành phải lật đến trang cuối cùng của quyển bí tịch. Võ giả tu luyện ở tầng 3 rất khó khăn, nhưng khi đi đến giai đoạn đột phá, mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Đúng như hắn đoán, trang cuối chỉ ghi 10 khuyết điểm. Phương pháp hấp thu linh khí sai làm linh khí bị phân tán rời rạc, dẫn đến tu luyện sai lầm. Cách tập trung và phân tán linh khí ở mạch dương duy sai. 10 điểm yếu được ghi chép rất cẩn thận, rõ ràng. Tuy nhiên Thiên Đạo Đồ Thư Quán chỉ viết ra chỗ sai trong công pháp chứ không chỉ cách giải quyết nó. Nên muốn tìm được cách tu luyện chính xác nhất cũng không phải là điều dễ dàng. Đúng rồi, bên trong vài quyển sách lúc nãy cũng có phương pháp đột phá của võ giả tam trọng. Nhưng mà điểm yếu ở mấy quyển sách này lại hoàn toàn khác nhau. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra, nhớ tới mấy quyển bí tịch vừa xem ban nãy. Hắn liền vội vàng lật đến phương pháp đột phá tầng chân khí cảnh. Thật sự đúng như những gì hắn nghĩ, mặc dù tất cả các quyển sách này đều có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm ở mỗi quyển sách lại không giống nhau. Nếu cái nào không bị ghi chép lại là phương pháp sai thì chắc chắn nó chính là phương pháp đúng rồi. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, hắn vội vàng tìm giấy bút, sau đó mở hết tất cả các bí tịch ra, ghi chép lại hết tất cả những phương pháp tu luyện đúng. Chỉ trong chốc lát, một quyển sách về cách tu luyện mới được hình thành ngay trước mắt. Nhìn thử xem cái phương pháp này có chỗ sai nào hay không. Trương Huyền cười khẽ một tiếng. Hắn cầm lấy những gì vừa viết được, Thiên Đạo Đồ Thư Quán lại rung động lần nữa, sau đó cũng xuất hiện một quyển sách tương tự. Nhưng lần này bên trên chỉ còn có một khuyết điểm mà thôi. Cố gắng nghiên cứu thêm một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng tìm ra được cách sửa lại khuyết điểm đó. Hắn dùng Thiên Đạo Đồ Thư Quán để kiểm tra lần nữa. Quả nhiên sau khi sửa đổi khuyết điểm đã không còn, phương pháp tu luyện này đã trở thành bản hoàn mỹ nhất, không một điểm yếu. Đây chính là phương pháp chính xác nhất để đột phá tầng thứ 3. Cần phải thử một chút. Nhìn tờ giấy ghi chép trên tay, Trương Huyền vui mừng, gật đầu liên tục. Hắn vội vàng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thả lỏng toàn thân, lỗ chân lông hở ra để có thể hấp thụ được đầy đủ linh khí. Hắn có cảm giác như mình đang nằm trong bồn tắm. Mỗi lỗ chân lông như là một sinh vật sống có thể tự do hô hấp. Dựa theo phương pháp tu luyện này, khi vừa mới bắt đầu hắn vẫn chưa quen lắm. Nhưng không bao lâu sau hắn liền cảm thấy có rất nhiều linh khí từ mọi phía xung quanh đang rơi xuống đầu. Mỗi một lỗ chân lông cũng đều không ngừng hấp thụ linh khí. Mặc dù tốc độ không bằng lúc hắn hấp thụ từ đỉnh đầu, nhưng vì lỗ chân lông toàn thân đều cùng lúc tiến hành hấp thụ nên tốc độ cũng rất nhanh. Giống như hàng trăm dòng chảy hợp lại thành một con sông. Có rất nhiều linh khí trong cơ thể cùng nhau hợp lại như một con thác lớn tuôn chảy về phía đan điền. Một tiếng nổ vang lên, từ một người đang chờ đột phá sang tứ trọng, chỉ trong nháy mắt tiếng khí nổ vang. Chân khí từ trong đan điền tràn ra ngoài, chảy dọc khắp toàn bộ cơ thể, thấm vào xương cốt, cơ bắp, làm tinh thần hắn thật sảng khoái. Võ giả tứ trọng cốt bì cảnh. Cái này, thật sự quá nhanh rồi. Trương Huyền trợn tròn mắt. Nếu dựa theo ghi chép của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, đối với trình độ bây giờ của hắn, cho dù có tốn từ 3 đến 5 tháng, thậm chí gặp được dịp may đi nữa cũng chưa chắc có thể đột phá thành công được. Vậy mà sau khi sửa lại bản công pháp, khiến nó không còn điểm yếu nữa,
hắn chẳng cần mất bao nhiêu thời gian đã có thể đột phá sang tầng cao hơn rồi. 10 phút, hay 5 phút, chắc còn chưa tới 3 phút, hắn đã có thể đột phá thành công rồi. Cái này, mặc dù chỉ mới sửa lại phương pháp giúp đột phá dành cho võ giả tam trọng, nhưng chân khí hắn ngưng tụ được đã thuần khiết và mạnh hơn chân khí lúc trước hắn tự tu luyện ra rất nhiều. Nếu như nói chân khí trước đó chỉ là đống bùn nhão đục ngầu, vậy thì chân khí bây giờ chính là làn nước suối tinh khiết, trong lành, không lẫn chút tạp chất, khiến cho người ta có cảm giác nó trong sáng như một mặt gương. Chân khí thường được chia làm 3 mức độ khác nhau, cao, vừa và thấp. Chất lượng chân khí càng cao, màu sắc lại càng trong suốt và tinh khiết, tu luyện cũng tiến nhanh hơn. Chân khí lúc trước của hắn có màu đục, chắc chắn là nằm ở mức thấp nhất trong 3 mức độ của chân khí. Những khí đang được ngưng tụ, trong suốt đến nỗi có thể thấy rõ được đấy, như vậy những chân khí này ít nhất cũng nằm ở cấp bậc cao hơn 3 mức độ thường thấy của chân khí. Không phải nói là, muốn tu luyện được chân khí có cấp bậc cao hơn 3 mức độ thông thường của chân khí, cần phải tu luyện đến cấp bậc thần, thánh hay sao? Phương pháp tu luyện có thể chia thành 5 cấp bậc như thần, thánh, linh hồn, quỷ và người phàm. Bên trong mỗi cấp bậc lại chia làm 4 cấp bậc nhỏ hơn là hạ, trung, thượng và đỉnh phong. Theo lời giải thích của những người tu luyện cho biết, muốn tu luyện ra chân khí nằm ở cấp bậc trên 3 mức độ kia, ít nhất phải là người đang ở cấp bậc thánh mới làm được. Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết chỉ mới là cấp thấp nhất cấp người phàm trong tất cả cấp bậc. Nên làm sao có thể tu luyện ra chất lượng chân khí như vậy được? Đó là nhờ Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Trương Huyền nắm chặt tay. Mặc dù hắn tu luyện theo Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, nhưng trên thực tế hắn đã sửa lại hết tất cả những điểm yếu bên trong rồi. Cũng chính vì vậy mà hắn mới có thể ngưng tụ ra chân khí có cấp bậc cao như vậy. Nhìn những khuyết điểm trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán ghi lại, Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết thật sự cách xa hai chữ, hoàn hảo, rất nhiều. Có Thiên Đạo Đồ Thư Quán giúp đỡ, chẳng phải ta cũng có thể tự viết ra một bản công pháp tu luyện lên bậc thánh, bậc thần hay sao? Hai mắt Trương Huyền tỏa sáng. Một, Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, phương pháp luyện công gồm 9 tầng do Hồng Thiên Học Viện sáng lập. Hai, nước chảy đá mòn, siêng năng, chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn sẽ có ngày thành công. Ba, công pháp, phương pháp tu luyện. 4. Bí tịch, sách cổ ghi chép lại những võ công. Chương 15, Thiên Đạo Thần Công. Nhắc đến công pháp tu luyện ở cấp bậc thần, thánh, ngay cả những gia tộc lớn nhất cũng chưa chắc có được, chứ đừng nói đến Học viện Hồng Thiên. Cho dù các gia tộc lớn kia có bản công pháp này đi nữa thì chắc chắn họ cũng sẽ giấu kỹ. Người thường sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được. Vậy nếu hắn có thể tạo ra được một bản công pháp ở cấp bậc này, về sau cho dù có tu luyện trong thời gian ngắn đi nữa cũng sẽ đạt được thành tựu to lớn. Thực lực cũng tăng càng lúc càng nhanh rồi. Bây giờ có muốn luyện tiếp cũng không được, mình không có mấy quyển sách tu luyện ở tứ trọng, thôi để đi đến tàng thư các hai, một chuyến, mượn lão sư giữ thư viện mấy quyển sách tu luyện đem về. Đối với những ai đang luyện Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, học viện có một quy định. Võ giả tu luyện sau một thời gian phải thăng cấp, tiến lên một tầng mới thì mới có quyền lấy sách tu luyện ở tầng tiếp theo. Nên chỗ hắn chỉ có sách tu luyện ở tầng 3, còn sách tu luyện ở tầng 4. Hắn chưa được nhìn thấy bao giờ. Bước ra khỏi nhà, lúc này trời chỉ vừa mới tối. Trên đường vẫn còn khá nhiều người đang đi qua đi lại. Dưới ánh trăng sáng ngời, mặt đất trở nên mơ hồ như vừa được phủ thêm một lớp bạc trắng. Có không ít đôi tình nhân đang lén lút hẹn hò dưới tán cây, nói khe khẽ cho nhau nghe những lời tỏ tình, yêu thương. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh yên bình. Trương Huyền không có thời gian để ý mấy việc này. Hắn bước đi nhanh hơn. Không bao lâu sau đã thấy một tòa nhà cao tầng to lớn hiện ra trước mặt. Tàng thư các được chia thành hai khu vực lớn. Đó là khu vực dành cho lão sư và khu vực dành cho học sinh. Nơi đây cất giữ tất cả các loại phương pháp luyện võ, sách quý của trường, nên đây chính là một trong những nơi quan trọng nhất của Hồng Thiên Học Viện. Mặc lão. Vừa đi tới trước cửa, Trương Huyền đã thấy một ông lão đang khom người ngồi ở gần cửa lớn. Mặc lão là một trong những người bảo vệ tàng thư các. Không ai biết được thực lực của hắn cao đến đâu, chỉ nghe nói hắn là người rất nổi tiếng ở trường, nhưng vì đã lâu rồi hắn chưa đấu võ với ai, nên không có ai biết được thực lực hiện tại của hắn thế nào. Ồ, người đến rồi đấy à? Đã đột phá đến võ giả tứ trọng rồi hả? Mặc lão vừa nhìn Trương Huyền vừa đưa tay vuốt chòm râu thưa thớt của mình. Dạ, nhờ may mắn thôi ạ. Trương Huyền cũng không che giấu. Được rồi, cứ cố gắng tu luyện nhé. Học viện lúc nào cũng cần những thanh niên trẻ tài năng, nhiệt huyết như các ngươi.
Mạc lão hài lòng gật đầu. Sách luyện công tầng 4 nằm trong ngăn thứ tư của giá sách. Chỗ khu công pháp ấy, tự mình đi lấy đi. Dạ. Trương Huyền cũng không hỏi nhiều, nghe lời bước chân vào phòng. Hắn vừa đi, Mạc lão đã nhịn không được lắc đầu, thương hại nói. Là một đứa trẻ ngoan nhưng tư chất bẩm sinh hơi kém, nên thời gian tu luyện cũng chậm theo. Nếu đổi lại là một võ giả tam trọng khác, chỉ cần thời gian 2 năm là họ đã có thể đột phá được rồi. Vậy mà Trương Huyền phải mất đến 3 năm mới có thể đột phá thành công. Tư chất thật bình thường. Đạt đến võ giả tứ trọng rồi chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Như vậy vẫn có thể làm một giáo viên bình thường. Chỉ mong là trong lần kiểm tra giáo viên sắp tới, thành tích của hắn ta không quá kém. Mạc lão lẩm bẩm một câu, sau đó lại không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Trong số các giáo viên trẻ, Trương Huyền là một trong số những người thường hay lễ phép chào hỏi hắn. Nên thật ra đối với người này, hắn không thích cũng chẳng ghét. Chỉ là cảm thấy người này đáng thương, không được trời phú cho một tư chất tốt hơn để tu luyện. Trương Huyền không biết rằng Mạc lão đang lẩm bẩm nói về hắn. Hắn vẫn đi thẳng vào tàng thư các. Mặc dù tàng thư các trong Hồng Thiên Học Viện có kích thước khá lớn, so với chỗ làm việc lúc trước của hắn cũng không kém chút nào. Nhưng nếu so sánh với Thiên Đạo Đồ Thư Quán trong đầu thì nó quả thật kém rất xa. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bước nhanh đi đến khu công pháp, Trương Huyền nhanh chóng tìm thấy những quyển sách ở ngăn thứ tư. Ở đây thật sự có phương pháp tu luyện tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết. Hắn lấy cuốn sách ra, cầm đọc sơ qua. Ồ, trong đầu hắn bây giờ đang xuất hiện một quyển sách cùng tên với quyển sách tu luyện tầng thứ tư ban nãy. Hắn mở ra xem bên trong. Nhận ra nó cũng giống với quyển sách tu luyện ở tầng thứ ba, có đến hơn 1.000 khuyết điểm. Sẵn tiện ở đây có nhiều quyển sách khác nữa, mình nên xem sơ qua hết một lượt thì tốt hơn. Có kinh nghiệm đột phá trước đó, Trương Huyền cũng không vội nhìn xem khuyết điểm của nó là gì, lại nhìn giá sách trước mặt mình. Trong ngăn thứ tư của giá sách có rất nhiều loại sách công pháp, đều là phương pháp tu luyện ở tầng 4. Còn có khá nhiều sách ghi chép lời giải thích của những người đi trước. Tổng cộng lại hết tất cả trong ngăn này có đến hơn mấy nghìn quyển sách. Đổi lại là người khác, chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã thấy chóng mặt rồi. Có nhiều sách như vậy, lại còn thêm nhiều cuốn sách chú thích, tranh luận về cách tu luyện với những ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Đã không biết chính xác rồi, nếu lại tu luyện một cách tùy tiện không chừng còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Trương Huyền lại khác bọn họ, hắn có Thiên Đạo Đồ Thư Quán giúp xác định được cách nào đúng, cách nào sai. Cho nên hắn không hề do dự cầm lấy một quyển sách khác lên đọc. Tiếng động báo hiệu quyển sách tương tự đã xuất hiện. Trương Huyền không dừng lại mà tiếp tục cầm lấy quyển sách tiếp theo lên xem. Thật ra bây giờ không phải Trương Huyền đang xem sách, cũng không phải hắn đang cố gắng chọn sách, mà là để Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thêm nhiều sách hơn. Chỉ có như vậy mới có thể dễ dàng chọn ra được những phương pháp tu luyện chính xác. Dầm. Trong phòng liên tục vang lên tiếng đổi sách. Tính tình thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, bộp chộp. Nghe được tiếng đổi sách, Mạc lão hơi nhướng mày. Nếu như đã tu luyện Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, vậy không nên nghĩ đến những võ công khác. Nên cố gắng trân trọng thời gian, chép lại phương pháp tu luyện ở tầng thứ tư, sau đó trở về cố gắng tìm tòi nghiên cứu là được. Tuy người xưa có câu, lấy đá núi khác về mài dao ta, ba, nhưng nếu kiến thức tu luyện không đủ, nhìn càng nhiều sẽ càng rối thêm thôi, tính tình cũng dễ nóng nảy hơn. Sau cùng phí công vô ích là chuyện nhỏ, không cẩn thận còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma, từ nay về sau không thể tu luyện được nữa, 30 năm trước cũng từng có một ví dụ tương tự. Có một lão sư thiên tài tự cho mình là người thông minh hơn người, nên cố đọc nhiều sách hơn mọi người, để sáng chế ra tuyệt chiêu phù hợp với bản thân. Kết quả bởi vì xem quá nhiều sách tu luyện, không biết lựa chọn cái nào mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma rồi trở nên điên dại luôn. Tham thì thâm. Đây là một đạo lý sống. Cũng là một chuyện có thật. Tu luyện hơn 3 năm mới đột phá được tầng chân khí cảnh, tư chất tầm thường như vậy thì hãy an phận cố gắng tu luyện tầng thứ tư của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, là được rồi, bày đặt đọc thêm nhiều sách chi không biết, còn không phải vì muốn chơi nổi sao. Thì ra cũng chỉ là một tên nông nổi, bộp chộp. Lúc đầu Mạc lão còn có chút ấn tượng tốt với Trương Huyền nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn mất sạch. Cái thứ chuyên giả vờ để lấy lòng người khác. Sau khi hừ lạnh, Mạc lão phát hiện Trương Huyền chỉ xem sơ rồi lật qua trang chứ không đọc kỹ. Lúc này chân mày ông lại nhíu chặt hơn, cảm thấy chán ghét Trương Huyền vô cùng. Mặc dù có chút nông nổi nhưng nếu như hắn ta chịu khó tìm tòi,
xem kỹ từng trang thì vẫn còn thể hiện được đức tính siêng năng, chịu khó học tập. Đằng này ngược lại hắn ta cứ liên tục, tùy ý lật sách nhanh như vậy thì làm sao có thể tiếp thu được cái gì cơ chứ? Ngay cả mình còn chưa tiếp thu được chứ đừng nói đến tiểu tử mới đạt đến võ giả tứ trọng như hắn ta. Cho nên chỉ có một lý do chính là hắn ta đang giả vờ để lấy lòng mọi người thôi. Thật là, học viện này ngày càng kém cỏi, không còn như xưa nữa rồi. Sau khi hừ lạnh một câu, Mạc lão nhắm mắt lại, không để ý đến Trương Huyền nữa. Được rồi. Tốc độ đọc của hắn rất nhanh, bình thường cứ một quyển sách, chỉ cần hít thở một hai lần là hắn đã có thể lật hết rồi. Hơn một canh giờ trôi qua, hắn đã lật qua hết tất cả quyển sách công pháp ở ngăn thứ tư rồi. Trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán cũng nhiều hơn mấy nghìn quyển sách có tên tương tự. Đợi về lại tiếp tục nghiên cứu, đưa ra bản hoàn chỉnh nhất. Đã đạt được mục đích, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng rồi quay đầu đi ra ngoài. Ngươi không cần ghi chép lại sao? Thấy Trương Huyền đi ra tay không, Mạc lão cũng không nhịn được nữa. Cho dù tính tình có nông nổi đến cỡ nào đi nữa, cũng nên sao chép một phần quyển sách đem về nghiên cứu lại. Hắn ta nghĩ sao mà đến tay không rồi đi cũng mang tay không về là sao? Bộ tính đến đây giỡn chơi à? Không cần đâu ạ, ta chỉ tùy tiện xem. Bởi vì không biết suy nghĩ trong lòng đối phương nên Trương Huyền chỉ nhẹ nhàng cười đáp rồi xoay người tạm biệt. Tùy tiện xem, đúng là thứ người cầu thả, sống không có nguyên tắc gì hết. Coi bộ học viện này nên sửa đổi nội dung kỷ luật rồi. Thứ người tùy tiện như vậy sao có thể làm giáo viên được đây? Mạc lão phất tay. Sách luyện võ là món bảo vật mà bất kỳ người tu luyện nào cũng phải biết quý trọng. Vậy mà cái tên này lại chỉ tùy tiện lật vài trang, xem qua loa vài cái liền trở về. Đúng là cái thứ không ra gì. Hừ, chuyện này mình sẽ tìm hiệu trưởng nói chuyện, đề nghị hắn đưa ra một vài biện pháp để sửa đổi cái nếp sống tùy tiện trong học viện này. Về lại chỗ ở của mình, Trương Huyền lấy giấy bút ra, ghi lại những cách tu luyện đúng ở tầng thứ tư của cuốn Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết. Sau đó lại lật ra những quyển sách tiếp theo, tiếp tục ghi lại những công pháp chính xác ra. Liên tục lật ra mấy quyển, Trương Huyền xoa chân mày. Thật ra đọc mấy ngàn quyển sách theo kiểu này cũng rất rắc rối, chứ không dễ như trong tưởng tượng đâu. Đang suy nghĩ làm thế nào để tăng nhanh tốc độ đọc lên, thư viện trong đầu hắn đột nhiên lại chấn động. Mấy ngàn quyển sách vừa mới hình thành ban nãy trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán giống như được ai ghép lại, đã chậm chậm hợp lại thành một. Rầm. Một tiếng thật lớn. Mấy ngàn quyển sách đã hoàn toàn hợp lại với nhau, tạo thành một quyển sách duy nhất. Trên bìa sách này không có tên. Trương Huyền lật đại một trang. Đây, chính là bản tổng hợp của tất cả các quyển sách kia sao? Vừa nhìn sơ qua thôi, Trương Huyền đã hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng. Mới nãy hắn còn đang phiền não về việc làm sao tìm ra được hết những cách luyện võ đúng của hơn mấy ngàn quyển sách trong một thời gian ngắn. Bởi vì đây là một việc làm rất khó khăn, tốn công sức và mệt mỏi rất nhiều. Nhưng thực không ngờ thư viện đã tự động ghép lại với nhau thành một cuốn rồi. Quyển sách này, vậy mà không hề có một khuyết điểm nào. Tự động ghép lại các phương pháp tu luyện đúng để tạo thành một cuốn sách không tên, nhưng cũng không có một khuyết điểm nào. Nội dung trong quyển sách này không còn là nội dung trong Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, cũng không phải là nội dung trong bất kỳ một quyển sách nào khác. Phương pháp tu luyện mà trong đó ghi lại, có thể nói là chưa có ai từng thấy qua. Nếu đây là cuốn sách do Thiên Đạo Đồ Thư Quán tự động chọn lọc rồi tổng hợp lại, vậy thì gọi nó là Thiên Đạo Thần Công 3 đi. Hắn vô tình nghĩ đến cái tên này, liền đặt nó làm tên cho quyển sách không tên kia vậy. Rầm. Giống như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, sau một tiếng chấn động nhẹ, bìa sách trống không kia giờ đã hiện lên bốn chữ to, Thiên Đạo Thần Công. Một tàng thư các, giống thư viện, là nơi lưu trữ sách. Hai, lấy đá núi khác về mài dao ta, ý chỉ việc tiếp thu những ý kiến từ những người khác nhau là cách giúp bản thân sửa đổi khuyết điểm. Ba, Thiên Đạo Thần Công, là một loại phương pháp luyện công cao cấp do Thiên Đạo Đồ Thư Quán sáng chế ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 16, thay da đổi thịt. Luyện thử trước đã. Mặc dù chưa biết được công pháp này có còn khuyết điểm nào nữa không nhưng Trương Huyền vẫn không hề do dự, bắt đầu tu luyện theo phương pháp được ghi lại bên trong Thiên Đạo Thần Công. Lỗ chân lông toàn thân được mở rộng để hấp thụ linh khí vào trong cơ thể. Sau đây là tên 4 tầng đầu tiên, võ giả cần vượt qua. Tầng 1, tụ tức, tầng 2, đan điền, tầng 3, chân khí, tầng 4, cốt bì. Ở tầng đầu tiên tụ tức, võ giả cần học được cách cảm thụ được linh khí xung quanh,
sau đó tập hợp nó vào trong cơ thể, học cách có thể nhìn thấu được linh khí, đồng thời dùng suy nghĩ để kiểm soát đúng hướng đi và sự chuyển động của linh khí bên trong. Ở tầng 2 đan điền, đầu tiên, võ giả phải khai thông đan điền, vì đan điền là nơi chứa đựng linh khí. Sau khi tập luyện tầng này, thân thể người bình thường được thay đổi trở nên khỏe mạnh hơn, đồng thời trở thành một võ giả chân chính. Đến tầng 3 chân khí cảnh, võ giả phải biết cách tập trung linh khí vào trong đan điền để tạo nó thành chân khí của riêng mình. Khi đã chuyển sang tầng 4 cốt bì cảnh, chân khí được chứa đầy trong đan điền trước đó sẽ tự động di chuyển đến các bộ phận khác trong cơ thể, hòa tan vào từng cơ quan khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng của tim và phổi cũng nhiều hơn. Lúc này, võ giả đó đã thật sự trở thành một cường giả. 1. 3 tầng đầu tiên chỉ là nền tảng cơ bản để võ giả luyện tập. Kể từ tầng thứ tư trở đi họ mới chính thức trở thành một cường giả, cơ thể sẽ không còn bị bệnh tật và sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Phương pháp tu luyện trong Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, chủ yếu dựa trên việc chân khí tràn ra khỏi đan điền. Bởi vì nhờ có việc này mà thân thể của võ giả mới được cải thiện trở nên tốt hơn. Bên cạnh đó, các bộ phận khác như xương cốt, cơ bắp, da thịt cũng có một sự thay đổi lớn, nhờ đó mà da xương trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, cách luyện công trong Thiên Đạo Thần Công hoàn toàn khác biệt. Không chỉ nhờ chân khí trong cơ thể, Thiên Đạo Thần Công còn nhờ vào linh khí hấp thu được từ trời đất để thay đổi cơ thể. Chân khí và linh khí cùng lúc di chuyển và thấm sâu vào các cơ quan trong cơ thể, làm tăng tốc độ hấp thụ trong cơ thể. Rào, rào, rào. Tất cả linh khí tập trung lại với nhau tạo thành một luồng khí cực lớn, như dòng nước chảy vào trong mỗi kinh mạch, thấm sâu vào từng cơ quan trong cơ thể. Còn chân khí thì giống như một người thợ sửa cầu đường, di chuyển đến đâu sẽ bổ sung đến đấy những chỗ mà linh khí đi qua nhưng chưa sửa lại. Không bao lâu sau, khi cơ thể đã hấp thụ đầy đủ cả hai tầng chân khí và linh khí, cơ bắp và xương cốt của Trương Huyền trở nên rắn chắc hơn, giống như vừa được lửa tinh khiết đốt qua, tỏa ra ánh sáng ôn hòa, trong suốt, long lanh. Ầm, ầm. Không biết chân khí đã di chuyển được bao nhiêu vòng trong thân thể, sau khi nghe một tiếng ầm chấn động, Trương Huyền cảm thấy cơ thể mình như vừa phá vỡ một cảnh giới nào đó, trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều. Thân thể trước đó vẫn còn nặng nề như bị trói lại bằng dây xích sắt thì bây giờ lại khác hẳn, nhẹ nhàng linh hoạt, mọi cử động đều có thể tự do thực hiện dễ dàng tùy theo suy nghĩ, hắn bây giờ giống như một con sâu nhỏ vừa phá kén thành bướm. Vậy là đã tu luyện xong, ta đã đột phá xong tầng 4 cốt bì cảnh rồi sao? Trương Huyền mở to mắt nhìn xung quanh, đến bây giờ hắn vẫn chưa dám tin tưởng vào sự thật trước mắt. Võ giả tứ trọng cốt bì cảnh, mục tiêu đột phá chính là thoát khỏi xiềng xích của thân thể, tiến vào một cảnh giới mới, nhưng mà hắn chỉ mới tu luyện được bao lâu đâu. Một canh giờ, hay hai canh giờ? Thối quá! Nghe mùi hôi từ cơ thể bốc ra, Trương Huyền cảm thấy khó hiểu. Nhìn trên người mình, lúc này hắn mới phát hiện ra trên người hắn bây giờ có vô số đất bẩn. Tầng cốt bì cảnh thông qua việc hấp thụ chân khí vào cơ thể để bài tiết những chất bẩn từ bên trong cơ thể ra bên ngoài, giúp thay đổi gân cốt và da thịt, để chúng mạnh mẽ hơn. Con người từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, vì để sinh tồn sẽ ăn đủ loại đồ ăn, do vậy chất bẩn tích tụ trong cơ thể sẽ càng lúc càng nhiều. Ở tầng cốt bì cảnh, nhờ việc hấp thụ chân khí để loại bỏ đi những chất bẩn đó, giúp võ giả vượt qua được cảnh giới hiện tại, thoát ly thân thể nặng nề mà tiến tới cảnh giới mới, thân thể trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. Đã sớm nghe kể nhiều về việc tập luyện ở tầng cốt bì cảnh nhưng lại chưa từng thấy ai có thể bài tiết ra nhiều chất bẩn như ta. Nhìn cơ thể bẩn thỉu của mình, Trương Huyền cũng không nhịn được nữa, hắn vội vàng lấy thùng gỗ ra vừa tắm vừa lẩm bẩm nói một mình. Võ giả ở tầng 4 cốt bì cảnh có thể thay da đổi thịt, khiến cho cơ thể mạnh mẽ hơn. Đây là một việc rất tốt, thế nhưng từ trước đến nay hắn lại chưa từng nghe nói qua, cốt bì cảnh còn giúp người ta bài tiết ra nhiều chất bẩn như vậy, khiến cho khắp người hắn đều bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ một lát, Trương Huyền đã tắm xong xuôi. Hắn chợt nhận ra cơ bắp toàn thân lúc này có sự thay đổi rất lớn, trắng trẻo như ngọc, sáng bóng như gương. Ngay cả những vết sẹo trước đó đều đã biến mất hết rồi. Thân thể hắn bây giờ giống như một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả làn da còn mịn màng hơn trẻ mới sinh nữa. Chân khí của ta đang bất ngờ vì những biến đổi của cơ thể, trong lúc vô ý nhìn về phía đan điền, hắn lại càng khiếp sợ hơn. Chân khí đục ngầu trong đan điền lúc trước giờ tất cả đều đã biến thành những luồng khí trong suốt như nước, tỏa ra một hơi thở thật thuần khiết. Không cần nhìn cũng biết được khí này chắc chắn có cấp bậc cao hơn cả 3 mức độ chân khí cơ bản rồi.
không những tái tạo lại cơ thể mà ngay cả chất lượng của chân khí cũng tăng cao. Thiên đạo thần công thật sự quá lợi hại rồi. Trương Huyền vô cùng kinh hãi. Người khác muốn đột phá cốt bì cảnh thì cần phải bồi bổ liên tục, nếu không tốn mấy năm tu luyện thì chắc chắn không thể nào thành công được. Vậy mà hắn thì ngược lại, chỉ cần dùng 2 canh giờ là có thể đột phá được rồi. Hơn nữa chất lượng chân khí cũng trở nên tốt hơn. Rốt cuộc Thiên đạo đồ thư quán đã tạo ra cuốn sách gì thế này? Cái này đúng là quá biến thái rồi, còn mạnh hơn lẽ thường nữa. Thử dùng lực một chút đã. Sau khi đột phá cốt bì cảnh sẽ tiến lên võ giả ngũ trọng tầng đỉnh lực. Một khi bước vào cảnh giới này, người tu luyện sẽ có được sức mạnh cực lớn. Cách ký túc xá tầm mấy chục mét có một cột đá dùng để đo lực được đặt ở đó. Loại đá này được đặt khắp nơi trong trường, giúp học sinh có thể kiểm tra tu vi của mình mọi lúc mọi nơi. Khi võ giả tiến lên đến tầng 5 đỉnh lực cảnh, ngay lập tức cơ thể sẽ sở hữu một nguồn lực cực kỳ mạnh mẽ, 2 cánh tay trái phải có thể đánh ra được những quyền sức mạnh nặng đến 1000 kg. Sức lực cỡ này đã không còn là sức lực của người bình thường nữa, mà nó ngang bằng với sức mạnh của trâu và ngựa luôn rồi. Sau khi tu luyện theo nội dung ghi trong Thiên đạo thần công, cơ thể Trương Huyền đã thay đổi, gân cốt trở nên mạnh mẽ hơn, lại còn đột phá thành công tầng cốt bì cảnh. Vì thế hắn cũng muốn thử một chút, xem rốt cuộc sức lực của hắn đã đến mức nào rồi, có phải là có một sức mạnh to lớn như người ta thường nói hay không. Tập trung suy nghĩ, cố gắng tĩnh tâm, lòng bàn chân chạm đất, đầu gối đột nhiên co lên, lưng và thân thể co lại như một cây cung lớn, cánh tay như mũi tên lao mạnh về hướng tảng đá, lóe ra những luồng tia sáng chói mắt. Bùm! Sau khi Trương Huyền đánh một đấm trên cột đá, có một luồng ánh sáng xuất hiện và chuyển động xung quanh. Năm đỉnh! Phía trên cột đá hiện lên một con số, cái này. Cái này, làm sao có thể như vậy được? Con người Trương Huyền co rút lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cột đá. Đây là thật hay giả? Bình thường ở đỉnh lực cảnh, sức lực ở giai đoạn đầu sẽ tương đương với đỉnh 1, giai đoạn giữa tương đương với đỉnh 2, giai đoạn sau tương đương với đỉnh 3 và thời kỳ đỉnh cao sẽ tương đương với đỉnh 4. Hắn chỉ mới đột phá cốt bì cảnh, vừa lên được đỉnh lực cảnh, vậy mà đã có sức mạnh ở đỉnh 5 rồi, cái này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thật sự quá bất ngờ rồi. Chắc chắn là nhờ Thiên đạo thần công rồi, không chỉ thay đổi cơ thể, còn nâng cấp chất lượng chân khí lên cao hơn cả 3 mức độ cơ bản của chân khí. Sau một lúc lâu, Trương Huyền mới lấy lại bình tĩnh, hắn liền suy đoán trong lòng. Hắn có phải là thiên tài hay không, việc này hắn hiểu rất rõ. Lý do hợp lý nhất cho vấn đề này này chính là nhờ hắn tu luyện theo quyển sách Thiên đạo thần công. Bộ công pháp này không chỉ giúp cải thiện cơ thể, thay da đổi thịt, lọc sạch chân khí, giúp nó thăng cấp lên trên cả 3 mức độ chân khí cơ bản, còn giúp sức mạnh của hắn tăng nhanh, cho nên hắn chỉ vừa mới bước qua võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh mà đã có được sức mạnh ở đỉnh cao nhất đỉnh 5. Thật quá đáng sợ rồi. Trong học viện chỉ có một vài lão sư xuất sắc mới có thể đạt tới võ giả ngũ trọng. Ở học viện Hồng Thiên, chỉ có một ít giáo viên đạt thành tích cao mới tu luyện đến võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh. Những giáo viên khác như Tào Hùng người có thực lực tương đương với hắn là hoàn toàn không thể đạt đến được cảnh giới này. Thực lực của ta hiện giờ đã ở cấp bậc này rồi, có lẽ ta cũng nên đi tìm sách luyện công ở tầng 5 thôi. Thực lực tu luyện tiến bộ càng nhanh, vấn đề cũng theo đó mà phát sinh. Trước đó ở Tàng Thư Các, tất cả những quyển sách tu luyện ở tầng 4 hắn đọc được bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi. Nếu như muốn tiếp tục tu luyện thì chỉ còn cách đi đến Tàng Thư Các thêm một chuyến nữa để tìm sách tu luyện ở tầng 5. Bây giờ trời cũng chưa quá tối, lão sư ở Tàng Thư Các chắc vẫn còn chưa đóng cửa. Trương Huyền gãi đầu, đi đến Tàng Thư Các lần nữa. Vì để phòng ngừa một số người mạo hiểm tu luyện những cấp bậc cao cấp hơn so với thực lực của họ nên học viện đã đặt ra một quy định. Đó là việc tu luyện phải phù hợp với cấp bậc, người ở cấp bậc nào sẽ xem công pháp ở cấp bậc ấy, không được xem công pháp có cấp bậc cao hơn. Chỉ một lát sau, Trương Huyền đã tới Tàng Thư Các. Sao lại tới nữa? Thấy Trương Huyền, Mặc lão giữ Tàng Thư Các liền nhướng mày hỏi. Tiểu tử bồng bột đó, vừa mới đi không bao lâu liền trở lại đây làm cái gì? Dạ thưa Mặc lão, cháu muốn xem quyển sách công pháp tu luyện ở tầng 5 ạ. Trương Huyền xấu hổ đáp. Hắn không thể nói sự thật rằng bản thân hắn vừa đột phá trong một thời gian ngắn như vậy được. Nếu nói ra sự thật, cho dù đối phương không đánh hắn chết thì cũng nhốt hắn lại làm chuột bạch để nghiên cứu thôi. Ở tầng cốt bì cảnh và đỉnh lực cảnh, chân khí cũng không có sự biến đổi lớn nên chỉ cần là người không hiểu về chân khí,
cho dù thực lực có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể nhìn ra được cấp bậc hiện tại của hắn. Cho dù Mạc lão có thực lực cao cường đến đâu cũng vẫn không thể nhìn ra được. Hắn cũng sẽ không ngờ được rằng Trương Huyền chỉ mới vừa trở về một lát đã có thể đột phá và bước sang cấp bậc khác rồi. Sách luyện võ ở tầng 5, ngươi lại muốn làm cái gì nữa đây? Vẻ mặt Mạc lão tối sầm, một chút yêu thích cuối cùng mà hắn dành cho người này cũng đã mất sạch. Sách công pháp tầng 4 vừa không sao chép lại cũng không chịu tu luyện, vậy mà còn bày đặt chạy tới đây mượn sách tu luyện ở tầng 5. Giỡn chơi hả? Mạc lão à, thật ra hôm nay lúc ta nhận học sinh, có một phụ huynh đã hỏi ta về vấn đề tu luyện võ giả ở tầng 5 nhưng ta lại không biết trả lời thế nào. Vì vậy phụ huynh đó có chút xem thường ta, cho nên ta muốn xem trước một ít, tìm ra đáp án trước, để về sau nếu có gặp lại tình huống tương tự, ta cũng có thể trả lời lưu loát được. Trương Huyền đã sớm nghĩ ra cái cớ, hắn vội vàng nói. Đúng là có vài phụ huynh tính tình không được tốt lắm. Nghe Trương Huyền giải thích xong, Mạc lão gật đầu, nghiêm túc nói. Ngươi có thể xem, nhưng tuyệt đối không được luyện thử. Tầng thứ tư còn chưa luyện xong, nếu luyện tầng thứ năm chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng không cứu được đâu. Dạ, cái này ta hiểu được ạ. Trương Huyền vội trả lời. Được rồi, ngươi vào đi. Mạc lão phất tay, tiếp tục nhắm mắt lại. Công pháp tầng 5 để ở hàng cuối cùng. Dạ. Trương Huyền nhanh nhẹn đi vào trong. Giả dối, hám danh. Thấy hắn đi vào, Mạc lão lại mở miệng nói thêm 4 chữ đánh giá về hắn. Một cường giả, võ giả mạnh, có thực lực và sức chịu đựng cao hơn những võ giả thông thường. Chương 17, có người ám sát. Bị phụ huynh hỏi thì có sao đâu, dù sao hắn cũng chỉ là một lão sư đứng chót thôi. Nếu không trả lời được cũng là điều rất bình thường. Đằng này vì làm ra vẻ ta đây là dân tri thức, lại cố tình chạy đến đây để xem trước công pháp tầng 5. Đây không phải giả dối, hám danh thì là cái gì? Ngày mai ta phải đi gặp viện trưởng để nói chuyện thôi. Cái loại lão sư tính tình nóng này, nông nổi như thế này nên sớm bị đuổi ra khỏi học viện thì tốt hơn. Mạc lão hừ lạnh, lặng lẽ đưa ra quyết định. Cái tên hám danh, lại còn không lo cố gắng tu luyện đàng hoàng. Người như vậy có giữ lại học viện cũng chỉ gây phá hoại kỷ luật, nếp sống của học viện thôi. Trương Huyền không hề biết rằng chỉ vì 2 lần gặp gỡ này, hắn đã bị Mạc lão cho vào danh sách những người cần bị đuổi khỏi trường rồi. Nếu hắn biết được, chắc phải, dở khóc dở cười, một trước tình huống này thôi. Thực ra tất cả những câu nói mà hắn nói lúc nãy đều chỉ là cái cớ mà thôi. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến trình độ này rồi. Cho nên cũng không thể vì vấn đề không có công pháp, làm uổng phí thời gian hắn tu luyện lên cao hơn chứ. Không bao lâu sau, Trương Huyền đã tìm thấy sách công pháp tầng 5 ở hàng cuối cùng. Trong học viện này, người nổi tiếng có thực lực cao nhất cũng chỉ mới đạt đến võ giả ngũ trọng mà thôi. Vì vậy, nếu có ai có thể tu luyện đến tầng 6X huyệt cảnh, sẽ có đủ tư cách trở thành trưởng lão của trường. Nơi này chỉ là thư viện dành cho lão sư, nên không có những ghi chép về công pháp ở tầng 6. Còn công pháp tầng 5 thì bị đặt ở hàng cuối cùng. Sách tu luyện ở tầng 5 ít hơn nhiều so với sách tu luyện ở tầng 4. Cùng là sách công pháp, nhưng sách tu luyện ở tầng 4 thì lại có rất nhiều. Có đến 2-3 ngàn quyển, trong khi đó sách tu luyện ở tầng 5, nhiều nhất cũng chỉ có tầm 1 ngàn quyển. Ít hơn một nửa so với sách công pháp ở tầng 4. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ thì đây cũng là một việc rất bình thường. Tất cả mọi việc đều phải đi theo hướng từ thấp lên cao. Càng lên cao lại càng khó hơn, nên người đạt được tu vi cao cũng càng ít hơn. Mặc dù thời gian học viện này tồn tại cũng không ngắn, nhưng số người có thể trở thành võ giả ngũ trọng chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với số người đạt đến võ giả tứ trọng. Đó là lý do tại sao những quyển sách ghi chép, sách tu luyện ở tầng 5 ở đây lại có ít đến vậy. Lắc đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, Trương Huyền tiện tay rút ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc. Hơn nửa canh giờ sau, hơn ngàn quyển sách công pháp trên giá sách ở hàng cuối cùng đã bị lật ra hết. Thiên đạo đồ thư quán cũng theo đó mà tạo nên những quyển sách tương ứng. Đạt được mong muốn, Trương Huyền mỉm cười, chào tạm biệt Mạc lão rồi về nhà. Thấy người này lại tiếp tục lật đại, đọc đại giống ban nãy, ngay cả việc ngừng lại một lát để suy nghĩ về vấn đề cũng không có, Mạc lão lại cảm thấy khó chịu. Trong lòng hắn lại tiếp tục mắng Trương Huyền một trận nữa. Trở về nhà lần nữa. Trương Huyền tiếp tục hành động giống như cũ, xem lại tất cả quyển sách vừa sao chép trong đầu để tìm ra các câu, các phần chính xác.
Không bao lâu sau, thư viện lại tạo ra thêm một quyển sách. Nhưng lần này nó không còn là quyển sách không tên nữa mà đã được ghi sẵn bốn chữ to, Thiên Đạo Thần Công, trên bìa sách. Có sách rồi Trương Huyền lại tiếp tục tu luyện. Võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh thật ra chính là bước tu luyện nâng cấp thêm cho tầng cốt bì cảnh. Mục đích rất đơn giản, chính là để người tu luyện có khả năng điều khiển một cách thành thạo chân khí của bản thân. Mỗi cấp bậc sẽ có nguồn sức mạnh khác nhau. Trên thực tế đỉnh lực cảnh là tầng rèn luyện, nâng cao trình độ phối hợp hoạt động giữa chân khí và cơ bắp. Phối hợp càng tốt, sức lực được sinh ra sẽ càng lớn. Nhìn thấy những dòng miêu tả về đỉnh lực cảnh trên Thiên Đạo Thần Công, Trương Huyền ngừng suy nghĩ, tập trung tinh thần cẩn thận điều khiển luồng chân khí trong veo như nước ở đan điền, dần dần di chuyển nó đi khắp cơ thể, hòa tan hoàn toàn vào các bộ phận trong cơ thể. Thiên Đạo Thần Công thật xứng đáng là quyển công pháp tuyệt vời với hơn ngàn quyển sách được tổng hợp bên trong. Dựa theo phương pháp ghi bên trong sách, tốc độ tu luyện của Trương Huyền tăng lên rất nhanh. Chân khí cũng nhanh chóng di chuyển đến các cơ bắp và hòa tan vào trong đó. Sức mạnh của cơ thể và độ phối hợp của chân khí cũng tăng cao. Đỉnh lực cảnh sơ kỳ, đỉnh lực cảnh trung kỳ, đỉnh lực cảnh hậu kỳ, đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Ầm ầm. Sau hai canh giờ, cơ thể Trương Huyền chấn động lần nữa. Hắn mở mắt ra, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ, kích động như khó mà tin được vào sự thật này. Cái này, mình đã trở thành võ giả ngũ trọng đỉnh phong rồi sao? Hắn cứ tưởng rằng bản thân phải cần rất nhiều thời gian để tu luyện thành võ giả ngũ trọng. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, nhờ tập luyện theo phương pháp ghi trong Thiên Đạo Thần Công, hắn giống như lúc trước chỉ cần tốn có hai canh giờ thôi, đã có thể đạt tới ngũ trọng đỉnh phong rồi. Đối với chủ nhân thân thể này lúc trước, tu luyện là một việc khó như lên trời. Nhưng ngược lại đối với một người có Thiên Đạo Thần Công như Trương Huyền, tu luyện cũng chỉ là việc đơn giản như ăn cơm, uống nước mỗi ngày. Chỉ tốn thời gian chừng nửa đêm, hắn từ một võ giả tam trọng chân khí cảnh đã tu luyện đến võ giả ngũ trọng đỉnh phong. Đây thật sự là quá sức tưởng tượng rồi. Hơn nữa, bởi vì hắn không có phương pháp tu luyện ở tầng 6, cũng không biết mở huyệt đạo nào cho đúng, nên mới ngừng lại. Chứ nếu hắn có sẵn công pháp tầng 6 ở đây thì chắc chắn bây giờ cũng đã đột phá thành công, trở thành võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, một võ giả mạnh trong Hồng Thiên Học Viện rồi. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh. Để tu luyện phải khai thông ba hết tất cả huyệt đạo trên cơ thể. Huyệt đạo được mở ở đâu, chân khí ở đó sẽ càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Nghe người ta nói, trên cơ thể một người sẽ có tất cả 108 huyệt đạo, nhưng chỉ có 72 huyệt đạo là có thể khai thông. Muốn mở được hết những huyệt đạo này cần phải đi theo một trình tự nhất định. Bởi vì thể trạng mỗi người khác nhau nên trình tự mở huyệt của mỗi người cũng khác nhau. Phải làm đúng trình tự mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Còn bằng không nếu làm không đúng cách, cả đời cao nhất cũng chỉ có thể mở ra được 30 đến 40 cái huyệt đạo là cùng, cũng không thể nào tiến bộ thêm được nữa. Cái này cũng rất giống việc làm sạch bùn trong nước sông, nếu từ từ dọn sạch bùn theo hướng từ đầu sông đến cuối sông thì sẽ có thể dọn sạch được hết bùn trong sông. Ngược lại, nếu bắt đầu làm sạch bùn ở giữa dòng sông trước, không chỉ không thể làm sạch con sông mà không khéo còn làm tắc nghẽn dòng nước, khiến nó không thể chảy tiếp được. Đây cũng chính là đạo lý để mở huyệt đạo, nếu không giải huyệt đạo đúng theo trình tự, huyệt đạo khác có thể sẽ bị chặn lại, kết quả là cả đời cũng không thể mở thêm huyệt đạo nào nữa, cho nên khi còn chưa có công pháp Trương Huyền cũng không dám tu luyện bừa. Nhưng mà tính ra hắn cũng không cần phải gấp gáp làm gì, chỉ cần một đêm đã có thể đột phá lên hai cấp bậc lớn, đối với người khác mà nói, đây đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi nên hắn rất hài lòng với cấp bậc hiện tại của mình. Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, tốt nhất mình không nên để lộ ra tu vi thực của bản thân. Bản thân là một người xuyên không, kiếp trước hắn đã từng xem qua rất nhiều sách và tivi về vấn đề này, đạo lý, người giỏi hơn thường bị ghét, hắn vẫn nhớ rất rõ. Hắn vốn là lão sư tệ nhất trường, lại đột nhiên trở thành võ giả ngũ trọng trong vòng một đêm, được thừa hưởng sức mạnh ở tầng 5 đỉnh phong. Việc này nếu đến tai người khác, họ còn không tìm tới kiếm chuyện với hắn mới là việc lạ. Vì thế việc hắn đạt tới đỉnh lực cảnh đỉnh phong, tốt nhất không nên nói cho ai biết. Chuyện này càng giữ bí mật càng tốt. Thử một chút xem lần này sức mạnh của mình đã đạt đến mức nào rồi. Quyết định xong, Trương Huyền lại đi đến trước cột đá đo lực. Người khác khi đạt tới đỉnh lực cảnh sơ kỳ chỉ có sức mạnh ở một đỉnh. Hắn lại có sức mạnh 5 đỉnh. Bây giờ hắn đã đạt tới đỉnh phong, nên muốn kiểm tra xem rốt cuộc là sức mạnh đã đạt đến mức nào rồi. Bùm! Cột đá đo lực lóe ra ánh sáng chói lọi. Sau đó hiện lên hai chữ.
Tám đỉnh. Sức mạnh ở tám đỉnh sao? Sức mạnh gần bằng với những cường giả đã mở được bốn huyệt đạo ở ích huyệt cảnh. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Thông thường khi đạt tới đỉnh lực cảnh đỉnh phong sẽ có được sức mạnh ở bốn đỉnh. Sau này khi đã lên tới ích huyệt cảnh, cứ mỗi lần mở một huyệt đạo, sức mạnh sẽ tăng lên thêm một đỉnh lực. Hắn chỉ mới đạt tới đỉnh lực cảnh đỉnh phong đã có sức mạnh tám đỉnh, ngang với sức mạnh của một cường giả mở bốn huyệt đạo ở lục trọng. Đúng là thiên đạo thần công có khác, thật lợi hại. Trương Huyền tràn đầy vui mừng khen tặng một câu. Hắn đang định tìm cái gì đó ăn đỡ một chút rồi đi ngủ để lấy lại sức sau một thời gian dài luyện tập liên tục như vậy, lại chợt nghe thấy tiếng động lạ. Đã tối rồi còn có người tới đây để làm gì? Trương Huyền nhíu mày. Tu vi tăng lên, nhĩ lực và thị lực cũng tăng lên theo. Hắn rõ ràng nghe thấy được tiếng động ở cách đây không xa. Có người đang trốn ở ngoài nhìn về khu ký túc xá này. Nhìn theo tầm mắt của người kia, nơi hắn ta đang quan sát chính là phòng của mình. Vậy chắc chắn bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra nơi mình đang đứng rồi. Lúc này Trương Huyền không có ở trong phòng. Hắn đang đứng ở phía sau cột đá đo lực cách sân ký túc xá một khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn đã giảm thấp hơi thở nên đối phương vẫn chưa phát hiện ra hắn. Để xem là ai muốn kiếm chuyện với mình. Không nghĩ tới chỉ mới vừa tu luyện xong đã có người muốn gây chuyện với hắn, trong lòng Trương Huyền tràn đầy thắc mắc. Xem kỹ lại trí nhớ của chủ nhân thân thể này lúc trước, mặc dù hắn cũng thường hay bị người ta ức hiếp nhưng việc nửa đêm lẻn tới nhà hắn để đánh giết lại chưa từng xảy ra. Cho dù là ai đi nữa, cũng không thể để hắn nhận ra mình. Đang tính đi qua dạy dỗ đối phương một trận, Trương Huyền chợt nghĩ đến một vấn đề. Tất cả người trong học viện hiện nay đều biết hắn là một người vô dụng, chỉ mới đạt đến võ giả tam trọng chân khí cảnh. Nên nếu như lúc này để lộ ra hắn đã là võ giả ở ngũ trọng đỉnh phong, không phải sẽ khiến cho mọi người chịu một cú sốc lớn sao? Hơn nữa một khi tin tức này bị truyền ra, hắn chắc chắn sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của rất nhiều người. Vì vậy mặc kệ đối phương là ai đi nữa, cũng không thể để người đó nhận ra hắn chính là Trương Huyền. Nghĩ đến đây, Trương Huyền lại nhớ đến mấy cao thủ kiếp trước nhìn thấy trên phim. Hắn liền tiện tay xé một tấm vải ở góc áo cột lên mặt. Bù! Trang bị xong xuôi hết, bàn chân Trương Huyền nhẹ đạp lên mặt đất một cái, lợi dụng bóng đêm từ từ tiến tới gần đối phương. Mặc dù tu vi hắn chỉ vừa mới thăng cấp, cũng chưa từng học qua môn võ phòng thân nào, nhưng nhờ có thiên đạo thần công, sức mạnh hiện giờ của hắn cũng rất lớn. Lại nhờ việc quen thuộc địa hình, hắn dễ dàng di chuyển đến một nơi cách sau lưng đối phương 10 mét, vẫn chưa bị phát hiện. Ở một khoảng cách gần như thế, hắn nhìn thấy đối phương đang che mặt, mặc một bộ đồ đen nấp trong bóng tối, nên cũng không biết được đối phương là ai. Tên nhóc, muốn trách thì nên trách người háo sắc đến liều mạng, dám tái máy tay chân với tiểu thư của chúng ta. Trốn sau một cây đại thụ, nhìn về hướng bóng người đang nấp trong bóng tối, Trương Huyền loáng thoáng nghe được giọng nói đối phương lẩm bẩm. Giọng nói này nghe quen quen. Trương Huyền nhíu lông mày. Giọng nói này Trương Huyền đã từng nghe qua rồi nhưng nghe được ở đâu thì hắn không tài nào nhớ nổi. Vù vù. Đang suy nghĩ xem giọng nói đó là do chính hắn từng nghe được hay đó là ký ức của chủ nhân thân thể này lúc trước, đối phương đã bay tới trước ký túc xá của hắn, cổ tay khẽ động. Ánh sáng chợt lóe lên. Không biết từ lúc nào trong tay đối phương đã xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén. Một giờ khóc giờ cười, tình huống chớ trêu, oái âm làm người ta không biết nên vui hay buồn. Hai khai thông, mở. Chương 18, bị lừa. Muốn giết ta sao? Thấy đối phương lấy chủy thủ ra, Trương Huyền nhướng lông mày nói thầm. Thật may mắn vì hắn tu luyện liên tục nên vẫn chưa ngủ. Nếu không, với khả năng đi lặng lẽ, không nghe một tiếng động nào của tên sát thủ này, chắc hắn cũng đã sớm bị giết rồi. Trước tiên cần phải biết rõ thằng cha này là ai mới được. Trương Huyền biết, loại người thừa cơ hội đêm tối để đánh lén hắn chắc chắn không chỉ có một mình. Phía sau đối phương không chừng còn có cả một tổ chức chống lưng. Do vậy nếu hắn không biết được người muốn giết hắn là ai, dù lần này có giết được đối phương đi nữa, sau này chắc hẳn vẫn còn kẻ khác đến tìm giết hắn. Nếu không tiêu diệt được tổ chức kia, vậy đừng mong có được giấc ngủ yên ổn. Ai đó? Trong lúc suy nghĩ xem nên dùng cách gì để đối phương có thể chủ động nói ra tên tổ chức phía sau lưng hắn, Trương Huyền bất chợt nghe được một giọng nói nhỏ truyền đến. Không biết từ lúc nào người áo đen cầm chủy thủ ban nãy đứng phía trước ký túc xá đã di chuyển đến một chỗ cách hắn không xa. Trương Huyền mặc dù có luyện võ nhưng chưa từng theo dõi người khác.
thế nên khi nhìn thấy đối phương lấy chủy thủ ra, hắn hơi căng thẳng. Ngay lúc đó, hơi thở của hắn lộ ra, bị đối phương phát hiện. Ta, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn đã bị đối phương phát hiện, lông mày Trương Huyền nhướng lên. Hắn đang tính xông tới đánh tên kia một trận, bất chợt nghĩ ra một ý kiến hay. Ta là người muốn lấy mạng cái tên lão sư Trương Huyền vô dụng. Còn ngươi là ai? Trương Huyền khẽ nói, hắn cố gắng đè thấp giọng xuống để người khác không nghe ra được là giọng ai. Nếu tên sát thủ này đã tới đây để giết hắn, chỉ cần hắn cũng đưa ra mục đích giống như vậy là có thể dụ được đối phương nói ra sự thật rồi. Ngươi tới đây là để giết Trương Huyền sao? Người áo đen rất bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lén lút và cái khăn che trên mặt Trương Huyền, hắn cũng tin tưởng hơn một chút. Đúng vậy, cái tên lão sư tệ nhất trường này, có giữ lại hắn cũng chỉ gây hại thêm cho học sinh thôi. Trương Huyền tự nói xấu bản thân mình mà không hề đỏ mặt, xấu hổ. Ồ, vậy ngươi ra tay đi, ta ở đây canh chừng giúp ngươi. Người áo đen nói. Hả? Vẻ mặt Trương Huyền đầy ngạc nhiên, hắn nhanh trí từ chối. Hay là ngươi ra tay trước thì tốt hơn, dù sao hai người chúng ta đều có chung mục đích, ai ra tay cũng giống nhau cả thôi. Ngươi ra tay trước đi, thật ra ta không muốn giết hắn, chỉ tính dạy dỗ hắn một trận thôi. Nhưng nếu như ngươi có thể giết được hắn, vậy càng tốt. Người áo đen thúc giục. Dạy dỗ một trận sao? Trương Huyền cảm thấy khó hiểu, nếu tính dạy dỗ hắn một trận, tên kia còn lấy chủy thủ ra làm gì? Hắn nhịn không được hỏi tiếp. Sao ngươi lại muốn dạy dỗ hắn? Hừ, cái tên khốn kiếp đó dám vô lễ, sàm sỡ tiểu thư nhà ta. Ta tính cắt đứt luôn cái thứ, đồ chơi kia của hắn. Để hắn biến thành một tên thái giám. Giọng nói của người áo đen đầy oán hận. Nghe được lời nói đầy tàn nhẫn, ác độc kia, Trương Huyền giật mình hoảng sợ. Hắn chợt cảm thấy mát lạnh dưới hông. Nếu như hôm nay hắn đi ngủ như mọi khi, chỉ sợ đến lúc thức giấc là có thể đi hầu hạ hoàng thượng luôn rồi. Hả? Bà nó, rốt cuộc ngươi là ai mà lại ác độc như vậy chứ? Sàm sỡ tiểu thư nhà ngươi. Trương Huyền cố gắng nhớ kỹ lại tất cả mọi việc từ trước khi xuyên qua đến sau khi xuyên qua. Suy nghĩ rất lâu nhưng hắn vẫn không thể nào nhớ ra được. Hình như từ trước đến giờ hắn chưa từng sàm sỡ tiểu thư nhà nào cả. Ta từng nghe nói qua Trương Huyền là một tên vô dụng, không xứng làm lão sư, chứ chưa từng nghe nói đến việc hắn sàm sỡ con gái. Việc này rốt cuộc là sao? Trương Huyền lên tiếng hỏi. Hắn thực sự không nhịn được nữa rồi. Hừ, cái tên khốn kiếp đó đúng là thứ mặt người dạ thú một. Hắn mà là lão sư cái nỗi gì? Là tên xúc sinh thì có. Tiểu thư nhà chúng ta. Không nói nữa, càng nghĩ càng thấy tức. Giọng nói trầm thấp của người áo đen lúc này đang đầy giận dữ. Trương Huyền chỉ cảm thấy đầu óc mông lung, dường như có nhiều ngôi sao đang xoay xung quanh. Đó là chuyện gì mà nghiêm trọng đến nỗi người kia lại mắng hắn là, đồ xúc sinh kia chứ? Rốt cuộc hắn đã làm gì với vị tiểu thư kia? Hơn nữa, vị tiểu thư kia là ai? Nếu vị tiểu thư kia là một người xinh đẹp vậy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nếu nàng ta là một người xấu xí, quái dị, thanh danh cả đời của hắn sẽ bị hủy hết. Như vậy chẳng phải hắn đã bị lỗ nặng rồi sao? Sao ngươi lại muốn giết hắn? Mắng xong, người áo đen đột nhiên nhìn Trương Huyền hỏi. Ta hả? Không ngờ được đối phương sẽ hỏi mình, Trương Huyền sững sờ. Sau một lát, hắn nghiến răng đáp. Ta cũng ghét cái tật sàm sỡ nữ nhân của hắn. Ồ, người cũng biết hắn hay sàm sỡ nữ nhân hả? Vậy hắn sàm sỡ ai thế? Vẻ mặt người áo đen đầy cảnh giác. Hắn! Trương Huyền hừ một tiếng. Ta cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo cho ngươi biết hết mọi việc. Cũng đúng, vậy ngươi ra tay giết hắn trước đi. Chúng ta đều có chung mục đích nên ai ra tay giết cái tên Trương Huyền kia trước chẳng được. Người áo đen thấy Trương Huyền không trả lời, cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm gì cả, phất tay áo. Vẫn là để ngươi lên trước thì tốt hơn, ta mà ra tay trước, hắn chỉ có một con đường duy nhất là chết. Vậy nên ngươi đi trước đi, sau khi ngươi thiến hắn xong, ta sẽ giết chết hắn. Việc này, người áo đen do dự, lúc này ánh mắt của hắn không tin tưởng nhìn về phía Trương Huyền. Hắn đang nghi ngờ, làm gì có chuyện nào trùng hợp như vậy chứ? Hắn vừa đang định tới thiến Trương Huyền, đằng sau lưng lại xuất hiện thêm một tên che mặt cũng tới để giết hắn ta. Nếu không phải chưa biết thực lực của tên che mặt kia có mạnh hơn hắn không, hắn đã sớm ra tay đánh cho tên kia ngất xỉu rồi.
Sao nào, ngươi không tin ta hả? Nếu không muốn giết hắn, vậy nửa đêm nửa hôm ta chạy tới đây làm gì? Ngươi tưởng ta rảnh rỗi lắm chắc? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ đối phương, Trương Huyền nói. Nghe Trương Huyền nói như thế, người áo đen do dự một lát sau đó gật đầu. Cũng đúng, giờ đã là nửa đêm rồi. Nếu hắn ta không muốn giết Trương Huyền, nửa đêm che mặt chạy tới đây làm cái gì? Không phải ta không tin ngươi. Nếu hai ta đã có chung mục tiêu, vậy cùng nhau ra tay luôn đi. Người áo đen suy nghĩ kỹ, nói. Hắn vẫn cảm thấy kẻ trước mặt này có chút không đáng tin. Ngươi quá cẩn thận rồi. Yên tâm đi, ta là người có nguyên tắc, nói một là một. Nhưng nếu ngươi đã không tin ta. Trương Huyền không nói linh tinh nữa, phất tay áo nói. Vậy thì hai ta cùng xông lên. Nói xong liền phóng lên phía trước. Võ giả ngũ trọng đỉnh phong. Thấy tốc độ di chuyển của Trương Huyền, người áo đen liền nhận ra tu vi của hắn, vội đề khí theo sát phía sau. Thấy hắn ta đã theo sát, Trương Huyền vội vàng nhìn lại. Ầm ầm. Thiên đạo đồ thư quán chấn động, trong đầu xuất hiện một quyển sách. Trương Huyền đã dự đoán trước rồi. Chỉ cần đối phương vội vàng đuổi theo hắn, chắc chắn sẽ phải sử dụng võ lực của bản thân. Đến lúc đó, thiên đạo đồ thư quán có thể tìm ra được khuyết điểm và cả tên tuổi, xuất thân của hắn ta. Nhìn trên bìa sách, Trương Huyền bắt gặp hai chữ, Diêu Hàn, ghi trên đó. Cái tên này rất quen, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Trương Huyền bất ngờ, lập tức lật trang thứ nhất ra xem. Diêu Hàn, là quản gia ở phủ thành chủ Bạch Ngọc Thành, là võ giả lục trọng ích huyệt cảnh sơ kỳ, đã mở được 8 huyệt đạo. Là hắn ta. Nhìn thấy ba chữ, Bạch Ngọc Thành, Trương Huyền lập tức nhớ ra. Đây không phải là cái tên quản gia đã xông đến mắng hắn vào hôm nay, lúc hắn nhận Triệu Nhã làm học viên đó sao? Quản gia Bạch Ngọc Thành, hóa ra lại chính là hắn ta. Hèn chi giọng nói và tên của hắn ta lại rất quen. Chỉ là, nói như vậy, vị tiểu thư trong miệng hắn ta là Triệu Nhã sao? Ta có làm gì nữ tử đâu, sao hắn ta lại chạy đến đây đòi thiến ta chứ? Dám vu oan cho ta, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, ta cũng sẽ cố gắng dạy cho ngươi một trận nhớ đời. Càng nghĩ hắn càng tức giận. Nếu như đây là chuyện xấu xa do tiền thân, một làm, hắn sẽ cố gắng nhận lấy. Bởi vì hắn đã xuyên vào thân thể của người ta. Nhưng vấn đề ở đây là, cả hắn và tiền thân đều chưa từng làm gì sai cả, vậy mà phải mang tiếng là sàm sỡ nữ tử nhà người ta. Thực sự đáng giận. Nghĩ đến đây Trương Huyền lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới sách. Võ công tu luyện là Bạch Ngọc Chu Thiên Công. Các kỹ năng luyện được là Huyền Thân Trưởng Đại Thành, Huyền Thân Quyền Đại Thành. Khuyết điểm, 16 chỗ. Thứ nhất, huyệt mệnh môn ở ngay mông, không tập trung chú ý vào động tác đánh. Thứ hai, thứ ba. Giống như trước, trong sách lúc này đã ghi chép đầy đủ khuyết điểm của hắn ta. Đã mở được 8 huyệt đạo, vậy thực lực hiện tại của người này là 12 đỉnh. Nếu trực tiếp đánh nhau, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Diêu Hàn. Nhưng mà, ích huyệt cảnh thì sao? Sức mạnh 12 đỉnh thì thế nào? Hôm nay nếu ta không dạy dỗ ngươi một trận ra trò, Trương Huyền ta sẽ tự hủy đi tên của mình. Hừ, nghĩ đến đây, Trương Huyền ngừng lại. Sao vậy? Thấy Trương Huyền dừng lại, vẻ mặt người áo đen hoài nghi hỏi. Mau nhìn bên kia xem, đĩa bay kìa. Trương Huyền chỉ tay về hướng sau lưng đối phương. Đĩa bay là cái gì? Người áo đen bất ngờ. Vội vàng xoay người ra sau nhìn. Vừa quay qua, hắn lập tức để lộ cái mông có chứa huyệt mệnh môn về phía Trương Huyền. Người áo đen lúc này vẫn đang đầy tò mò và thắc mắc về, đĩa bay, tên kia nói rốt cuộc là cái gì? Ta đá ngươi. Cơ hội đến rồi, Trương Huyền cũng không do dự, mang theo giận dữ đạp thật mạnh vào mông đối phương. Bốp! Siêu Hàn còn chưa kịp phản ứng lại bị đá một đá thật mạnh vào huyệt mệnh môn. Hắn lảo đảo một cái, văng về phía trước. Đụng đầu vào một tảng đá cách đó không xa, lập tức bể đầu chảy máu. Muốn thiến ta, có tin hay không chỉ cần vài phút, lão tử đây cũng có thể thiến ngươi. Càng nghĩ càng thấy tức, Trương Huyền lại phóng tới lần nữa, ngồi trên người Diêu Hàn, dùng sức thật mạnh đánh liên tiếp vào người đối phương. Hừ, cường giả ích huyệt cảnh, tu vi ở 12 đỉnh thì thế nào? Còn nghĩ mình lợi hại lắm sao? Chỉ cần bị người ta biết được nhược điểm, huyệt mệnh môn. Sau đó bất ngờ đánh lén, người vẫn chết thôi. Ngươi! Siêu Hàn không thể ngờ rằng cái tên mới vừa nãy muốn hợp tác với mình đánh Trương Huyền lại đột nhiên nổi điên lên đánh mình.
Hơn nữa hắn còn đánh trúng mệnh môn của mình, khiến toàn thân mình cứng ngắc, không nhúc nhích được. Muốn đánh trả cũng không còn sức. Điều này làm Diêu Hàn tức giận đến run rẩy. Không phải nói là hai người đều cùng chung mục đích đánh Trương Huyền sao? Bà nó chứ. Không giữ chữ tín gì hết. Vậy còn bày đặt nói làm người có nguyên tắc. Với lại, nói thế nào đi nữa người cũng là võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh, là cường giả, là người tài giỏi trong số những người tài giỏi rồi. Vậy mà lúc đánh nhau lại chẳng có chút phong độ nào cả. Không biết xấu hổ lừa gạt ta rồi đánh lén, còn ngồi trên người ta, đánh vào mặt ta. Kỹ thuật võ công đâu? Động tác đánh đâu? Phương pháp tu luyện đâu? Ngay cả tên du côn ngoài đường cũng không đánh như hắn. Diêu Hàn cảm thấy trên mặt đau rát, hắn tức đến muốn phát điên lên rồi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, hắn đã bị cái tên che mặt này lừa rồi. Hơn nữa còn bị lừa thảm hại. Một mặt người giả thú, nhìn bên ngoài thì tử tế nhưng trong lòng lại chứa những suy nghĩ độc ác, nham hiểm. Hai tiền thân, chủ nhân thân thể này lúc trước. Chương 19, đổ tội. Sau khi đánh Diêu Hàn một trận, Trương Huyền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại đối phương. Diêu Hàn bây giờ đã bị đánh tơi tả, mặt nạ bị rơi trên đất để lộ ra gương mặt bầm tím, sưng to như đầu heo. Hiện giờ ngay cả mẹ hắn cũng chưa chắc nhận ra được con trai mình. Ôi! Sau khi hết giận, Trương Huyền lấy lại tỉnh táo, hắn nghĩ. Cái tên đáng ghét này dù sao cũng là quản gia của thành chủ Bạch Ngọc Thành, lại còn là thúc thúc của học viên ta. Vậy chỉ dạy dỗ một trận thôi vậy, không nên giết hắn ta làm gì. Dù sao đi nữa hắn cũng là diêu thúc của Triệu Nhã. Nếu mình thật sự giết hắn, làm sao còn đủ tư cách để làm lão sư của nữ tử chứ? Về sau cũng rất có thể sẽ không thể nào tươi cười thân thiện với nhau được như lúc trước nữa. Hơn nữa, Bạch Ngọc Thành nổi tiếng là một trong ba thành lớn và phát triển nhất ở Thiên Huyền Vương Quốc, vì vậy người có thể làm thành chủ ở đây chắc chắn không phải kẻ kém cỏi. Phía sau thành chủ nhất định còn có một thế lực lớn hơn nữa. Nếu quản gia của hắn bị giết, người làm thành chủ như hắn tất nhiên sẽ phái người điều tra cho rõ. Một khi tra ra được là mình làm, đến lúc đó mới thực sự là gặp rắc rối lớn. Hắn chỉ mới tới thế giới này trong thời gian ngắn, vẫn chưa xây dựng được thế lực riêng của bản thân. Nên tốt nhất là làm việc gì cũng phải biết điều một chút vậy. Không thể để hắn hoài nghi là mình làm được. Trương Huyền nghĩ thầm. Không thể giết, vậy chỉ còn cách thả hắn ta đi. Một người chạy tới đánh lén mình, lại bị người khác đánh lén lại. Nói thế nào đi nữa cũng rất kỳ lạ. Hắn ta chắc chắn sẽ nghi ngờ mình thôi. Đúng rồi, thật khéo hắn vừa nghĩ ra một cái tên. May quá có người chết thay rồi. Mà hôm nay nếu không phải tại cái tên kia đến kiếm chuyện với hắn, hắn thật tình không nhớ tên người nọ đâu nha. Hắn chợt nhớ đến một người. Chính là cái người đi chung với Thẩm Bích như sáng nay, người đã cười nhạo hắn là đồ rác rưởi Thượng Bân. Dù sao đi nữa, cái tên đáng ghét này cũng là cháu trai của Thượng Thần Trưởng Lão. Do đó đổ tội cho hắn cũng không có gì to tát. Bởi vì nếu Diêu Hàn biết là Thượng Bân làm, chắc hắn ta cũng không dám trả thù đâu. Mà nếu có trả thù đi nữa cũng chẳng sao. Bọn họ đánh nhau, không liên quan gì đến hắn. Không phải là điều tốt sao? Nghĩ đến đây Trương Huyền nhìn về phía người đã bị đánh đến thay đổi hình dạng Diêu Hàn, thấp giọng nói. Ta và Trương Huyền vốn có mâu thuẫn với nhau. Sáng nay hắn làm ta rất tức giận nên buổi tối ta mới tính đến đây để đánh hắn một trận cho hả giận. Nhưng nếu như hắn bị ngươi thiến, bích, nàng ấy nhất định sẽ tưởng là do ta làm, lại hiểu lầm tức giận, vậy ta biết phải làm sao? Có trách thì trách ngươi tới đây không đúng lúc, gặp phải ta. Bấy giờ Diêu Hàn mới hiểu ra tại sao mình lại bị người ta đánh. Hắn muốn cãi lại tên kia nhưng miệng đã sưng to như khúc lạp xưởng, không thể nói nổi một tiếng nào. Cút! Thấy Diêu Hàn đã hiểu ý tứ trong lời nói của mình, Trương Huyền không tiếp tục nói nhảm nữa. Hắn đứng dậy, đá một cước thật mạnh vào người Diêu Hàn, làm người này văng ra xa mười mấy mét. Tên đáng ghét. Trong lòng Diêu Hàn thầm mắng. Hắn cũng hiểu, nếu đêm nay cứ cố chấp đánh với cái tên che mặt kia, khẳng định người bị đánh vẫn là mình thôi. Cho nên hắn cắn răng nhẫn nhịn, xoay người rời đi. Đồng thời hắn cố gắng nhớ kỹ hai đặc điểm quan trọng của tên đáng ghét kia. Thứ nhất, cái tên này và Trương Huyền có quen biết với nhau, vừa bị Trương Huyền chọc tức sáng nay. Thứ hai, Trương Huyền là tình địch của hắn. Cả hai người họ đều đang theo đuổi một nữ tử. Trong tên nàng có một chữ, Bích. Chỉ cần nhớ kỹ hai đặc điểm này, hắn tin rằng sẽ có thể sớm điều tra ra được người ra tay đánh hắn đêm nay là ai.
Thấy Diêu Hàn đã rời đi, Trương Huyền giờ đây mới dám thở phào nhẹ nhõm, chỉnh đốn lại một chút rồi trở lại ký túc xá. Nhắc đến chuyện này hắn lại cảm thấy thật nguy hiểm, nếu không phải tối nay do hắn mê tu luyện mà không ngủ, thật không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi. Cũng may là tạm thời đã hết nguy hiểm. Muốn sống được ở cái thế giới này, thực lực là điều rất quan trọng. Ngồi trên giường trong ký túc xá, Trương Huyền thầm nghĩ. Nếu như tối nay tu vi hắn vẫn chưa tiến bộ thì dù hắn có biết khuyết điểm của Diêu Hàn đi nữa, cũng đánh không lại hắn ta. Người thua thảm hại chắc chắn chính là hắn. Bởi vậy việc quan trọng nhất bây giờ là phải cố gắng nhanh chóng tăng tu vi của bản thân, thực lực càng mạnh càng tốt. Suy nghĩ một hồi, Trương Huyền dần chìm vào giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng hắn đã tỉnh lại. Mặc dù mới ngủ chưa đến 2 canh giờ, lại còn bị Diêu Hàn làm phiền một lúc, nhưng Trương Huyền vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Hắn cảm thấy giống như cũ, tinh thần sảng khoái, cả người dồi dào năng lượng. Nên đến lớp rồi. Sau khi mặc xong quần áo, Trương Huyền nói thầm một tiếng, liền bước nhanh đến lớp học của mình. Không bao lâu, Trương Huyền đã đến lớp. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã nhìn thấy nhóc mập đang vui vẻ đứng đợi hắn, thấy hắn đến liền hưng phấn tiến lên chào đón. Trương lão sư đã đến rồi à? Lão sư nhìn nè, ta đã quét sạch sẽ cái phòng này rồi đó. Hắn ta chính là học viên cuối cùng hắn đã thu nhận viên đào. Hôm qua hắn có hù dọa cậu nhóc mập này vài câu. Nhưng thật không ngờ hắn ta lại tin là thật, không chỉ hôm nay đến sớm nhất, còn quét dọn lớp học sạch sẽ nữa chứ. Rất tốt. Trương Huyền gật đầu. He he, lão sư cũng đã nói ta làm tốt rồi. Vậy lão sư có phải nên thưởng cho ta cái gì đó không? Công pháp, kỹ thuật võ công hay vài quyển sách gì đó cũng được ạ. Nghe được lời khen của Trương Huyền, nhóc mập liền tuét miệng cười nói. Cái thằng nhóc này đúng là, được voi đòi tiên, mới nghe khen đã đòi quà rồi. Ngươi tạm thời ngồi đợi đi, chờ các bạn khác đã đến đủ, lão sư sẽ phổ biến cách học cho mấy người nắm rõ. Trương Huyền phất tay. Người tới đầu tiên là nhóc mập, người thứ hai tới chính là nam hài Trương Huyền cá cược thắng được Lưu Dương. Chỉ là thái độ của Lưu Dương khác một trời một vực với nhóc mập. Hắn nhìn Trương Huyền với ánh mắt đầy khinh thường, vẻ mặt biểu lộ 3 chữ, không cam tâm. Hắn cảm thấy Trương Huyền đánh cược thắng hắn cũng là do may mắn thôi. Thế nên một thiên tài như hắn phải học với một lão sư chẳng ra gì như vậy, đây là điều sỉ nhục với hắn. Mạng hắn thật khổ. Người thứ ba đến lớp là thiếu niên có sở trường dùng thương Trịnh Dương. Nhờ sự chỉ dẫn của Trương Huyền, bây giờ thực lực dùng thương của hắn đã tăng lên gấp đôi. Chỉ cần nhìn sơ qua một lần là có thể nhìn ra vấn đề của hắn. Điều này làm cho Trịnh Dương rất khâm phục Trương Huyền. Có thể nói trong số tất cả các học viên, hắn là người duy nhất cam tâm tình nguyện bái Trương Huyền làm lão sư. Người thứ tư đến là Vương Dĩnh, nữ tử nhút nhát này, lúc đến nơi nhìn thấy trong lớp còn có những học sinh khác nữa, liền đỏ mặt trốn vào một góc. Vậy là hôm nay đã có thể giải quyết được vấn đề trên người mình rồi. Triệu Nhã có chút hưng phấn nói. Ngày hôm qua, sau khi lão sư tệ nhất trường bảo có thể giúp nàng giải quyết vấn đề trên thân thể. Lúc trở về nàng vừa lo lắng vừa mong chờ, mệt mỏi đến nửa đêm mới ngủ được. Mặc kệ là hắn nói thật hay nói dối, chỉ cần hôm nay lên lớp nàng sẽ biết được sự thật thôi. Nghĩ đến đây Triệu Nhã liền nhanh chóng rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo xong sau đó ra khỏi phòng. Nàng là con gái thành chủ, hơn nữa còn là con gái của thành chủ Bạch Ngọc Thành, người nằm trong danh sách 10 thứ hạng đầu tiên trong đợt kiểm tra học sinh mới. Chính vì vậy, nàng không cần phải ở ký túc xá tập thể như các học sinh bình thường khác, mà có hẳn một cái sân nhỏ riêng. Ở đó có rất nhiều phòng, một trong số đó là phòng của Diêu Thúc, cái phòng được xây cách phòng nàng khá gần. Diêu Thúc, ta đi học đây. Thấy gian phòng kia không hề phát ra động tĩnh gì, Triệu Nhã nói xong liền tính đi ra ngoài. Tiểu thư chờ ta một lát, để ta đi chung với tiểu thư. Tiếng nói của người nam tử trung niên vang lên, cửa được mở ra. Diêu Hàn cũng bước ra. Vừa nhìn thấy bộ dạng của hắn, Triệu Nhã vô cùng ngạc nhiên. Nàng đứng sững người tại chỗ. Diêu Thúc, Thúc làm sao vậy? Đã xảy ra việc gì? Triệu Nhã chỉ nhìn thấy một gương mặt tím bầm, hốc mắt đen xì, sưng to. Chỉ sau một đêm mà Diêu Hàn đã thay đổi nhiều đến nỗi ngay cả Triệu Nhã nàng cũng không nhìn ra. Đáng lẽ ra người đứng trước mặt nàng lúc này phải là Thúc Thúc quản gia có vẻ mặt uy nghiêm chứ? Đằng này... Nếu không nhờ giọng nói quen thuộc kia, chắc nàng thực sự không nhận ra hắn là ai rồi. À, hôm qua ta luyện công hăng say quá,
không cẩn thận đã tự đánh mình bị thương. Siêu Hàn nói. Có ai luyện công mà lại tự đánh mình đâu? Hắn còn có thể nghĩ ra cái cớ nào đáng tin hơn một chút được không? Siêu Thúc à, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Là ai đã đánh Thúc? Nếu Thúc không nói thì ta sẽ mách việc này với phụ thân. Triệu Nhã nổi giận đùng đùng nói. Tiểu thư không cần quan tâm đến việc này đâu. Đây là vấn đề của riêng ta, nên để ta tự mình giải quyết được rồi. Tiểu thư vẫn nên tranh thủ đi học trước thì tốt hơn. Ta cũng muốn xem thử coi cái tên lão sư kia là người thế nào. Nếu như hắn giống với lời đồn là một tên vô dụng, ta sẽ lập tức nói việc này với thành chủ để Hồng Thiên Học Viện đổi lão sư khác cho tiểu thư. Siêu Hàn vẫy mạnh tay, làm một động tác thật khí phách. Có điều bởi vì động tác quá mạnh nên làm rách vết thương. Cơn đau ập đến làm đầu hắn chảy đầy mồ hôi. Thôi được. Thấy hắn không chịu nói, Triệu Nhã cũng không nhiều lời. Hai người đi về phía lớp học của Trương Huyền. Siêu Thúc, hay là Thúc trở về nghỉ ngơi trước đi. Vết thương nặng như vậy, để ta tự mình đến lớp được rồi. Thúc không cần đi theo đâu. Đi một chút, thấy Diêu Hàn run rẩy, đầu đầy mồ hôi, Triệu Nhã nhịn không được khuyên. Hôm qua Trương Huyền ra tay rất nặng, không nương tay chút nào. Nên mặc dù hắn đã dùng thuốc trị thương, nghỉ ngơi mấy canh giờ vẫn cảm thấy cơ thể rất nặng nề và mệt mỏi. Có thể kiên trì đi một đoạn đường này là đã rất tốt rồi. Tiểu thư à, lúc thành chủ giao tiểu thư cho ta chăm sóc, đã căn dặn thật kỹ ta phải thay tiểu thư chọn được một lão sư ưu tú. Thế nhưng tiểu thư lại chọn cái người vô dụng đó làm lão sư, bảo ta không biết phải ăn nói thế nào với thành chủ đây. Siêu Hàn nói. Bây giờ mặc kệ tiểu thư có nói thế nào đi nữa, ta cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn, để tiểu thư biết được hắn thực sự chỉ là cái thứ vô học mà thôi. Chỉ tại tiểu thư quá ngây thơ nên mới bị hắn lừa. Với cái trình độ kia của hắn chắc chắn không thể nào thu thêm được học sinh nào nữa. Chờ lát nữa tới nơi tiểu thư hãy nhìn kỹ thử xem lớp học của hắn có bao nhiêu học sinh là rõ. Két! Cửa phòng được đẩy ra, chủ tớ hai người liền nhìn vào lớp học. Lúc này, Trương Huyền và bốn học sinh mới đang đứng trong lớp. Chương 20, Vương Dĩnh khiếp sợ. Siêu Hàn vừa nghe được tin tức tiểu thư nhà hắn muốn nhận Trương Huyền làm lão sư, vô cùng giận dữ nên chưa kịp tìm hiểu xem Trương Huyền đã thu nhận được mấy học sinh rồi. Mới ban nãy hắn còn đang rất mạnh miệng tuyên bố Trương Huyền không thể nào nhận thêm được một học sinh thứ hai nào khác. Nên giờ đây khi nhìn thấy đám người Vương Dĩnh đang ngồi trong lớp học, Diêu Hàn thấy thật nhục nhã. Hắn có cảm giác như chính mình vừa tự tát cho mình một bạt tai vậy. Ta chào lão sư. Triệu Nhã cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nàng đỏ mặt, muốn tìm một cái lỗ trốn cho qua chuyện. Ngươi không bị sao hết hả? Một lát sau, Diêu Hàn chậm chậm đi tới gần. Nhìn thấy Trương Huyền đang đứng cách đó không xa, hắn ngạc nhiên hỏi. Tối qua tên đáng ghét kia ra tay đánh hắn nặng như vậy, hắn vốn nghĩ rằng Trương Huyền sẽ còn bị đánh nặng hơn hắn nhiều. Cho dù không bị đánh đến ngu ngốc thì ít nhất cũng bị tàn phế thôi, vậy mà tại sao? Người này không có bị thương gì cả, ngay cả một vết xước nhỏ ở trên da cũng không có. Thật ra mục đích hắn tới đây không phải vì để xem Trương Huyền dạy thế nào như những gì hắn đã nói với Triệu Nhã. Mà là để xem thử cái tên Trương Huyền vô dụng kia bị đánh đến mức độ nào rồi. Nhưng kết quả thì sao? Siêu Hàn hắn rõ ràng là một cường giả võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, vậy mà đi đánh lén người ta còn bị người khác đánh tơi tả, bầm dập. Đã vậy cái tên hắn muốn đánh lén Trương Huyền lại không hề chịu chút tổn hại nào. Ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Hắn cảm thấy có chút uất ức, không thể chấp nhận được sự thật này. Ta có thể bị gì chứ? Mặc dù Trương Huyền biết Siêu Hàn đang nghĩ gì nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra, giả vờ như không biết chuyện gì cả. Hắn nhìn Triệu Nhã hỏi. Vị võ giả tàn tật này là... Võ giả tàn tật. Triệu Nhã bất ngờ, đang tính trả lời, chợt một giọng nói vang lên cắt đứt lời của nàng. Ngươi mới là võ giả tàn tật đó. Siêu Hàn tức giận đến nỗi muốn hộc máu. Hắn cố kiềm chế cơn giận, nhướng mày, phất tay áo, cất cao giọng nói. Ta chính là đại quản gia của thành chủ Bạch Ngọc Thành Diêu Hàn. Ôi chao, nếu ngươi đã là một võ giả tàn tật rồi, nên đi khỏi đây nhanh lên. Nếu lỡ xui xẻo chết ngay trong lớp học của ta, vậy ta biết phải giải thích thế nào với mọi người đây. Trương Huyền giả vờ như không nghe thấy lời ông nói, phất tay nói. Đóng cửa, tiễn khách. Ngươi, Diêu Hàn nắm chặt tay, hắn tức muốn điên luôn rồi. Hắn là ai chứ? Là đại quản gia của thành chủ Bạch Ngọc Thành. Người có quyền thế rất cao.
ngay cả lão sư chủ nhiệm ở phòng giáo dục của Hồng Thiên Học Viện còn phải nể mặt hắn mấy phần. Vậy mà hiện tại thì sao? Hắn bị cái tên lão sư vô dụng nhất trường mắng là người tàn tật, còn đuổi ra khỏi lớp. Hỏi sao hắn không tức giận cho được? Ta muốn xem thử coi ngươi dùng cách gì để dạy mấy học sinh đó. Siêu Hàn cố gắng đứng thẳng người, chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Ồ, nếu ngươi cũng biết như vậy, nên nhanh chóng ra ngoài mới phải chứ. Đừng làm lãng phí thời gian của lớp, chúng ta cũng cần phải tập trung học tập, vì vậy cần một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Chỗ này đâu phải nơi hạng người tạp nham nào cũng có thể vào được. Trương Huyền không kiên nhẫn phất tay, giống như Diêu Hàn đang nói về một đề tài xa xôi nào đó mà hắn không tài nào hiểu nổi. Ngươi nói ai là hạng người tạp nham hả? Diêu Hàn hét lớn, bởi vì quá tức giận, trên khóe miệng hắn lại tràn ra không ít máu tươi, Diêu Hàn giận đến nỗi toàn thân đều run rẩy. Ngươi có tin hay không ngay, bây giờ ta chỉ cần dùng một chưởng là có thể giết chết ngươi. Triệu Nhã, nàng mau đuổi hắn ta ra ngoài, lão sư mới có thể giúp nàng giải quyết vấn đề được. Lười cãi nhau với Diêu Hàn, Trương Huyền phất tay. Diêu thúc ra ngoài trước đi, ta phải vào học rồi. Nghe Trương Huyền nói như thế, ánh mắt Triệu Nhã sáng lên. Nàng đi đến trước mặt Diêu Hàn nói. Ta không đi đâu cả, ta phải bắt cái tên khốn kiếp kia nói cho rõ ràng. Hắn đang chửi ai tạp nham hả? Diêu Hàn ta là một cường giả lục trọng ích huyệt cảnh. Bất kể ta đi đến đâu, mọi người cũng phải kính trọng, nể mặt. Vậy mà lão sư thối tha đó lại dám nói ta là người tàn tật, còn đuổi ta ra ngoài. Dầm! Còn chưa nói dứt lời, Diêu Hàn đã bị Triệu Nhã đẩy ra cửa. Ngay sau đó hắn cảm thấy trước mặt tối đen, cửa đã bị đóng chặt, nếu không phải hắn nhanh nhẹn né tránh thì đã sớm bị cánh cửa đập vào mặt rồi. Tiểu thư! Diêu Hàn tức giận đến run người, hắn đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm cánh cửa, lông mày nhướng lên cao, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nếu như người đuổi ông ra là Trương Huyền, hắn chắc chắn đã ra tay đánh người này từ nãy giờ rồi. Thế nhưng người đuổi hắn ra lại là tiểu thư, có đánh chết hắn cũng không dám ra tay với tiểu thư đâu. Vậy nên cơn tức này hắn sẽ trút giận hết lên người Trương Huyền. Hắn thật sự nghĩ không ra. Cái tên đáng ghét kia có tài cán gì mà có thể khiến cho tiểu thư nghe lời như vậy chứ? Siêu thúc à, làm phiền thúc đứng chờ ở bên ngoài nhé. Chúng ta đến giờ học rồi. Triệu Nhã nghĩ rằng chuyện của bản thân nàng nên để mình nàng giải quyết là được rồi. Bởi vậy nàng sẽ không để cho bất cứ ai biết được bệnh của mình. Đặc biệt là Diêu thúc thúc, nếu muốn lão sư Trương Huyền giúp nàng chữa bệnh này, trước tiên phải đuổi Diêu thúc ra ngoài đã. Được rồi, vậy ta chờ tiểu thư bên ngoài. Nếu có chuyện gì tiểu thư cứ gọi, ta sẽ xông vào ngay lập tức. Nghe được lời nói của tiểu thư, Diêu Hàn tức giận muốn nổ tung. Bởi vì hắn biết được không thể tự ý xông vào nữa rồi. Thế nhưng hắn cũng đâu còn cách nào khác nên chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn trả lời. Sau khi Diêu Hàn ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại 5 học sinh mới. Trương Huyền nhìn quanh phòng một lần. Nếu tất cả các ngươi đều đã nhận ta làm lão sư, vậy từ nay trở đi. Các ngươi chính là sư huynh muội đồng môn một với nhau. Do đó hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, đừng có làm việc gì gây tổn hại đến thanh danh của ta. Thanh danh? Nghe Trương Huyền nói xong, 5 học sinh nhìn nhau. Lão sư à, hình như lão sư cũng đâu còn thanh danh gì nữa đâu. Ôi chao, dù chúng ta có muốn giữ thanh danh cho lão sư, cũng không có để mà giữ. Cách dạy của lão sư không giống những người khác, ta sẽ tập trung dạy theo khả năng của mỗi người. Nên phương pháp mà mỗi người học được cũng khác nhau. Chính vì vậy, các ngươi không cần phải so sánh bài học của mình với bạn khác. Bởi vì nó sẽ không giống nhau đâu. Trương Huyền vờ như không thấy vẻ mặt, bó tay của mấy học sinh dành cho hắn lúc nãy. Hắn vẫn tiếp tục nghiêm nghị nói. Bây giờ lão sư sẽ đi vào căn phòng nhỏ bên kia, đọc đến tên ai thì người đó nhanh chóng vào phòng. Mặc dù lớp học của Trương Huyền không lớn lắm, chỉ khoảng 100 mét vuông thôi. Nhưng mà cũng may bên trong còn một căn phòng nhỏ để hướng dẫn riêng cho từng học sinh. 5 học sinh ở đây, mỗi người có một tài năng và khuyết điểm riêng. Bởi vậy muốn thống nhất thành một phương pháp chung dạy cho cả 5 người là điều rất khó, cũng không thể làm được. Vương Dĩnh, nàng là học viên đầu tiên ta thu nhận, nên nàng vào trước đi. Vừa nói xong, Trương Huyền liền dẫn đầu đi vào phòng nhỏ. Dạ, Vương Dĩnh vốn là một nữ tử ngoan ngoãn. Nên sau khi nghe Trương Huyền nói xong, nàng liền vội vàng đi theo phía sau, không hề cãi lại câu nào. Trong lòng Vương Dĩnh có chút hối hận.
hôm qua nàng bị lạc đường nên mới gặp Trương Huyền để hỏi đường. Ai dè đâu lại bị lão sư này lừa gạt làm học viên của hắn luôn. Lúc mới đầu nàng cũng chưa hiểu ra chuyện này rốt cuộc là sao. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu ra một điều, đó là lão sư này hình như chỉ là một người vô dụng mà thôi. Mấy lão sư khác chỉ cần nàng đánh ra vài quyền là đã nhận ra được trên đùi nàng đang bị thương. Vậy mà lão sư này đã không nhìn ra thì thôi đi, lại còn nói láo rằng có thể giúp nàng trị lành vết thương. Lúc trước phụ thân nàng cũng đã tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng để chữa cái chân bị thương này của nàng, thế nhưng không có một ai chữa khỏi cả. Vậy mà Trương Huyền lại nói có thể trị được, nếu không phải lừa gạt, vậy là cái gì? Hơn nữa hôm qua Lưu lão cũng đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về lão sư này. Giờ nàng mới biết được, hóa ra lão sư này đã từng có sự tích huy hoàng, như vậy. Là lão sư duy nhất ở Học viện Hồng Thiên từ trước đến nay có điểm kiểm tra bằng không, cũng là giáo viên có thực lực kém nhất trường. Nàng thật xui xẻo mới gặp phải hắn, bị hắn lừa còn tin là thật nữa chứ. Chẳng chắc ca ca nàng thường nói, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Trước đây, ca ca nàng thường dặn nàng phải cẩn thận. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người xấu, vậy mà nàng lại không tin. Hiện tại mới hiểu ra mình đã bị lão sư này lừa rồi, nàng cảm thấy rất tủi thân. Nàng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để bỏ đi khóa học với lão sư này. Thậm chí nàng còn đang tính chịu nghe ca ca mắng một trận để nhờ ca ca nói với học viện thay lão sư khác cho nàng. Bỗng nhiên nàng lại nghe được một âm thanh quen thuộc vang lên. Biểu diễn võ thuật của nàng một lần nữa cho lão sư xem nào. Trương Huyền đang ngồi ở giữa phòng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Lần trước lúc hắn gặp Vương Dĩnh, vẫn chưa kích hoạt thiên đạo đồ thư quán, nên hắn vẫn chưa biết được nàng có khuyết điểm gì. Dạ, mặc dù muốn hủy bỏ khóa học, nhưng dù sao Vương Dĩnh cũng là một nữ tử ngoan. Thế nên sau khi trần chờ một chút nàng vẫn gật đầu đồng ý. Rất nhanh đã đánh xong một bộ quyền pháp. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc dù nữ tử Vương Dĩnh này có chút ngốc nghếch nhưng thực lực luyện võ quả thật không tệ chút nào. Lão sư ơi, thật ra ta muốn. Vương Dĩnh hơi do dự, nàng đang muốn xin Trương Huyền hủy bỏ khóa học của mình. Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu, người đối diện đã lên tiếng. Chân của nàng, nếu như lão sư không nhìn lầm, nó đã bị thương từ 2 năm trước, lúc đấu võ với người khác. Trương Huyền nói. Lão sư, sao lão sư lại biết việc đó? Vương Dĩnh vô cùng ngạc nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Nàng trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Huyền. Hôm qua nàng chỉ nói rằng chân nàng đang bị thương, chứ chưa từng nói ra nguyên nhân tại sao. Vậy mà nàng thật không ngờ Trương Huyền không chỉ có thể nói ra được lý do nàng bị thương, mà còn có thể nói rõ được thời gian nàng bị thương nữa chứ. Điều này quả thật khiến nàng rất kinh ngạc. Trên đùi của mỗi người đều có 3 huyệt đạo chính, bao gồm huyệt sức mạnh, tốc độ và khả năng nhạy bén. Khi đó, lúc nàng chiến đấu với đối thủ, trong lúc vô tình đã bị đối thủ chạm vào huyệt sức mạnh. Sau khi bị đụng phải, huyệt sức mạnh của nàng đã bị phong bế nên không thể phát huy hết sức mạnh như người bình thường được nữa. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Cái này. Vương Dĩnh bị thuyết phục, nét mặt ửng hồng vì vui mừng. Phụ thân nàng đã từng mời qua hết tất cả các đại phu nổi tiếng trong nước để chữa trị chân cho nàng. Người nổi tiếng nhất trong số đó Nguyên Ngữ Đại Sư cũng từng nói như vậy. Nhưng mà ngay cả hắn cũng không biết được huyệt sức mạnh nằm ở nơi nào, vì vậy mà không có cách nào để trị khỏi. Nếu muốn trị khỏi, chỉ còn một cách duy nhất đó là mời được một cường giả siêu cấp, võ giả tông sư cảnh bát trọng, người tu luyện chân khí trên tam phẩm. Bằng không, chân nàng sẽ không có cách gì chữa trị khỏi được. Lúc đầu nàng cho rằng lão sư vô dụng này chỉ vì lừa gạt nàng làm học viên nên mới giả vờ nói là hắn biết cách chữa trị thôi. Nhưng mà nàng thật không ngờ lời nói của hắn lại giống y hệt những lời mà Nguyên Ngữ Đại Sư đã từng nói. Hỏi sao nàng không khiếp sợ cho được. Lão sư ơi, vậy. Lão sư có thể chữa khỏi không ạ? Vương Dĩnh không nhịn được hỏi. Chỉ là việc nhỏ. Trương Huyền thản nhiên đáp. Việc nhỏ sao? Đôi mắt Vương Dĩnh mở to đầy khiếp sợ, vui vẻ đến hơ thở cũng trở nên dồn dập. Một đồng môn, bạn cùng học một lão sư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 20.